Tối cường thần thoại đế hoàng Chương 681 Trở về thiên đình Cho nên, thần điện các ngươi chưa bao giờ bị trẫm để vào trong mắt Tần quân cười lạnh nói Để các trưởng lão hai mặt nhìn nhau Cũng không dám phản bác Bây giờ nghe tần quân tự mình nói hùng tâm của mình Bọn hắn vậy mà lại có chút cảm giác rung động Liền ngay cả tôn như đạo cũng trầm mặt Hai tay nắm chắc thành quyền Hắn tự hỏi giả tâm của mình đã rất lớn nhưng lại vô pháp giống như tần quân có truyền kỳ tính như vậy, cũng nói đến không có xinh đẹp như hắn như vậy đi trúc long trẫm mang đi trẫm cùng thần điện các ngươi trở thành liên minh tần quân híp mắt cười nói liên minh một tên trưởng lão nhịn không được vỗ bàn lên giận nói từ xưa đến nay nam vực các ngươi chính là một mảnh lãnh thổ của thần điện ta dựa vào cái gì liên minh bọn hắn tuy rằng e ngại thực lực của tần quân nhưng cũng không nhịn được tần quân trần trụi áp bách công như đạo không có xen vào mà là tự mình tự hỏi điệp tiên tử thì như đang xem kịch hừ muốn chết phải không la sĩ tính hừ lạnh nói ngữ khí tràn ngập sát khí dọa đến tên trưởng lão kia toàn thân khẽ run rẩy vội vàng ngồi xuống không dám nhiều lời không biết thời thế còn xưng là thần điện không có chúng ta thì thần điện các ngươi hôm nay đã xóa tên rồi chim không chọn cành mà đậu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt các ngươi cho là thần điện các ngươi có thế chống cự được bao lâu lần này thế nhưng là trực tiếp đắc tội bốn đại thế lực bọn hắn sẽ cứ như vậy bỏ qua sao tì bà nhịn không được mắng nói để người của thần điện tất cả đều sắc mặt khó nhìn lên liền ngay cả tôn như đạo cũng là như thế đúng a à, yêu tổ yêu hoàng như lai thi hoàng điện làm sao có thể đem việc này bỏ qua vừa nghĩ đến như thế bọn hắn lập tức mồ hôi lạnh lâm ly nguyên lai tưởng rằng nguy cơ đã đi qua lúc này mới ý thức tới nguy cơ chân chính mới vừa bắt đầu làm sao liên minh hắc điệp tiên tử hỏi trẫm cần tình báo gì các ngươi đều phải chi tiết nói cho trẫm biết trẫm muốn cái gì các ngươi đều phải cho mà các ngươi thời điểm gặp phải nguy cơ tùy thời đều có thể tìm đại tần hỗ trợ đương nhiên các ngươi nếu là việc lông gà vỏ tỏi đều tìm đại tần trẫm liền phải cân nhắc có nên thay thế thần điện các ngươi hay không tần quân hiếp mắt nói ra đại tần thiên đình bây giờ cùng lục điện tam địa so sánh đã kém không quá xa bởi vì người mang huyết mạch cực viêm ma thần còn có vận mệnh chi luân một khi tăng lên đến tầng diện lục điện tam địa có thể sẽ gây nên thiên tuyển phủ thậm chí thần tiên chú ý tần quân là muốn để thần điện làm bia đỡ đạn cho mình nhưng hắn về sau càng mạnh hừ hừ thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết đối mặt với ý kiến của tần quân các trưởng lão không những không giận mà ngược lại có chút kinh hỉ bốn đại thế lực bọn hắn thật là sợ các ngươi có thể cân nhắc một phen ba ngày sau phái người trả lời trẫm cho hắc điệp tiên tử có thể đưa chúng ta trở về tần quân một bên đi xuống bậc thang một bên cười nói cho thời gian chỉ là sợ hắn ép quá mức hắc điệp tiên tử gật đầu sau đó đứng dậy mang theo tần quân đi ra khỏi cung điện lưu lại tôn như đạo cùng các trưởng lão suy nghĩ sâu xa cửa lớn ầm ầm mở ra dọa đến thánh hoàng lạc khương cùng một đám văn võ quan viên run rẩy mỗi người đều không dám ngẩng đầu nhìn bọn người tần quân hắc điệp tiên tử không có nhiều lời trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo, mang theo tầng quân bọn người tiêu thất trong đó. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Lạc Khương mới ngẩng đầu, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm nhủ, tên thanh niên áo trắng kia đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà để thần điện hắc điệp tiên tử tự mình dẫn dắt, trở lại thánh đế phong, tần quân lúc này mới triệu tập quần thần tại quân chính điện khai triều. Đắc kỷ đi đến trước phượng tọa ngồi xuống, quần thần chưa tới đông đủ, ánh mắt của nàng liền rơi lên trên thân tỳ bà, đã đạt tới thái ức huyền tiên cảnh sơ kỳ, Đắc Kỷ có thể cảm nhận được tỳ bà tu vi cao thâm mạch rắc, "Bệ hạ, vị này là tân thánh phi sao?" Đắc Kỷ cười nói, "Tỳ bà xinh đẹp như hoa, thực lực cường đại, cho dù hai người lưu thủy vô tình, nàng cũng muốn tác hợp một phen, làm hậu cung chi chủ, Đắc Kỷ tự nhiên cần phải vì Tần Quân suy nghĩ, trước mắt, Tần Quân phi tử quá thưa thớt, rất nhiều đại thần đều từng hướng nàng đề nghị đem khuê nữ nhà mình giới thiệu cho Tần Quân." nhưng tần quân vẫn luôn không có phản ứng đồng thời đắc kỷ nếu là chủ động tác hợp tỳ bà ngày sau cùng tỳ bà quan hệ khẳng định sẽ đứng tại một phe cánh dù sao liều mạng có loại người gì cũng có vạn nhất một ngày sau xuất hiện nữ nhân muốn theo nàng tranh quyền đoạt thế thì sao trẫm trước giới thiệu một chút nàng gọi là tỳ bà chính là cường giả đại la kim tiên cảnh hậu kỳ tần quân cười nói lời vừa nói ra để mọi người nhất thời trừng to mắt đại la kim tiên cảnh hậu kỳ Đắc kỹ khẽ che cái miệng nhỏ nhắn lại, đôi mắt đẹp trừng đến cực lớn. Dương Tiễn, Na Tra, Lý Nguyên Bá, Lưu Bá Ôn, Bạch Trạch một đám đại thần đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Bò cạp tinh, lúc này, trư bác giới đi tới bỗng nhiên kinh thanh gọi nói, dọa đến không còn dám dậm chân tiến vào. Đường Tam Tạng theo sát mà đến cũng ngây ngẩn cả người. Hiện tại tỳ bà nhưng không biết bọn hắn, nghe được trư bác giới dám gọi nàng là bò cạp tinh, tỳ bà lập tức nổi giận, chỉ trư bác giới mắng nói, xú đồ vật ngươi nói cái gì đó cẩn thận lão nương lột da của ngươi trước mặt nhiều người như vậy trư bác giới nói ra bản thể của nàng để cho nàng thẹn quá hóa giận trư bác giới dọa đến toàn thân khẽ run rẩy tần quân phất tay nói còn không mau đứng vững còn ra thể thống gì nữa trư bác giới xấu hổ cười một tiếng vội vàng tự động chạy đến vị trí của mình đường tam tạng cũng kiên trì đi lên dù sao bò cặp tinh kiếp trước tại trên đường tây hành cũng từng cưỡng ép bắt đi hắn còn muốn thành thân mặc dù không có phát sinh chuyện gì, nhưng bây giờ gặp nhau quả thật làm cho hắn lúng túng không thôi. Nhưng mà tỳ bà căn bản không biết hắn, không nhìn thẳng, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm tần quân, phản phất như toàn bộ đại điện, ngoại trừ tần quân ra, liền không còn cái gì có thể hấp dẫn được nàng. Thời gian cấp tốc chuyển dời, thời gian không đến một nén nhang, văn võ đại thần đều liên tiếp đến đông đủ, bọn hắn chú ý tới tôn ngộ không, la sĩ tính, như ý chân tiên, tỳ bà đứng tại chính giữa, trong đó có hai người rất là lạ mặt. ai nhìn xem dáng vẻ đắc ý của thối hầu tử kia xem, nếu là để ta đi quả thật tốt biết bao nhiêu. Lý Nguyên Bá hừ lạnh nói. Viên Hồng lắc đầu cười một tiếng, cũng không thèm để ý. hắn hiểu được chuyến này khẳng định hung hiểm vạn phần, chiến đấu ở thần vực, cho dù là đại tần thiên đình cũng đều có thể mơ hồ cảm giác được. Trẫm nói một chút chuyến đi lần này. Tần Quân mở miệng cười nói, khiến cho đại điện an tĩnh lại. Tần Quân bắt đầu giảng giải nghe được để tất cả mọi người tâm tình liên miên. Tên này phản phất như thuyết thư, để cho người ta rất có đại nhập cảm. Để hắn nói xong, tất cả mọi người đều lâm vào trong rung động. Yêu tổ, yêu hoàng, như lai, thi hoàng điện, những cái tên này để bọn hắn hoảng hốt không thôi. Thế lực có thể làm cho thần điện kém chút hủy diệt, tuyệt đối mạnh ngoại hạng. Nhưng mấu chốt nhất chính là, tất cả đều bị tần quân khu trục. Tôn ngộ không cùng la sĩ tính rốt cuộc mạnh cỡ nào, sợ là lại phải tấn cấp hai tôn thần tướng một tên đại thần thấp giọng cảm khái nói tại đại tần thiên đình có thế xưng là thần tướng tuyệt đối là siêu cấp cường giả tỷ như dương tiễn lý nguyên bá viên hồng các loại tôn ngộ không vừa gia nhập liên tiếp thu hoạch được đại công la sĩ tính cũng là như thế để nhóm võ tướng không ngừng hâm mộ nhưng càng nhiều hơn chính là kính nể chúc mừng bệ hạ lại thu được thêm bốn tên cường giả bạch trạch chắp tay cười nói nàng đã tính toán một chút tì bà rất mạnh như ý chân tiên ngược lại là bình thường, để cho nàng để ý là đầu gà trên vai Tần Quân kia, Tần Quân một thân hoàng bào, trên vai đứng một con gà, thật sự là có chút dở dở ương ương, cho dù đầu gà kia rất thần tuấn, nhưng Bạch Trạch đã tính ra được thân phận của Trọng Minh Điểu, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Ha ha ha, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Tần Quân cười to nói, đang khi nói chuyện tay phải liền vung lên, chút lông liền từ bên trong tay áo hắn bay ra, sau đó ở trước mặt hắn bay tới bay lui. Tiểu gia hỏa này cùng như ý kim cô bổng giống nhau, đều có thể tùy ý biến lớn nhỏ. Nhìn thấy Chúc Long xuất hiện, thần tử bộ hạ cũ của đại tần vương quốc trước kia đều trừng to mắt, kinh hô không thôi. Trúc Long vừa ra, cả triều liền kích động. Một tên lão thần run run rẩy rẩy nói, Trúc Long, chẳng lẽ là sáng thế thần trong truyền thuyết. Trúc Long không chỉ có ở Hoa Hạ nổi tiếng, mà tại phương thiên địa này cũng có danh khí không nhỏ. Tần quân khẽ cười nói, từ nay về sau, Trúc Long sẽ là trấn đình thần thú của Đại Tần Thiên Đình. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hưng phấn khó nhịn. Bệ hạ Thánh Minh, hơn ngàn tên văn võ Đại Thần kích động hô lên. Hồng Hài Nhi càng là cười nói, tiểu Trúc Long, về sau cùng nhau chơi đùa A. À? Như ý chân tiên lúc này mới chú ý tới, cháu của mình vậy mà cũng tại đây. Nhưng bởi vì Ngưu Ma Vương cùng Tần Quân là địch, Hồng Hài Nhi liền trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy hắn. Tiểu Trúc Long còn nhớ rõ Hồng Hài Nhi, lúc này liền hướng hắn bay tới một hài một long bắt đầu vui đùa ầm ĩ bá ôn sự tình liên quan tới khí vận ngươi chuẩn bị thế nào rồi tần quân hướng lưu bá ôn cười hỏi kiếp trước có truyền thuyết lưu bá ôn trảm long mạch nghe nói đường triều thời điểm còn đường tây hành thiên đình cũng đã tồn tại nhân gian có thể tu luyện binh triều sơ kỳ lưu bá ôn vì hộ hoàng đế chém long mạch từ đó thần châu đại địa liền không còn linh khí con đường tu luyện cũng từ đó bị cắt đứt thần thoại cũng đi hướng suy bại, thậm chí Minh Triều về sau, Thanh Triều càng là bế quốc, văn minh khoa học kỹ thuật cuộc khởi, dẫn đến hoa hạ liền bị diệt mất, hết thảy đều là bởi vì long mạch bị trảm, khí vận tán đi, đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, truyền thuyết cho dù có huyền ảo thế nào, khẳng định cũng là có ngọn nguồn, căn cứ sự thật, chí ít lưu bá ôn hẳn là hiểu một số việc liên quan tới khí vận, bệ hạ, thần phát hiện nam vực chúng ta thật không đơn giản, Linh khí so với các vực xung quanh dày đặc hơn rất nhiều, đồng thời thiên tài địa bảo cũng càng nhiều, thậm chí có không ít cấm địa quân đội vô pháp đặt chân, trồng ra linh thảo phẩm giai cũng rất cao, dựa theo cổ tịch ta tra được, thì phát hiện một cái bí mật kinh thiên, Lưu Bá Ôn bắt đầu êm tai nói ra, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, tên này nếu là thả ở đời sau, tuyệt đối có thể trở thành biên tập, thỏa thỏa dẫn dắt mọi người, tại thời thượng cổ xa xôi, thiên địa là bị một chi thế lực siêu nhiên tên là Thánh Đình thống trị, mà Nam Vực chúng ta chính là một trong những trọng địa của Thánh Đình, tương đương với thủ đô, lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao, không nghĩ tới Nam Vực nơi bần di chi địa này lại có lai lịch lớn như vậy, đúng vậy a à, năm đó Thánh Đình là phồn hoa bực nào, nhân tộc một mình làm vua. Dịch lão đầu đứng ở trong đám người cảm thán nói, thái ức tán tiên cảnh hắn tại đại tầng thiên đình địa vị cũng khá cao, dù sao hắn cũng từng là đệ nhất cường giả của đại tần thiên đình hắn mới mở miệng lập tức đưa tới không ít người hứng thú nha ma hoàng đại nhân khó nói ngươi biết thánh đình là cái gì lý nguyên bá nháy mắt ra hiệu cười nói hắn xem như cùng dịch lão đầu ngưu tầm ngưu mã tầm mã cả ngày ngoại trừ chiến đấu ra cũng chỉ có ăn uống nói nhảm lão phu có thế có tu vị bực này chính là nhờ một chút xíu truyền thừa của thánh đình chiến thần nói đến bệ hạ dịch lão đầu càng nói càng hăng hái, tuy nhiên vừa nói đến tần quân, hắn lập tức liền ngậm miệng. nhưng những người khác thì miên man bất định. chẳng lẽ bệ hạ cùng thánh đình có quan hệ? vừa nghĩ đến đây, một số đại thần biểu lộ liền lộ ra cổ quái tình báo liên quan tới tần quân, chính là mê vụ lớn nhất toàn bộ đại tầng thiên đình. tần quân nhếch miệng lên, tức giận nói: ngươi nói nửa ngày, vẫn không có nói ra sự tình khí vận a? À. lưu bá ôm lúng túng, hắn mới vừa rồi bị dịch lão đầu ngắt lời cũng là đang hiếu kỳ quan hệ giữa Tần Quân cùng Thánh Đình, kỳ thực khí vận của Đại Tần Thiên Đình đã có hình thức ban đầu, hiện tại có thêm thần thú, chỉ cần thi pháp Thỉnh Cầu Thiên Đạo thừa nhận là đủ. Lưu Bá Ôm chắp tay cười nói, Thỉnh Cầu Thiên Đạo thừa nhận, Tần Quân ánh mắt lóe lên, Lưu Bá Ôm không nói gì thêm nữa, văn võ quan viên nhóm phát giác được bầu không khí có chút không đúng, cũng đều an tĩnh lại, hắn hôm nay nếu như không nói lời nào, uy nghiêm sẽ là cực lớn dù sao hắn còn có danh xưng khí vận hoàng giả tăng thêm, không có việc gì, thi pháp liền thi pháp, tạm thời cúi đầu, là vì ngày sau xoay người, cơ vĩnh sinh âm thanh bỗng nhiên vang lên, để tần quân có chút kinh ngạc, trước khi cơ vĩnh sinh lộ ra cực đoan như vậy, phản phất như muốn cùng lão thiên ăn thua đủ, làm sao lúc này lại đột nhiên lựa chọn ủy khúc cầu toàn như vậy, ta nghiêm túc quan sát một phen, lạc thủy vực, đông viêm vực phát triển sở dĩ so với nam vực các ngươi mạnh hơn, cũng là bởi vì khí vận của các ngươi không bằng các vực còn lại, ta phát hiện nhóm thần tiên phổ biến khí vận lập quốc cách này quả thật không tệ, tranh khí vận thiên địa, tương đương với tranh một đường sinh cơ. Cơ Vĩnh Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghe được để Tần Quân mắt trợn trắng, khí vận chi pháp, trực tiếp vượt qua thần tiên, để thiên đạo tán thành, ngược lại cũng thuận tiện tu luyện, có thể đi đường tắt, tuy nhiên nếu như muốn siêu thoát thiên đạo, khí vận tốt nhất ít dính, siêu thoát thiên đạo còn không được dính khí vận không có khí vận liền sẽ bị lão thiên đùa chơi chết vài phút liền cho ngươi biết trình độ khủng bố của tử thần cái gì gọi là tử thần cơ vĩnh sinh hiếu kỳ hỏi nói ngươi cũng không hiểu tần quân thầm nói mặt ngoài thì lộ ra mỉm cười để không khí khẩn trương lập tức tiêu tán đắc kỷ tức thời cười hỏi bệ hạ đã suy nghĩ kỹ rồi sao làm thánh hậu đắc kỷ cũng rất thông minh không giống như thánh cơ trước đó của thánh triều sẽ nhiếp chính nhiều nhất cũng chỉ là đưa đến hỗ trợ điều giải bầu không khí từng sự tình thi pháp liền giao cho bá ôn toàn quyền phụ trách những đại thần khác thì tích cực phối hợp tần quân gật đầu cười nói kỳ thực không cần hắn nói cũng không ai dám ngăn cản lưu bá ôn dù sao đây cũng là sự tình liên quan đến số mệnh của đại tần thiên đình tuy rằng lưu bá ôn tu vị thấp nhưng dầu gì cũng là văn thần chi thủ nhân duyên tốt vô cùng không ai sẽ cự tuyệt hỗ trợ sau đó tần quân lại nói một chút công việc tương quan còn lại phong cho tỳ bà quan hàm tam phẩm thực lực bày ở nơi đó không ai dám có ý kiến như ý chân tiên thì không tần quân đem hắn đuổi đến dưới tay bạch trạch làm việc bởi vì nam tận hải thống nhất khiến cho bên trên hoàng cung xuất hiện một số cường giả yêu tộc những cường giả này đều đã bị bạch trạch lôi kéo ngày sau thế tất sẽ chia làm nhân yêu lưỡng hệ đối với cái này tần quân chỉ là mở một mắt nhắm một mắt có cạnh tranh mới có thể để cho các thần tử ra sức làm việc hơn đương nhiên nếu là có thủ đoạn nửa người nửa ngợm xuất hiện tần quân sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là đế vương chi nộ màn đêm buông xuống một trận phiên vân phúc vũ về sau tần quân liền một bên vuốt ve lưng ngọc của đắc kỷ một bên lâm vào suy tư hắn hiện tại có hai lần ngẫu nhiên rút thưởng ba lần thần ma đỉnh phong ba lần kỹ năng truyền thừa còn có vừa lấy được một lần cơ hội hiền năng đã bị hắn sử dụng cưỡng ép chinh nạp năm tên hiền tài bên trong đại tần thiên đình, đều là văn thần, không có thuộc tính đặc thù hoặc là thánh khí, cho nên không có bị hắn để ở trong lòng. Khoa phụ, hậu nghệ, bạch trạch, la sĩ tính đều không có độ trung thành đạt tới mát trị số, có nên cho bọn hắn cơ hội hay không? Tần quân mắt quan thiểm thức suy tư, lý nguyên bá, cửu linh nguyên thánh, viên hồng, dương tiễn, cửu đầu trùng, đường tam tạng mấy người có tiềm lực đều đã sử dụng thần ma đỉnh phong, lục kim ô, lữ nhạc, thạch cơ nương nương lại không được, thường Nga, trư bát giới, thái bạch kim tinh, cự linh thần, na tra, lý tỉnh, hoàng phong đại vương, trung quỳ, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, quan vũ, lý bạch, lý tồn hiếu các loại, thần ma tiền kỳ triệu hoáng đều chưa sử dụng thần ma đỉnh phong, chỉ là đại bộ phận tiềm lực có hạn, có thể đột phá thái ức cảnh đoán chừng đều có chút cố quá, 10 ngày đi qua, tần quân sau khi rời giường, liền phái cung nữ truyền lệnh xuống, để Hồng Hài Nhi cùng Thái Bạch Kim Tinh tới tìm hắn. Hiện tại dưới tay hắn không thiếu Đại La Kim Tiên, cho nên lúc này hắn liền muốn đề bạc thuộc hạ cũ. Bên trong thần ma tiền kỳ theo hắn, Thái Bạch Kim Tinh cùng Hồng Hài Nhi công lao lớn nhất, tiềm lực hẳn là cũng đủ dùng. Hắn lúc đầu là muốn tìm Quan Vũ, nhưng Quan Vũ lúc này còn đang mang binh trấn thủ biên cảnh Nam Vực, cho nên chỉ có thể thôi. Còn thừa lại một lần thần ma đỉnh phong, hắn dự định sẽ giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào nếu là có cường địch đột kích đại tần bất lực hắn cũng chỉ có thể đem la sĩ tính hậu nghệ cưỡng ép đột phá thần ma đỉnh phong nhất là la sĩ tính kỳ lân chi tổ cường không thể nghi ngờ ngay cả hệ thống đều nói hắn khả năng sẽ khống chế không được giữa trưa hồng hài nhi cùng thái bạch kim tinh liền tới ngự hoa viên gặp tần quân tần quân hướng bọn hắn giải thích một phen liền đưa bọn hắn nhập vào bên trong thần ma đỉnh phong trẫm không cầu các ngươi trở nên mạnh cỡ nào có chỗ đề cao liền tốt tần quân tự lẩm bẩm chợt hắn cầm lấy thất tinh kiếm bắt đầu tu luyện liên tục luyện ba bộ kiếm pháp tần quân phát hiện mình đã thủy chung vô pháp tiến vào giai cảnh kiếm pháp của hắn chỉ có thể coi là tinh xảo cũng không tính là nhập đạo thậm chí còn không bằng thương đạo của hắn cho dù hắn người mang thần thông trảm thiên thần thông trảm thiên rất kỳ hoa không nhất định phải dùng kiếm chỉ cần có thể trảm kích là đủ ngươi không thích hợp dùng kiếm cần gì phải cưỡng cầu cơ vĩnh sinh hừ lạnh nói để tần quân nghe được dừng lại động tác trong lòng nghi hoặc hỏi ý của ngươi là trẫm hẳn là nên đình chỉ luyện kiếm hắn luyện kiếm đã không phải là ngày một ngày hai để hắn dừng lại tâm sẽ rất khó chịu người sợ nhất là làm uổng công ngươi trong quá trình luyện kiếm khẳng định có chỗ thể ngộ nhưng kiếm đạo cùng với binh khí khác tới mà nói đều cần độ phù hợp nhất định thậm chí có thể nói là thiên phú cơ vĩnh sinh giải thích nói sở dĩ một mực không nói cho ngươi là bởi vì ngươi quá yếu nếu là có thể thuần thục 18 loại vũ khí, không còn gì tốt hơn. Nhưng nói lại một chút, cực viêm ma thần bản thân không cần binh khí, thậm chí có thể nói đại bộ phận thể tu vốn cũng không cần binh khí. Ngươi nhìn tôn ngộ không, viên hồng, dương tiễn, bọn hắn đều dựa vào binh khí sao. Thần binh chỉ là thủ đoạn công kích của bọn hắn, mà đối với kiếm tu thuần túy tới mà nói, nhân kiếm hợp nhất, một khi rời đi kiếm, lực chiến đấu sẽ trên diện rộng hạ xuống. Lời nói của Cơ Vĩnh Sinh để Tần Quân bắt đầu suy nghĩ sâu xa, xác thực là như thế, liền lấy Tôn Ngộ không làm ví dụ, hắn chỗ nào biết cái bổng pháp gì, hoàn toàn là dựa vào mang lực đập loạn, nhất lực hàng thập hội, nói thật, Tần Quân cũng ưa thích thủ đoạn thô bạo đơn giản, nghĩ xong, hắn liền đem Thất Tinh kiếm thu hồi, thể tu am hiểu nhất là cái gì, thân pháp, quyền pháp, thối pháp các loại, đương nhiên cũng có một chút thiên tài, vừa tinh thông binh khí lại còn có nhục thân mạnh mẽ nhưng bởi vì hạn chế sau khi thức tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần, tần quân đối với binh khí tới mà nói, nhất định không có tạo nghệ quá sâu. Kỳ thực ngươi có thể luyện nhiều một chút đại đạo sinh thiên luân, đây chính là pháp thuật chí cao vô thượng A. Cơ Vĩnh Sinh nhắc nhở nói, đại đạo sinh thiên luân, bây giờ tần quân đã luyện tới tầng thứ hai, có thể đồng thời triệu hồi ra hai cái đại đạo sinh thiên luân, nhưng muốn lại tiếp tục phát triển, thật sự là quá khó khăn. Thôi, ta lại truyền cho ngươi một bộ trưởng pháp, Cơ vĩnh sinh thở dài nói, chỉ là ngữ khí tràn đầy ý cười. Tần quân nghe xong, nhãn tình lập tức sáng lên. Cơ vĩnh sinh hắn thấy chính là một cái thần thoại thương thành khác. Đồ vật hắn để ý trong thương thành đều quá đắt. Cơ vĩnh sinh thì không giống vậy, coi hắn là hy vọng. Cho nên tuyệt đối sẽ không có lưu dư lực. Rất nhanh, một cổ trí nhớ to lớn liền tràn vào trong đầu của hắn, để hắn trong nháy mắt nổ tung. Đại chu thiên trưởng, nhất trưởng toái sơn, nhị trưởng phục hải, tam trưởng phá thiên tứ trưởng kích tinh thần, đại khái đi qua một canh giờ, tần quân ý thức mới chậm rãi tỉnh táo lại, hắn không khỏi mở to mắt, trong mắt dị sắc liên tục, nhướng lông mày, đại chu thiên trưởng thật là bá đạo. Tần quân trong lòng kích động nghĩ đến, nhất trưởng toái sơn, nhị trưởng phục hải, tam trưởng phá thiên, tứ trưởng kích tinh thần, ngũ trưởng chuyển thiên, lục trưởng âm dương, thất trưởng luân hồi, luyện thành ba trưởng, liền đầy hoành hành phương thiên địa này, luyện thành bảy trưởng, dám gọi quỷ thần khóc, cử thế vô địch, tại trong quá trình cơ vĩnh sinh truyền thừa xuống, tần quân liền trực tiếp trước học được hai chữ, đại chu thiên trưởng ý tứ chính là hai chữ cương mảnh, hắn vận chuyển pháp lực, đưa tay hướng thiên vỗ tới, ầm ầm. Pháp lực màu vàng hội tụ thành một bàn tay lớn màu vàng ống, cấp tốc biến lớn đến cỡ trăm trượng, đụng hướng về phía bầu trời, thanh thế hạo đại, một màn này để tuyệt đại bộ phận tu sĩ trong thánh thành đều có thể thấy được, đó là cái gì, chẳng lẽ có địch nhân không thích hợp là từ trên đỉnh thánh đế phong phát khởi là có người tại trên đỉnh thánh đế phong luyện công người nào dám cả gan làm loạn như thế nói nhảm tự nhiên là thánh đế bệ hạ rồi tiếng nghị luận ồn ào rất nhiều đại thần cường tướng cũng mắt thấy nhưng không người nào dám đi thăm dò nếu như tần quân gặp nguy hiểm đế quân vệ sẽ phát ra tín hiệu huống chi trên đỉnh thánh đế cất giấu đại la nhìn qua vân hải trên bầu trời bị gạt ra tần quân liền thở dài ra một hơi nhẹ giọng cười nói, xuất khí, bá đạo huy trưởng, xác thực so với luyện kiếm thoải mái hơn. Đại chu thiên trưởng, năm đó ta cũng chỉ luyện đến đệ tứ trưởng, đại đạo sinh thiên luân cũng chỉ luyện đến tầng thứ năm. Cơ vĩnh sinh âm thanh vang lên lần nữa, hai bộ công pháp này, chính là ta tình cờ nhặt được, thậm chí có thể nói đây là thần thông, vô cùng cường đại, hy vọng ngươi có thể đem bọn nó toàn bộ luyện thành viên mãn. Tần quân nghe được một trận hiếu kỳ, tình cờ nhặt được ngươi mẹ nó khi ta là cải trắng sao một lần nhặt được hai bộ kỳ thực chúng nó đều là truyền thừa ta ngẫu nhiên lấy được ta có thế trưởng thành đến mức độ có thể cùng thần tiên chống lại toàn bộ đều là nhờ vào truyền thừa này cơ vĩnh sinh ngữ khí thổn thức không thôi truyền thừa tần quân càng thêm hiếu kỳ liền vội hỏi nói nói kỹ càng một chút kỳ thực ta cũng không rõ ràng chỉ biết tên của hắn cực đế cực đế cái tên này làm sao nghe lại có chút là lạ Tần quân bắt đầu suy nghĩ lung tung, mà cơ vĩnh sinh cũng không nói thêm gì nữa, tự hồ là nhớ lại chuyện cũ lúc trước. Lúc này, Trọng Minh Điểu cùng Tiểu Trúc Long cũng từ phía trên ngự hoa viên bay tới, một chim một long hiện tại có thể nói là như hình với bóng. Trúc Long tuy rằng trưởng thành không ít, nhưng tâm tính vẫn như cũ giống như một đứa bé, hiện tại đã trở thành tiểu đệ của Trọng Minh Điểu. Tần quân nhìn thấy chúng nó, không khỏi ngẩng đầu cười một tiếng, Nhật tiếp tục ngồi xếp bằng thể ngộ sự thần diệu của đại chu thiên trưởng, yêu khư. Lục nhĩ mi hầu mang theo ba vị đại yêu vương, đi đến trước chỗ ở của yêu tổ quỳ xuống, trung lẫy bảy lại thất bại. Lục nhĩ mi hầu chính mình cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng nhiệm vụ lần này gặp phải địch nhân đều quá mạnh. Thế nào? Yêu tổ âm thanh từ bên trong tòa thành truyền ra, phía dưới mây đen, thanh âm của hắn trong trời đất mờ tối lộ ra kinh sợ như vậy, thất bại lần này có yêu hoàng, tây vực, đại tần thiên đình thậm chí thi hoàng điện đều phái người đến. Lục nhĩ mi hầu quỳ trên mặt đất cắn răng nói, hắn cũng từng nghĩ muốn trực tiếp đào tẩu, nhưng trời đất bao la, hắn nên đi phương nào, yêu tổ thế nhưng là một trong những cường giả đứng đầu thiên địa, yêu khư càng là có một chỗ bên trong lục điện tam địa, hắn còn có thể trốn đi chỗ nào, húng hồ trong tay yêu tổ có đồ vật hắn vô pháp kháng cự, lại thất bại. Yêu tổ âm thanh trong nháy mắt băng lạnh lên, tựa như hàng phong thấu xương thổi hướng lục nhĩ mi hầu tứ yêu, yêu hoàng tham dự đều trong dự liệu của bổn tọa, không nghĩ tới thi hoàng điện cùng đại tần thiên đình cũng tham dự, chỉ là tây vực tính là thứ gì, yêu tổ âm thanh rất là lạnh lùng, để lục nhĩ mi hầu tứ yêu có loại thân ở bên trong hầm băng, sát khí kia để bọn hắn cảm giác phía sau đều đang bốc lên hơi lạnh, lục nhĩ mi hầu cái trán dựa sát mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, cho dù yêu tổ không có đi ra khỏi thành, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của yêu tổ. Yêu khư khoảng cách cùng thần điện cực xa, dưới tình huống bình thường, yêu tổ đều sẽ không đích thân ra mặt, hắn nếu như động, thế tất sẽ dẫn tới những thế lực lớn khác chú ý. Lục điện tam địa thăng bằng bảo trì quá lâu, thế lực khắp nơi đều đang đợi một cơ hội, ai nếu như rời đi đại bản doanh của mình, thế tất sẽ dẫn tới thế lực khác vây công, tiến tới dẫn phát đại chiến quét sạch thiên địa, yêu tổ, tây vực chính là bần di chi địa bên cạnh nam vực, nhưng tây vực vài chục năm gần nhất ra một tên như lai thực lực cực mạnh liền ngay cả thần vô cơ đều thảm bại dưới tay của hắn lục nhĩ mi hầu cúi đầu giới thiệu nói lúc ấy hắn chỉ là bị khí tức của như lai dọa chạy tại trên đường trở về hắn liền tận lực nghe ngóng tây vực cho nên mới biết được lai lịch của như lai thần thông thiên phú của hắn chính là nghe trộm lục giới lúc trước có thể tìm tới nam vực thiên thế giới cũng là dựa vào cái bản lĩnh này thần điện mới thành lập hai vạn năm thần vô cơ mặc dù giả tâm bừng bừng, nhưng không có thực lực, bị đánh bại cũng rất bình thường. Yêu tổ âm thanh lần nữa vang lên, tự hồ thần vô cơ nhập không được pháp nhãn của hắn, tây vực như lai, xem ra bổn tọa cần phải sắp xếp thời gian đi gặp hắn một lần, thuận tiện chèn ép đại tần một chút, nghe được lời này, lục nhĩ mi hầu kích động không thôi, hắn tại trước mặt đại tần thiên đình thất bại hai lần, quả thực rất khó chịu, yêu tổ thực lực thâm bất khả trắc, trong lòng hắn cho dù Tây vực cùng đại tần thiên đình liên thủ, cũng không địch lại yêu tổ, đến phiên các ngươi, thất bại chính là thất bại, yêu tổ lời nói xoay chuyển, cả kinh lục nhĩ mi hầu tứ yêu vội vàng năn nỉ tha thứ, quanh. Một đầu lôi điện tựa như trường long phù diêu mà xuống, rơi trên người bọn hắn, tốc độ cực nhanh, để bọn hắn thậm chí không kịp phản ứng, a a a a. Ba vị đại yêu vương âm thanh cùng khiếu hét thảm, lục nhĩ mi hầu tuy rằng không có gào thét, nhưng cũng vô cùng thống khổ. Lửa giận của yêu tổ, chỉ có thể từ bọn hắn thống khoái đến tiêu trừ. Hai ngày vội vàng đi qua, Thái Bạch Kim Tinh cùng Hồng Hài Nhi cũng lần lượt trở về. Thái Bạch Kim Tinh chỉ đề thăng đến chân tiên cảnh nhị tầng, mạnh sai ý người. Hồng Hài Nhi cũng không tệ lắm, đạt đến Thái ất Kim Tiên cảnh tứ tầng. Hai người thuộc tính không có thay đổi quá lớn, chỉ là tu vị cảnh giới đề cao. Hồng Hài Nhi ngược lại là rất hưng phấn, trực tiếp tìm các tướng quân Thái ất cảnh luận bàn, dựa vào tam muội chân hỏa của hắn, ngược lại để không ít tướng quân thái ất cảnh đối với hắn lau mắt mà nhìn, còn có một lần thần ma đỉnh phong, tần quân đến giữ lại, giữa trưa một ngày này, hắc điệp tiên tử liền đi vào trong ngự hoa viên, để tần quân đang bên trong đang lô luyện thể không khỏi mở to mắt, thần điện các ngươi nghĩ thông chưa? Tần quân nhìn về phía nàng hỏi, dược tài trong lò bị nấu đến nóng hổi, da thịt toàn thân hắn đều biến thành đỏ bừng, nhưng hắn vẫn như trước đang cố chịu đựng hoặc là nói hắn đã thành thói quen loại thống khổ này. Tu luyện bất diệt thánh thân, không thể tích lũy tháng ngày liền có thể thành công, mà nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, hóa thiên địa cho mình dùng, mới là thánh thân. Từng, chúng ta đồng ý, nhưng ngươi nhất định phải tram đoan thần điện gặp nạn, ngươi nhất định phải phái người tới. Hắc điệp tiên tử đi đến trước lò luyện đan, đầu ngón tay nâng lên cầm của tần quân, nhẹ giọng cười nói, nàng mang theo ngữ khí trêu tức, phản phất như đang nói phong hoa tuyết nguyệt. Tần quân gật đầu, chăm chú nhìn nàng nói, đêm nay lưu lại, ngày mai ký kết khế ước, chính thức đạt thành liên minh. Liên minh cũng không thể ở trên miệng nói một chút là xong, giấy trắng mực đen mới có thể để cho người tin tưởng. Hắc điệp tiên tử không có ý kiến, nàng lấy xuống mặt nạ, lộ ra một trương tiếu nhan tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành, nháy nháy mắt một cái, lông mi thật dài lộ ra sở động lòng người, nàng ngậm lấy đầu ngón tay, tại bên tai tần quân, nhẹ giọng hỏi nói, Muốn hay không tối nay cộng độ lương tiêu, nói xong, nàng còn cố ý thổi một hơi, để Tần Quân biểu lộ không được tự nhiên. Cái lão yêu bà này, Tần Quân bị nàng vẫy tới trong lòng giấy lên liệt diễm, hắn bắt lấy tay trái của Hắc Điệp tiên tử, cười hỏi, "Thật sao?" Hắc Điệp tiên tử biểu lộ ra vẻ oán trách, tức giận nói, "Xem ra ngươi đối ta cũng cảm thấy rất hứng thú nha, ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta." Tần Quân nhịn không được, một tay bắt lấy nàng hướng trong ngực ôm đồng thời còn muốn hôn hướng môi của nàng. Nhưng mà hắc điệp tiên tử đột nhiên tiêu thất, xuất hiện tại bên ngoài 5 mét, để tần quân rất là phiền muộn. Liền biết cái lão yêu bà này là đang đùa hắn, không có tí sức lực nào. Nhìn thấy tần quân phản phất như tiểu hài tử quyệt miệng, hắc điệp tiên tử không khỏi che miệng cười khẽ, cười hồi lâu, mới nghĩa chính ngôn từ nói ra, hiện tại còn không phải lúc, ngươi cần phải trở nên mạnh hơn, hừ, nói không chừng sang năm trẫm liền sẽ để ngươi ngưỡng vọng. Tần Quân tức giận nói, Hắc Điệp Tiên tử coi lời nói là như trò đùa, không cho là thật, ngươi lần trước nói muốn biết bộ đề thụ, nhưng thần điện căn bản không có vật này, nhưng có một đầu tình báo, đối với ngươi hữu dụng. Hắc Điệp Tiên tử nói sang chuyện khác nói, a à nói một chút. Tần Quân bình phục tâm tình, hững hờ hỏi, tâm lý lại là đang nghĩ, có phải hay không nên tại bên trong thần thoại thương thành mua sắm một bộ trận pháp, bảo vệ nam vực thiên thế giới? để hắc điệp tiên tử lui tới tự nhiên, thật sự là để hắn mất mặt vô cùng. Tây vực lôi âm tự, có niết bồ đề thụ, nghe nói đó là trọng bảo của Phật môn Tây vực, người bình thường khó mà tới gần. Hắc điệp tiên tử trầm giọng nói, bên trên khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy lo nghĩ. Sau khi kết thúc đại chiến ba ngày trước, nàng liền cố ý thu thập tình báo của Như Lai, phát hiện người này là tại mười mấy năm trước hoành không xuất thế, cấp tốc thu phục Tây vực binh hoang mã loạn, bắt đầu trắng trợn truyền giáo. Hắn không có giống như Yêu Hoàng, hoành hành không sợ, mà ngược lại là rất điệu thấp, an tâm phát triển Tây vực, nếu không có sứ giả thần điện tiến về Tây vực bị giết, tái dẫn đến thần vô cơ tự mình xuất thủ, thì tên của Như Lai chỉ sợ sẽ không được truyền ra. Như Lai cùng Tần Quân kinh lịch nhưng thật ra vô cùng giống nhau, cùng thần điện phát sinh các loại mâu thuẫn, cuối cùng đều là thắng được. Cái này khiến Hắc Điệp tiên tử không khỏi hoài nghi, thần điện có phải hay không nên đào thải? Thì ra là thế trẫm cũng biết tin tức này chuẩn bị qua ít ngày liền sẽ tiến về tây vực tần quân gật đầu nói sở dĩ hỏi thăm hắc điệp tiên tử chỉ là còn nước còn tác vạn nhất thần điện cũng có niết bồ đề thụ liền tốt đáng tiếc kỳ tích luôn luôn chỉ có ở trong mộng tốt ta không quấy rầy ngươi tu luyện hắc điệp tiên tử phất tay cười một tiếng sau đó tiêu thất tại nguyên chỗ không cần đoán tần quân cũng biết nàng khẳng định là đi thánh thành dạo phố du ngoạn tần quân gấp nhíu mày đã không còn hào hứng luyện công tuy rằng liễu nhược lai đã phục dụng tử kim tục mệnh đan nhưng tần quân không có khả năng đợi đến nửa năm sau mới lên đường đi tây vực vạn nhất nửa đường phát sinh biến cố gì thì hắn hối hận cũng không kịp như lai ngươi chờ xem lần này trẫm sẽ tự mình tìm ngươi để tây vực của ngươi long trời lỡ đất tần quân nhếch miệng lên nụ cười tà khí không bị trói buộc hắn hiện tại đối với như lai đã không còn sợ hãi chút nào thủ hạ đại la nhiều như vậy thì sợ cái gì sau đó, tần quân liền nghĩ biện pháp đem bạch trạch, hậu nghệ, la sĩ tính một vị nào đó bên trong, nỗ lực bồi dưỡng thành độ trung thành mắt trị số. Đến lúc đó tái sử dụng thần ma đỉnh phong, phần thắng sẽ lớn hơn. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Bá Ôn cùng hắc điệp tiên tử sau khi ký kết khế ước, hắc điệp tiên tử liền rời đi. Chiều hôm ấy, tần quân liền hạ lệnh đem việc này chiếu cáo toàn bộ đại tần thiên đình, cấp tốc truyền đạt xuống mỗi cái hoàng triều, truyền khắp Nam Tận Hải đại tần thiên đình cùng thần điện liên minh tin tức này liền như thạch phá thiên kinh chấn động để toàn bộ thiên hạ xôn xao chính ma lưỡng đạo mỗi cái hoàng triều vương quốc tông môn cũng bắt đầu nghị luận việc này đại tần thiên đình càng ngày càng lợi hại đây là cùng thần điện địa vị bình đẳng a các ngươi chắc hẳn không biết thần điện đoạn thời gian trước từng mời thánh đế bệ hạ hỗ trợ lúc ấy vô số cường giả xuất hiện giết đến hôn thiên địa ám nhật nguyệt vô quan a gây gớm như vậy thánh đế bệ hạ nhảy vọt cũng quá nhanh đi, chẳng phải là nói tiếp qua mấy tháng, đại tần thiên đình liền sẽ dẫm lên trên thần điện thượng vị, suy nghĩ nhiều đi, tuy rằng những vị thần tướng kia mạnh đến mức không rối tinh rối mù, nhưng toàn bộ đại tần cùng thần điện là không thể nào so sánh được, trong lúc nhất thời, tu sĩ khắp nơi đều là nói về việc này, thậm chí còn có thuyết thư nhân giảng một đời của tần thánh đế, khiến cho danh khí trị của tần quân lại tiêu thăng, thời gian bắt đầu cấp tốc trôi qua tần quân mỗi ngày đều không tu luyện, thì cùng hậu nghệ, bạch trạch, la sĩ tính cùng khoa phụ lôi kéo cảm tình. Tỳ Tì bà triệu hoán đi ra lúc này đã là đỉnh phong, đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, cùng hậu nghệ sánh vai. Một bên khác, lưu bá ôn cũng đang thực hiện sự tình khí vận thi pháp. Nam vực cùng nam tận hải các nơi cũng bắt đầu thành lập tượng của Trúc Long, vì nó kiếm lấy hương hỏa. Hết thảy đều đang phát triển hết sức hài hòa. Thần ma phó bản một tháng một lần lại đến, tần quân trực tiếp giữ lại thần ma phó bản có thế mang về trợ thủ có hạn, còn không bằng tập hợp đủ 5 lần, nếu là có thể gom góp 5 lần thần ma phó bản, đổi thành một lần chỉ định triệu hoán, vậy thì sảng khoái, thời gian cấp tốc đi qua nửa tháng, oanh, phương Tây bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, để nam vực, nam tận hải thậm chí là tu sĩ của những xung quanh đều có thể nghe được, tần quân cũng dọa đến từ bên trong ôn nhu hương đứng lên, đắc kỹ, vọng tuyết đi theo ngồi xuống, hai nữ dùng lụa mỏng che giấu, đều ôm thật chặt hai tay của tần quân, là phát ra từ tây vực. Đắc kỷ kinh thanh nói, nàng chính là thái ất huyền tiên, có thể cảm giác được tây phương truyền đến khí tức có cường nghĩa tuyệt cường đang chiến đấu, để cho nàng cảm giác được thiên phản phất như muốn sập. Cổ khí tức kia vô cùng cường đại là nàng trước nay chưa từng gặp, cho dù thân là thái ất huyền tiên, nàng cũng cảm giác tâm thần khủng hoảng, linh hồn đều đang run rẩy. Tần quân nhíu mày, cơ vĩnh sinh âm thanh trong đầu đi theo vang lên, lại là khí tức của Đại La Chí Tiên, còn có một cổ nữa, cũng mạnh ngoại hạng. Đại La Chí Tiên, Tần Quân Long mày nhíu lại, vội vàng ở trong lòng hỏi, Đại La Chí Tiên có phải là cảnh giới phía trên Đại La Kim Tiên hay không? Hắn từng nghe hệ thống nói qua, Đại La Cảnh chia làm ba cái tiểu cảnh giới, không sai, Đại La Chí Tiên đã có thể trở thành người tuyệt cường tung hoành phương thiên địa này rồi. Cơ Vĩnh Sinh trầm giọng nói, ngữ khí có chút không được tự nhiên hắn biết rõ thực lực của đại tần thiên đình bên cạnh vậy mà xuất hiện nhất tôn đại la chí tiên đây tuyệt đối không ổn đại tần thiên đình hiện tại có đại la kim tiên tuy rằng không ít nhưng nhất tôn đại la chí tiên đủ để phá hủy hết thảy cảnh giới càng cao mỗi một cảnh giới chênh lệch sẽ càng lớn tần quân nheo mắt lại tâm lý phản phất như lại mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới đại la kim tiên đại la chí tiên cũng không biết lại hướng lên sẽ là cái gì a di đà phật ngã phật từ bi nhưng uy nghiêm của phật không dung túng cho hành động chửi bới như lai âm thanh tựa như cửu thiên thần âm vang lên dù là tần quân đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy bên trong thánh thành lần lượt từng bóng người bay vút đi lên mỗi người mặt mũi đều tràn đầy hoảng sợ như lai lão nhi tôn ngộ không kinh thanh gọi nói cổ khí tức này để hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp phải như lai mang đến cho hắn cảm giác kinh dị lý nguyên bá bạch trạch la sĩ tính cửu linh nguyên thánh khoa phụ hậu nghệ viên hồng tỳ bà đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi chính tôn đại la đều bị hai cổ khí tức tuyệt cường từ tây vực truyền đến hù dọa thái ất huyền tiên cảnh thạch cơ nương nương lục kim ô đường tam tạng na tra dương tiễn cửu đầu trùng một đám thân thể đều đang run rẩy tu sĩ đẳng cấp thấp xuống chút nữa càng là dọa đến sợ hãi không thôi không chỉ là thánh thành mà toàn bộ đại tần thiên đình tất cả mọi người đều bị dọa phát sợ vô số người đang kêu gào sợ hãi tần quân mặc quần áo mang theo đắc kỷ cùng vọng tuyết đi ra khỏi cung điện đứng tại trên bậc thang hướng phương tây nhìn lại cho dù cách một tầng không gian bích chướng của nam vực thiên thế giới bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái cổ uy áp ngập trời kia lại có người dám khiêu khích như lai sẽ là ai tần quân nhíu mày thì thào nói yêu hoàng yêu tổ hay vẫn là người của thi hoàng điện vô luận là ai tần quân đều mừng rỡ như lai mạnh bao nhiêu hắn không dám hứa chắc bởi vì là thần ma sớm giáng lâm thế giới này, đi ra không nhất định sẽ là đỉnh phong, tỉ như ngưu ma vương, đi ra mới chỉ là thái ất kim tiên cảnh, ngay cả tịnh đàn sứ giả trư bát giới cũng không bằng, lần này đối với như lai like tới mà nói, tuyệt đối là một hồi nguy nan, cho dù thắng, tây vực chỉ sợ cũng là long trời lỡ đất. Dựa theo cơ vĩnh sinh đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV nói, Tây vực giờ phút này có một tên đại la chí tiên, còn có một tên cường giả tu vi mạnh hơn nữa cũng không biết ai là ai rất nhanh phương tây liền truyền đến tiếng nổ mạnh chấn thiên liên tiếp nhấc lên một cổ gió giật đánh tới xé phá đại lục nam vực ngươi đến cùng là ai vì sao tu vị lại cao như thế một đạo âm thanh nổi giận bỗng nhiên vang lên ngữ khí tràn đầy khó có thể tin được để tần quân kinh ngạc không thôi đây không phải là âm thanh của yêu tổ sao yêu tổ vậy mà cùng như lai đối mặt tần quân đầu óc có chút không xoay chuyển kịp bọn hắn vì sao lại xuất hiện mâu thuẫn thần điện chi chiến người thắng cũng không phải là như lai a thật tình không biết yêu tổ chỉ là phẫn nộ mục đích lúc đầu chủ yếu là đến tìm tần quân phiền phức cho nên tình cờ đi ngang qua tây vực liền thuận tiện chỉnh đốn như lai nào biết lại đá trúng thiết bản trọng minh điểu vào một cái rơi ở trên vai tần quân nó không ngừng gật gù đắc ý rõ ràng là có chút sợ hãi cho dù nó có tu vị đại la kim tiên cảnh viên mãn đối mặt với đại la chí tiên cũng chỉ có thể run rẩy gặp cảnh này tần quân liền không khỏi nhíu mày vô ý thức nhìn về phía các thần tướng trên không thánh thành phát hiện bọn hắn cũng đều có chút khẩn trương thậm chí có thể nói là sợ hãi như thế xem ra muốn đi tây vực cho dù mang theo toàn bộ cường giả đại la kim tiên cũng không đáng chú ý chỉ là như lai cùng yêu tổ tiết ra khí tức chiến đấu liền để bọn hắn khẩn trương như vậy nếu thật là chiến đấu thì không biết sẽ như thế nào hai người này cho dù đặt ở mười mấy vạn năm trước cũng là cường giả số ít tung hoành thiên địa Cơ Vĩnh Sinh ngữ khí phức tạp nói, nhưng hắn biểu hiện ra vậy cũng coi như bình tĩnh, để Tần Quân không khỏi suy đoán hắn thời kỳ đỉnh phong mạnh bao nhiêu. Cơ Vĩnh Sinh dám cùng thần tiên đầy trời chiến đấu, tuyệt đối là người mạnh nhất ngay lúc đó. Tây vực chiến đấu kéo dài rất lâu, cho dù tại Nam vực cùng Nam tận hải chỗ tương liên trên không, Tần Quân cũng có thể nghe được tiếng oanh minh rung động nhân tâm kia. Rất khó tưởng tượng Tây vực thời khắc này chính là đang gặp lấy phá hư như thế nào. Như Lai, thù này không đội trời chung bổn tọa thề phải giết ngươi yêu tổ âm thanh lần nữa vang lên bên trong thanh âm tràn đầy nổi giận cùng không cam lòng để vô số người xôn xao như lai tên thế tất danh chấn bát phương yêu tổ đây là thua tần quân nhíu mày nghĩ đến hắn từ hắc điệp tiên tử nơi đó lý giải được yêu tổ thế nhưng là cực mạnh yêu khư cũng là đệ nhất tam địa nương theo yêu tổ vừa dứt lời tiếng oanh minh liền tiếp tục vang lên không đình chỉ để tần quân tâm lý thật giống như bị mèo quào hiếu kỳ vô cùng nếu như thiên lý nhãn ở đây, hắn liền có thể nhìn thấy được cuộc chiến ở Tây Vực. Đáng tiếc thiên lý nhãn lại đang ở biên cảnh cố thủ, ngược lại là thuận phong nhĩ thì đang tại thánh thành. Tuy nhiên âm thanh của yêu tổ cùng như lai như vậy, không cần hắn hỗ trợ, tần quân cũng có thể nghe được. Quanh! Lại là một tiếng nổ rung trời truyền đến, trung động thương khung, cùng phong gào thét đại địa. Tại các thành trì khu vực biên cảnh giáp tranh Nam vực cùng Tây vực, tường thành đều đã bị cuồng phong thổi như là giấy bị phá nát, từng tên từng tên binh lính nằm rạp trên mặt đất, sợ hãi không thôi. Yêu tổ đúng không? Lần này đã thương phân thân của ngươi, lần tiếp theo ngươi nếu chân thân dám đến, ta tất sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục, nhập địa ngục chuộc tội, quy y Phật môn. Như lai âm thanh vang lên, chính nghĩa lẫm nhiên, viễn như thiên thần đang tru ma, phân thân, tần quân khóe miệng co giật, những đại năng này vì cái lông gì đều ưa thích chơi phân thân, khó nói là sợ chết sao, kỳ thực sợ chết cũng là một trong những lý do, luyện thành một thân tu vị, cứ như vậy chết đi, quả thật rất đáng tiếc. Tuy nhiên phân thân yêu tổ lại có tu vị đại la chí tiên, như thế để tần quân trái tim có chút băng giá, hắn không ngốc, tỉnh táo tưởng tượng lại, liền minh bạch kỳ thực mục tiêu chân chính của yêu tổ là hắn. Sau khi chiến đấu kết thúc, tần quân cũng không có tổ chức triều hội, phản phất như không có phát sinh việc này, nhưng toàn bộ đại tần thiên đình cùng 10 cái vực xung quanh đều đang nghị luận việc này. Tây vực như lai hắn là ai, thật mạnh. Tây vực đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chiến đấu âm thanh vang vọng không ngờ lại lớn như thế, ta còn tưởng rằng là tận thế tới rồi chứ, thiên muốn đổi sao, như lai cái tên này là muốn vang danh thiên hạ A, tây vực địa vị cấp tốc tiêu thăng, trở thành tồn tại để 10 cái vực chung quanh kiên kỵ, mệnh cơ các bên trong hùng chủ bản, như lai bài danh liền tăng vọt, trực tiếp bảo tố đến hạng 49, cho dù hắn đánh bại chỉ là phân thân của yêu tổ, nhưng đó cũng là tồn tại có thể sánh ngang với đại la chí tiên cảnh. Đồng thời Như Lai Thanh Danh cũng tiến nhập vào trong mắt Lục Điện Tam Địa, thần vực, công như đạo cười khổ không thôi, trong tay cầm chính là hùng chủ bản mới nhất, bên trong quyển trục, hai chữ Như Lai, kim quang lẫm liệt, phản phất như mang theo vô thượng thần uy, đâm vào ánh mắt của hắn, tọa hạ các trưởng lão, các chấp sự đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ, không nghĩ tới Như Lai cùng yêu tổ vậy mà đấu nhau, chiến đấu ngày đó làm cho cả thần vực đều đi theo rung động, ngày sau không được đến gần Tây vực Tôn Như Đạo bất đắc dĩ nói ra, tại dưới lãnh thổ hắn quản hạt, xuất hiện Tây Vực cùng Đại Tần Thiên Đình, quả nhiên là để hắn không cam lòng cùng bất đắc dĩ, không có người phản đối, đều là trầm mặc. Trong hoang mạc cực xa, một tòa cung điện do bạch cốt xây thành tỉnh tỉnh đứng thẳng, đây chính là thi hoàng điện. Vô số thi tu bay vào bay ra, tại trước mặt cung điện, như là con mũi nhỏ bé bay lượn, như lai. Có ý tứ, vậy mà có thế đánh bại phân thân của yêu tổ, xem ra đại kiếp thật muốn giáng lâm rồi, chỉ là không nghĩ tới đầu tiên không ngồi yên lại là yêu tổ. Một đạo âm thanh trêu tức từ đó truyền ra, để cho người ta suy nghĩ không thấu dụng ý của hắn, thi tu lui tới phản phất như không có nghe thấy, thờ ơ qua lại, vạn dặm sơn hà, tiên vụ lượng lờ, vô số bạch hạt tại bên trong vân hải xuyên toa, bên trong từng tòa sơn phong cao vạn trượng, cung điện quỳnh lâu rải rác, toàn bộ hình ảnh tựa như là tiên cảnh, duy mỹ bao la hùng vĩ. Vô số âm thanh yêu cầm tại giữa đỉnh núi quanh quẩn, để cho người ta mê say. Hùng chủ bản, đệ nhất vẫn như cũ là đại đế. Bài danh 10 vị trí đầu không có biến động, yêu hoàng ngược lại là nhảy lên tới thứ 23. Khí thế hung hung, đáng nhắc tới chính là như lai đã dứt tới hạng 49. Một tên thiếu nữ xinh đẹp cầm quyển trục niệm nói ra, ở trước mặt nàng chính là một tên nam tử, đang đánh đàn. Tên nam tử này tướng mạo tuấn lãng, một thân áo dài huyết hồng, đôi bàn tay tựa như bạch ngọc tại bên trên huyền cầm bay múa, tóc dài theo gió phiêu giật, như là một bức tranh đẹp, đời đời bất hủ, yêu hoàng không tệ, sớm muộn cũng sẽ tiến vào 10 vị trí đầu, ngược lại là như lai tên này, lai lịch ra sao, nam tử mặc áo hồng nhẹ giọng hỏi, khí tức của hắn yếu ớt, thậm chí cho người ta một loại cảm giác yếu đuối như thư sinh, nhưng thân phận của hắn chỉ cần nói ra lại là hù chết không ít người, người mạnh nhất đương đại, thiên mệnh đại đế mệnh cơ các bên trong mỗi một cái bản xếp hạng, có phân lượng nhất chính là hùng chủ bản, người không có tu vị thái ất cảnh ngay cả tư cách mua sắm hùng chủ bản cũng đều không có, mà người vào bản, mệnh cơ các sẽ phái người tự mình đưa ra hùng chủ bản, mà hùng chủ bản thời gian đổi mới không nhất định, có lúc một năm đổi mới một lần, có lúc một tháng liền đổi mới một lần, liền nhìn đương thời có đại sự gì phát sinh hay không, nghe nói như lai đánh bại phân thân của yêu tổ. Thiếu nữ nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, đương đại nhân vật có thể đi vào pháp nhãn của chủ nhân nàng cực ít. yêu tổ liền miễn cưỡng tính một cái, mà phân thân của yêu tổ chỉ có một cái, luyện tinh không luyện nhiều, cho nên phân thân liền có được một phần ba chiến lực của bản thể yêu tổ. thiên mệnh đại đế nhếch miệng lên, không có nói tiếp, vẫn như cũ hết sức chuyên chú đánh đàn. thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, như lai like, không đáng giá được nhắc tới, ngược lại là yêu hoàng có thể nhiều chú ý một chút. nói xong hắn liền đình chỉ đánh đàn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung thì thào nói mảnh thiên này quá chướng mắt là thời điểm nên phá vỡ rồi nhân tộc cũng không phải là chim bên trong lòng nam vực thiên thế giới bệ hạ đây là hùng chủ bản mệnh cơ các đưa tới du phượng hoàng cầm một bộ quyển trục đi vào trong ngự hoa viên hướng tần quân đang tu luyện cười nói trước mắt mệnh cơ các nam vực đã thành công cùng tổng đà liên hệ mặc dù đại tần thiên đình không có danh khí lớn như như lai nhưng làm tổ chức tình báo lớn nhất thế giới này tần quân lại đưa thân vào top 500 hùng chủ bản tự nhiên sẽ chú ý hắn ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn tần quân mở hai mắt ra khoảng cách đại chiến ở tây vực đã qua ba ngày khắp nơi đều đang nghị luận tên của như lai như lai xem như nhất chiến thành danh mà lại là danh truyền khắp thiên hạ để hắn không khỏi cảm thán đây chính là thực lực sai biệt a mặc dù đại tần thiên đình cùng thần điện va va chạm chạm mấy lần nhưng tại trong mắt đại thế lực chính thức chỉ là tiểu đã tiểu nháo hắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái hùng chủ bản liền rơi vào trong tay hắn mệnh cơ các tổng đà không có phát hiện quan hệ giữa đại tần cùng mệnh cơ các nam vực chứ tần quân hỏi mệnh cơ các tuy rằng không phải là lục điện tam địa nhưng thực lực tuyệt đối khủng bố bởi vì nhân mạch của nó tuyệt đối là đệ nhất đương thời không ai dám cùng nó đối địch du phượng hoàng lắc đầu cười nói làm sao có thể chúng ta cùng mệnh cơ các giao dịch rất là bình thường trừ phi các chủ nam vực tự mình nói nếu không không ai có thế đoán ra được tần quân gật đầu hắn mở ra hùng chủ bản bắt đầu xem xét du phượng hoàng không có quấy rầy hắn mà quay người rời đi dùng thần thức xem trọn vẹn nửa canh giờ tần quân mới đưa quyển trục khép lại một ngàn tên hùng chủ kinh thiên động địa chiến tích của bọn họ mặc dù chỉ là rải rác mấy bút ghi chép nhưng lại để tần quân cảm thấy vô cùng đặc sắc đây là hắn lần thứ nhất xem qua hùng chủ bản lúc trước hắn cũng chỉ là từng nghe hắc điệp tiên tử nhắc qua cho nên cố ý liên hệ mệnh cơ các nam vực lần này mệnh cơ các miễn phí đưa tới để lòng hư vinh của hắn vẫn là có nho nhỏ thỏa mãn dù sao hùng chủ bản cũng chính là mệnh cơ các tổng đà phát ra chính là một cọc mặt mũi không nghĩ tới quả nhiên là hắn cảm thán qua đi tần quân trên mặt liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ như lai nhảy vào trong 50 vị trí đầu hắn đã sớm đoán được chỉ là có một vị để hắn cảm giác lá gan đau nhất Hùng chủ bản người thứ 23, Đông Hoàng Thái Nhất, danh xưng Yêu Hoàng, năm vị thần ma sớm giáng lâm xem như triệt để sáng tỏ, Pháp Hải, Tiểu Ly, Ngưu Ma Vương, Như Lai, Đông Hoàng Thái Nhất, Tần Quân cười khổ liên tục, cái hệ thống này mẹ nó hoàn toàn là quấy rối a, à. ba người đằng sau quả thực là đau đầu, đều là hạng người giả tâm bừng bừng, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, phương thiên địa này ai có thể đè ép được Đông Hoàng Thái Nhất, trên hùng chủ bản miêu tả Đông Hoàng Thái Nhất tại 17 năm trước hoành không xuất thế, chưa bao giờ có trận thua. Hệ thống hy vọng sửa chữa một cái khái niệm, hệ thống triệu hoán đi ra thần ma không phải giả lập, mà bản thân cũng là tồn tại chân thực, cho nên không phải hệ thống cố ý thả ra quấy rối. Hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, ngữ khí bất mãn, nghe được để tần quân khóe miệng giật một cái. Hắn hiện tại liền phải cân nhắc đến sự trung thành của Bạch Trạch cùng Lục Kim Ô. Hai vị thần ma này đều cùng Đông Hoàng Thái Nhất có quan hệ không cạn vạn nhất tại thời điểm mấu chốt phản chiến thì làm sao bây giờ, nhất là bạch trạch, nàng tác dụng quá lớn, không thể thả đi, cũng may Đông Hoàng Thái Nhất tạm thời cùng hắn cách quá xa, hoàn toàn không phải cùng một cái thế giới, Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ đã bắt đầu trùng kích lục điện tam địa, đại tần thiên đình đoán chừng sẽ không bị hắn để vào trong mắt, tạm thời vô ưu, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất ra, tần quân còn đặc biệt lưu ý 10 vị trí đầu trong hùng chủ bản, đệ nhất danh, thiên mệnh đại đế, cử thế vô song, điện chủ thiên mệnh điện thứ hai cửu u âm đế trưởng khống âm phủ bá chủ cửu u chi địa đệ tam danh viêm hoàng liệt diễm ngập trời phần khư chi chủ đệ tứ danh kiếm chủ kiếm đạo tôn chủ hoành tảo thiên hạ đệ ngũ danh từ trọng sinh thi vương cái thế điện chủ thi hoàng điện đệ lục danh tư mã mộng ma tử vi quỷ vương qua lại âm dương lưỡng giới đệ thất danh hải cực vương hùng chủ vô tận chi hải điện chủ hải cực điện Đệ bát danh, yêu tổ, lãnh tụ yêu tộc, chấn thạc cổ kim, yêu khư chi chủ. Đệ cửu danh, cơ như ý, tộc trưởng một chi gia tộc cổ xưa, hoành bá nhất phương. Thứ 10, kỳ lan vương, đứng đầu thượng cổ kỳ loại, ngao khiếu đại địa. Những tên này bị hắn nhớ kỹ thật sâu, yêu tổ vậy mà chỉ có thể xếp ở thứ 8. Đáng nhắc tới chính là, hùng chủ bản không có ghi chép tu vị, bản lĩnh của các vị hùng chủ, có lẽ cũng là cho các vị hùng chủ một chút mặt mũi tu vị cùng bản lĩnh nếu là bại lộ, sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Hùng chủ bản bài danh không có nghĩa là trên đời chỉ có những cường giả này, đây chỉ láp ghi chép cường giả đứng đầu các thế lực, lấy thế lực lớn nhỏ cùng thực lực hùng chủ tổng hợp bài danh, cho nên còn có rất nhiều siêu cấp cường giả đơn thương độc mã không vào bản, nhưng dưới thời đại tranh đoạt khí vận này, hùng chủ chắc chắn mạnh hơn tán tu. Lục điện tam địa chi chủ lại không có hoàn toàn chiếm lấy 10 hạng đầu, đoán chừng cùng chiến lực cá nhân có quan hệ có chút cường giả bởi vì quá mạnh, trực tiếp kéo cao chỉnh thể thực lực của thế lực mình. Mặt khác, tần quân bài danh cũng nhảy lên tới hạng hơn 390, tuy rằng định lấy danh hiệu hùng chủ trẻ tuổi nhất, nhưng ở bên trong hùng chủ bản vẫn như cũ xem như tiểu trong suốt. Tần quân cầm hùng chủ bản tại bên trong ngự hoa viên chờ đợi hồi lâu, sau đó mới rời đi. Hắn muốn cùng bạch trạch, lục kim ô làm nhiều hơn một số công tác tư tưởng, cũng may độ trung thành của bọn họ đã đạt tới chín mươi mấy, khoảng cách mắt trị số đã không xa. Sau 10 ngày, Đại Tần Thiên Đình bắt đầu thi pháp, lấy Trúc Long làm môi giới, tụ tập khí vận của Nam Vực cùng Nam Tận Hải. Ở trên một tòa phi đảo cố ý cải tạo làm nơi thi pháp, Tần Quân cùng một đám văn võ Đại Thần đứng đang chờ đợi. Phi đảo bị vô số binh lính vây quanh, lít nha lít nhíp, cực kỳ hùng vĩ, để tu sĩ trên các phi đảo xung quanh đều không khỏi quay đầu qua nhìn lại, thậm chí còn có tu sĩ lơ lửng ở giữa không trung hiếu kỳ quan sát. Lưu bá ôm cầm trường kiếm trong tay, trong miệng đọc lấy pháp chú thường nhân khó mà hiểu được. Ở trước mặt hắn là một tôn lô đỉnh, chính là lô đỉnh tốt nhất mà toàn bộ đại tần có thể tìm ra, bên trong chứa chút lông cùng máu tươi của tần quân, bên trên đâm chính căn trụ ngọc hương cao dài. Hai bên sắp đặt lấy cờ xí của đại tần thiên đình, tung bay theo gió, bay phất phới, bầu không khí trang nghiêm. Tần quân một thân cửu long chí tôn hoàng bào con mắt chăm chú nhìn chầm chầm về phía lưu bá ôm, trên vai phải đứng lấy trọng minh điểu, phía sau là đắc kỷ liễu nhược lai trúc nghiên khanh du phượng hoàng cùng vọng tuyết lại ở phía sau là quan tướng các cấp trúc long quanh quẩn ở trên không trung nó rất hưng phấn bởi vì tần quân nói sau khi thi pháp xong nó liền là thần thú của toàn bộ đại tần thiên đình thụ ức vạn người kính ngưỡng nay đại tần thiên đình mới lập trẫm chính là tần thánh đế cảm giác chúng sinh buồn vui muốn lập khí vận triều chính lấy thần thú trúc long làm tín ngưỡng nắm thừa thiên địa chi ân Tần quân mở miệng cao giọng uống nói, thanh âm của hắn truyền khắp phương viên trăm dặm, để vô số người chờ mong không thôi. Một khi đại tần thiên đình tuân theo khí vận thiên đạo thành lập, thì địa hạ cảnh đại tần thiên đình nắm trong tay linh khí sẽ đi theo phóng đại. Tất cả mọi người đều có thể thu được một chút chúc phúc từ thiên đạo. Lưu bá ôn một kiếm đột nhiên ném về phía thương khung, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cho dù dựa vào đang dược chồng chất đến hóa hư cảnh đỉnh phong, thì tu vị của hắn vẫn là quá yếu, cưỡng ép thi pháp khẳng định sẽ có đại giới, nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại tầng thiên đình, đối với khí vận hiểu rõ, thì không người nào có thể so với hiểu rõ hơn, cho dù là những cái hoàng triều kia, bọn hắn cũng chưa từng thử qua mời gọi thiên đạo, ầm ầm. Lôi vân cùng cuộn tụ tập mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nam vực thiên thế giới linh khí bắt đầu bạo động, chút lông trên không trung có chút sợ hãi, không còn dám bay tới bay lui, tất cả mọi người cảnh giác chung quanh, bạch trạch trầm giọng nói, một đám cường giả đại la cảnh lơ lửng tại chung quanh thi pháp đảo phòng ngừa có người quấy nhiễu đại tần thiên đình nếu là thu hoạch được thiên đạo tán thành khí vận sẽ đi theo tăng vọt các vực bốn phía hoặc là các đại thế lực có thể sẽ nhân lúc này đến quấy nhiễu dù sao đại tần thiên đình bây giờ đã không phải là vương quốc nho nhỏ lại thêm việc này sớm đã chiêu cáo thiên hạ cho nên bọn hắn phải phòng bị vạn vô nhất nhất hy vọng thượng thiên thành toàn ân trạch đại tần thiên đình ta tần quân hô lên câu nói sau cùng này trong chốc lát lôi vân cuồn cuộn tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ nam vực thiên thế giới gió to bắt đầu nổi lên bay lượn khắp thương khung một đạo thiên lôi rơi xuống phản phất như đang đổ kiếp nhưng thiên lôi đều không có hướng thi pháp đảo bổ xuống đều là ở biên giới thi pháp đảo lượn quanh tám cái phương vị đều có hương hỏa chi lô cái gọi là hương hỏa chi lô nhất định phải là lô đỉnh thụ hương hỏa của bách tính trên ngàn năm nếu không sẽ vô pháp đạt được thiên đạo tán thành tần quân hít sâu một hơi trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động chật chật thiên ân trạch cơ vĩnh sinh tự dễ cười nói hắn đã từng nghịch thiên bây giờ lại nhìn lấy tầng quân được thiên đạo tán thành hắn không có phẫn nộ mà chỉ có một loại phiền muộn vật thị nhân phi thời đại khí vận muốn một mực mạnh lên nhất định phải đạt được thiên đạo khí vận hiện nay cơ hồ mỗi người đều thân mang khí vận hoặc nhiều hoặc ít mà thôi tương đương với thiên đạo đã trưởng thống vạn vật tất cả mọi người đều là quân cờ của nó bên trong 13 vạn năm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cơ vĩnh sinh rất nghi hoặc, luôn cảm thấy sau khi hắn chết bên trong tuế nguyệt phát sinh đại biến kinh thiên động địa. a à, mời thiên thi ân, không nghĩ tới đại tần thiên đình các ngươi còn không được thiên đạo tán thành. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trơ tức bỗng nhiên từ chân trời truyền tới. Ngay sau đó ở trên không thi pháp đảo, bỗng nhiên xuất hiện một khe hở không gian, một tên nam tử hắc bào lắc lắc cổ bước vào, trên người hắn phát ra khí tức dẫn đến vô số người xôn xao, tần quân cảm giác được cổ hơi thở mang tính áp bách kia, không khỏi nheo mắt lại, trong lòng thầm mắng không thôi, làm sao thật lại có người tìm tới cửa, lăng. Tôn ngộ không nổ quát một tiếng, kim cô bỗng vung ra, cấp tốc biến dài, tựa như một căn cự trụ kim sắc ở trên không thi pháp đảo vung qua, muốn một gậy đập chết hắc bào nam tử, đối mặt với kim cô bỗng hung mảnh đập lên, hắc bào nam tử cấp tốc né tránh, linh hoạt tránh thoát một màn này để tôn ngộ không trong mắt lóe lên dị sắc, cường giả đại la cảnh còn lại cũng không nhịn được nhíu mày, các tướng quân thái ớt cảnh thì mặt mũi tràn đầy đề phòng, bọn hắn căn bản thấy không rõ tốc độ của hắc bào nam tử, ngươi là người phương nào, dám quấy nhiễu đại tần thiên đình ta thi pháp, bạch trạch trầm giọng hỏi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý, nàng có thể cảm giác được đối phương không có hảo ý, đồng thời cũng đang suy đoán đối phương đến cùng là lai lịch ra sao, người có thế tránh thoát tôn ngộ không công kích, khẳng định là cường giả đại la cảnh thế lực có thế phái ra cường giả đại la cảnh lại cùng đại tần thiên đình có thù có thể đếm được trên đầu ngón tay yêu tổ yêu hoàng thi hoàng điện tây vực thần điện chật chật ta chính là minh vương điện lạc băng tốn nghe nói đại tần thiên đình các ngươi cùng long đế có quan hệ cho nên đặc biệt tới tìm các ngươi hắc bào nam tử tà tiếu nói ra hắn tướng mạo tuy rằng phổ thông nhưng khí chất tà mị tóc dài phiêu tán phản phất như không đem đại tần thiên đình để vào trong mắt minh vương điện tần quân nhíu mày hắn xác thực từng nghe nói qua long đế đang cùng minh vương điện sống chết không nghĩ tới sẽ huyên náo lớn như vậy minh vương điện vậy mà tìm tới đại tần thiên đình quả thực là kỳ quái hừ chỉ là đại la cảnh trung kỳ lại còn coi mình là vô địch hậu nghệ hừ lạnh nói đang khi nói chuyện hắn liền lật tay xuất ra xạ nhật thần cung phía sau nhắm ngay lạc băng tốn hắn xạ nhật thần công lấy pháp lực làm tiễn dây cung kéo căng, một cây trường tiễn như ngọn lửa cấp tốc ngưng tụ mà thành, dưới thiên lôi cuồn cuộn, lạc băng tốn trong lòng lập tức cuồng loạn, bị xạ nhật thần cung nhắm phải, hắn không khỏi có loại cảm giác trùng mình, chờ một chút bọn gia hỏa này, lạc băng tốn trừng to mắt, hắn vô ý thức đem thần thức quét về phía hậu nghệ, tỳ bà, lý nguyên bá, tôn ngộ không, la sĩ tính, khoa phụ, cửu linh nguyên thánh, bạch trạch, trong đó vậy mà có một nửa người để hắn nhìn không thấu. Làm sao lại có nhiều đại la như vậy, lạc băng tốn mồ hôi lạnh lâm ly, không tên có loại cảm giác dê nhập ổ sói. Hắn vốn chỉ là đi ngang qua đại tầng thiên đình, Minh Vương điện giao cho hắn nhiệm vụ là đi tìm Long Tộc ở Nam Tận Hải, muốn lấy Nam Tận Hải Long Tộc làm uy hiếp, bức bách Long Đế, vừa vặn từ trên Nam vực thiên thế giới bay qua, gặp được đại tầng thiên đình đang thi pháp, liền muốn chèn ép một phen. Tầng thánh đế gần nhất hoành không xuất thế, thứ tự trên hùng chủ bản mặc dù bay vọt không nhanh bằng như lai, nhưng cũng coi như khuôn mặt xa lạ, lại thêm Nam Tận Hải đã thuộc về Đại Tần Thiên Đình, cho nên hắn liền kiếm cớ xuất thủ. Nào biết, sau khi đi vào mới phát hiện nơi đây có nhiều đại la như vậy, giờ khắc này, hắn không khỏi có loại xúc động muốn tự tử, hưu. Hậu nghệ không đợi hắn phản ứng, liền một tiễn bắn ra, sát cơ khủng bố khóa chặt ở trên người hắn, để hắn khó mà động đậy, lại thêm tiễn tốc độ cực nhanh, phốc thử một tiếng, liền xuyên thủng lồng ngực của lạc băng tốn máu tươi hoành vẫy trên trời cao, một màn này thấy để tất cả mọi người không khỏi vỗ tay khen hay, bọn hắn ngược lại cũng không quá kinh ngạc, bọn hắn dù sao cũng thường thường thấy biểu hiện kinh thế hải tục của các thần tướng, tôn ngộ không cấp tốc xuất hiện tại sau lưng lạc băng tốn đang xa xuống, một gậy vung ra, liền đánh cho lạc băng tốn thổ huyết, thân thể hướng trên đằng phi mà đi, lưu lại hắn một cái mạng chó, bắt lấy, đợi lát nữa trẫm muốn thẩm vấn hắn, tần quân trầm giọng nói nói, Lạc băng tốn mạnh đạt đại la kim tiên cảnh trung kỳ, địa vị đoán chừng tại Minh Vương Điện cũng là cao cao tại thượng, vừa vặn từ trong miệng hắn hiểu rõ Minh Vương Điện. Cứ như vậy, lạc băng tốn còn chưa biểu diễn một phen thật tốt, liền bị bắt đi, tỳ bà dùng độc tê liệt thân thể của hắn, để hắn vô pháp điều động pháp lực, tạm thời biến thành phế phẩm, phịch một tiếng. Tôn Ngộ không liền đem hắn ném ở trên thi pháp đảo, cửu đầu trùng nhất cước dẫm tại trên lưng của hắn, để thân thể hắn dí sát mặt đất, không thể động đậy đáng giận, lạc băng tốn đỏ ngầu cả mắt, lại bị một tên thái ớt cảnh cắt ké dẫm tại dưới chân, thế nhưng hắn lại không thể động đậy, chỉ có thể nhịn chịu phần khuất nhục này. Cùng lúc đó, thiên lôi càng phát ra mãnh liệt, phản phất như muốn đem toàn bộ thế giới nổ tung, vận mệnh chi luân trong thể nội tần quân bỗng nhiên động. Lúc trước từ trong thần điện thu hoạch được một khối vận mệnh chi luân khác, tử vi đế tinh đạo quả tuy rằng đưa nó hút vào trong thể nội tần quân, nhưng hắn lại vô pháp đem hai khối vận mệnh chi luân này dung hợp. Nhưng bây giờ hai khối vận mệnh chi luân vậy mà vòng quanh tử vi đế tinh đạo quả cấp tốc xoay tròn. Chúng nó đang dung hợp, tần quân động dung, trong lòng kích động không thôi, ầm ầm. Cự đỉnh đồng thao trước mặt lưu bá ôm cùng tám cái lô đỉnh khác trên thi pháp đảo đồng thời bay lên, cửu đỉnh quanh quẩn ở trên không trung, một cổ năng lượng kỳ dị kết nối với cửu đỉnh, sáng chói lóa mắt, để vô số người trừng to mắt, vũ hoàng cửu đỉnh phong cửu châu, nay bệ hạ mở ra đại tầng vận đình. Lưu bá ôn tự lẩm bẩm, hắn phấn khởi đến toàn thân run rẩy không ngừng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được linh khí trong nam vực thiên thế giới đang cấp tốc tăng vọt. Nam vực cùng nam tận hải cũng là như thế, linh khí tăng trưởng tốc độ quá nhanh, để vô số tu sĩ, yêu thú phấn chấn không thôi. Ông trời ơi! Đây là chuyện gì? Ngươi không biết hôm nay là ngày bệ hạ lấy Trúc Long làm thần thú trấn đình, để đại tần thiên đình ngưng tụ khí vận của Nam vực cùng Nam tận hải sao? để khí vận nam tận hải cùng nam vực hòa làm một thể liền có thể để linh khí tăng vọt ngươi biết cái gì đại tần thiên đình chính là mới lập thống nhất về sau nam tận hải cùng nam vực sẽ trên diện rộng giảm bớt giết chóc vốn là sự tình công đức thiên đạo từ bi tự nhiên muốn ca ngợi thì ra là như thế nam vực cùng nam tận hải các nơi đều đang nghị luận việc này toàn bộ sinh linh đều vô cùng kích động thậm chí còn có người tại chỗ quỳ xuống tạ đại ân đại đức của thánh đế một bên khác Vận mệnh chi luân trong thể nội tần quân đã triệt để dung hợp, một cổ năng lượng kỳ dị chảy qua mỗi cái kinh mạch của hắn, đinh. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cướp đoạt vận mệnh chi luân. Thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma cùng một lần ngẫu nhiên rút thưởng, hệ thống nhắc nhở âm cấp tốc vang lên, trong chốc lát, tần quân ý thức liền lâm vào trong hỗn độn vô biên, trong thoáng chốc, hắn liền nhìn thấy vô số thân ảnh tại trong dòng sông lịch sử hò hét, ngâm. Long khí của hắn bỗng nhiên trích gào xuất thể, tứ trảo kim long xoay tại quanh người hắn, càng lúc càng lớn. Một màn này để văn võ quan viên nhóm thấy được hai mặt nhìn nhau. Tần quân chỉ có tu vị chân tiên cảnh, lại có được long khí như thế. Long khí của hắn so với lúc trước dối diện với lạc hoàng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ là thanh thế tứ trảo kim long gào thét liền đã làm cho người ta run rẩy cả linh hồn. Rất nhanh, tứ trảo kim long liền dài tới trăm trượng, uy phong lẫm liệt nó phần bụng chậm rãi mọc ra một cái lông trảo, đinh. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, long khí đã ngưng thành ngũ trảo kim long. Chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 2 cấp, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá chân tiên cảnh tam tầng, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá chân tiên cảnh tứ tầng, ba đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên, nhưng tần quân đang ở vào trạng thái hỗn độn không có nghe được, nhóm văn võ quan viên sau lưng thì xôn xao bọn hắn có thể cảm giác được tần quân liên tục đột phá hai tầng tiểu cảnh y ơ y, khí tức tăng vọt, đây quả thực là chuyện nghe rợn cả người, có ai có thể đồng thời đột phá hai tầng tiểu cảnh giới. Trúc Long không thể tính, đó chính là thần thú, không thể dùng lẽ thường để đo lường, quanh một tiếng, một đạo quan hoa bỗng nhiên từ trong lôi vân rơi xuống, trực tiếp bao phủ lấy tần quân, bệ hạ. Vọng tuyết kinh hô, chớ khẩn trương, đó là thiên đạo ân trạch đắc kỷ vội vàng ngăn lại nàng, an ủi nói, huyền đương ta chính là người duy nhất ở thiên địa này, ta không cam lòng cô độc, nguyện xã thân hóa tộc. Vạn tộc lấy người làm thức ăn, ta không cam lòng. Ta hận. Ta trưởng tham thương nguyện vì nhân tộc cường thịnh là mục tiêu suốt đời, nhân tộc nguy nan. Bản tôn tự xưng vô địch, nay tự lập làm đế, lấy tên là vô địch đại đế, thề phải thay đổi vận mệnh của nhân tộc, yêu tộc bất nhân, khi nhục nhân tộc ta, ta bạch đế nguyện thành lập thánh đình, chỉ huy nhân tộc thống nhất đại địa hoang vu, ta cơ vĩnh sinh, lấy thân phận thánh đình chiến thần, khiêu chiến tất cả thần tiên, từng cổ tiếng gào thét cực kỳ có lực trung động vang vọng bên tai tần quân, phản phất như dòng sông lịch sử sống dậy ầm ầm triển khai, tại trong tầm mắt của hắn, thiên địa chung quanh đang hướng phía sau hắn cấp tốc cực nhanh đi qua, hình ảnh để cho người ta hoa mắt, mơ hồ trong đó, tần quân thấy được không ít thân ảnh vĩ ngạn, tuy rằng thấy không rõ, nhưng thân ảnh của bọn hắn để cho người ta khó mà quên được, khó nói những thân ảnh này đều là người đã từng có được vận mệnh chi luân, Tần Quân trong lòng rung động đến tột đỉnh, tiếng gào thét của những tiền bối này thật sâu xúc động đến hắn, trong đó còn có cơ vĩnh sinh, lời của bọn hắn để Tần Quân nhìn thấy từ xuất hiện người đầu tiên của nhân tộc, xã thân hóa nhân tộc, nhân tộc thành lập, bị vạn tộc lấy làm thức ăn, nguy cơ trùng điệp, đến hiện nay xưng bá thiên địa, bao nhiêu hào kiệt đã vì nhân tộc phấn đấu. Vĩ đại mà nhiệt huyết, ngay tại thời điểm Tần Quân cảm thán không thôi, thì ý thức của hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình đang bị thiên đạo ân trạch bảo bọc, văn võ quan viên chung quanh, cùng binh lính đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn, lúc này, hắn mới ngạc nhiên phát hiện mình đã đột phá đến chân tiên cảnh tứ tầng, hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được long khí vậy mà tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần, hắn nhìn kỹ, phát hiện long khí hình thành kim long có ngũ trảo, cách không được sẽ liên tục đột phá thì ra là thế, Tần Quân trong nháy mắt phát hiện ra, nhưng trong lòng của hắn lại là có một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc, Ngũ Trảo Kim Long vậy mà thật là có 5 cái móng vuốt, đây chẳng phải là nói Cửu Trảo Kim Long sẽ có 9 cái móng vuốt, thần thoại hoa hạ, Ngũ Trảo Kim Long chính là biểu tượng tối cao của bậc đế vương, tứ chi ngũ chỉ, Cửu Trảo Kim Long tại trong thần thoại hoa hạ căn bản không tồn tại, nhưng cái thế giới này cùng thần thoại hoa hạ lại không giống nhau, bởi vì long khí cũng không phải là vật thật cửu trảo kim long chỉ là lấy hình rồng biểu hiện ra, chủ ký sinh không cần quá sai lầm kinh ngạc, hệ thống giải thích nói, để tần quân giật mình, nếu quả thật là có chín cái phút rồng xuất hiện, còn là có chút quái dị, nhưng long khí không giống vậy, chỉ là hình thái của hoàng uy mà thôi, ngẫu nhiên hắn không còn xoắn suýt nữa, phản chính là tự mình mạnh lên liền tốt, cùng lúc đó, thiên đạo ân trạch vẫn đang cải tạo nhục thể của hắn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình đang tăng cường lên loại cảm giác này khó nói lên lời, để hắn rất phấn khởi. Lưu bá ông quay người nhìn về phía tần quân, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười kích động, tần quân xem xét liền để ý tới, khi pháp thành công, toàn bộ đại tần thiên đình khí vận đã ngưng tụ tại trên thân rồng của tần quân, thiên đạo nhân từ, để đại tần thiên đình nắm trong tay hoàn cảnh, linh khí đại phóng, đại tần thiên đình thống nhất địa bàn cực lớn, hai tộc nhân yêu hài hòa ở chung, tương lai sẽ giảm đi không biết bao nhiêu giết chóc, đây chính là công đức mà Tần Quân cùng chúc Long lấy huyết tế trời, cùng số mệnh của Đại Tần Thiên Đình tương liên, vô luận là ai chết, đều sẽ để khí vận của Đại Tần Thiên Đình trọng thương. Thiên đạo ân trạch rất nhanh liền tiêu tán, mặc dù không có để Tần Quân đột phá đến chân tiên cảnh ngũ tầng, nhưng nhục thể của hắn đã mạnh lên rất nhiều, long khí càng là tiến hóa, thu hoạch tuyệt đối cực lớn, linh khí tăng không chỉ gấp 10 lần a, không nghĩ tới ngưng tụ khí vận lại có có hiệu quả lớn như thế. Hừ, suy nghĩ nhiều đó là bởi vì bệ hạ cử thế vô song, chúc long càng là thần thú sáng thế, mới có thể có hiệu quả như vậy, hắc hắc, bệ hạ đúng là đệ nhất yêu nghiệt đương thời A, đại tần thiên đình lúc này mới tính là vừa cất bước, văn võ quan viên nhóm nghị luận ầm ĩ mỗi cái hy đảo chung quanh cũng là như thế, toàn bộ nam vực thiên thế giới đều là một mảng vui mừng, thiên linh lơ lửng tại trên đỉnh nam vực thiên thế giới. Tự lẩm bẩm nói, phần khí vận này của chủ nhân cùng chúc long đều không đơn giản A lôi vân tán đi tần quân chậm rãi nâng lên hai tay hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân lưu bá ông lúc này quỳ xuống văn võ quan viên còn lại trong nháy mắt hiểu được cũng đi theo quỳ xuống hình ảnh hùng vĩ vô cùng tựa như thủy triều cuồn cuộn liền ngay cả binh sĩ đang lơ lửng trong hư không cũng quỳ xuống ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế thánh đế nhất thống thiên thu muôn đời bất hủ bọn hắn một lần lại một lần kêu gào thanh thế ngập trời khiến cho người trong mỗi cái phi đảo cùng thánh thành cũng đi theo quỳ xuống, hướng thi pháp đảo hò hét, toàn bộ nam vực thiên thế giới đều đang vang vọng lấy thanh âm của bọn hắn, khàn cả giọng, tất cả mọi người phấn khởi đến không thể bình tĩnh lại, tần quân nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy thanh thế như vậy, lúc trước vận mệnh chi luân dung hợp, khiến cho hắn cảm nhận được khí phách cùng sự vĩ đại của đám tiền bối. Những cái thiên kiêu chấp trưởng vận mệnh chi luân kia đều vì nhân tộc cường thịnh mà nỗ lực. Trong lúc vô hình, cũng cải biến ý chí của tần quân. Mị lực của bọn hắn làm lớn mạnh trách nhiệm trong lòng của tần quân đối với nhân tộc, cùng giả tâm, chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều, tần quân tự lẩm bẩm, tiếng hò hét bên tai chấn trời, liền ngay cả chính hắn đều nghe không được thanh âm của mình. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn để phương thiên địa này tất cả mọi người đều vì hắn mà hô to. Hắn muốn làm vĩnh sinh chi đế tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thành công ngưng tụ khí vận về sau, Tần quân liền mang theo các phi tử bay trở về thánh đế phong, trước khi đi, hắn liền ném cho bạch trạch một câu, giúp trẩm khảo tra người này, tất cả sự tình cùng người có liên quan tới minh vương điện, bạch trạch hít sâu một hơi, sau đó đối với bóng lưng tần quân chắp tay thở dài, đại tần thiên đình hôm nay tấn cấp vận đình, để cho nàng rất là vui mừng, tần quân vẫn như cũ biểu hiện được không kêu không gấp, để cho nàng đối với đại tần thiên đình tương lai càng thêm có tự tin cho dù biết được đông hoàng thái nhất cũng giáng lâm cái thế giới này nàng cũng không có lập tức đi đầu quân chuyện cũ trước kia đã như mây khói đông hoàng thái nhất đã thất bại qua một lần bạch trạch như thế nào lại đi thần phục hắn lần nữa huống hồ tần quân có được năng lực không kém hơn đông hoàng thái nhất nàng sống lại một đời này tự nhiên muốn một điểm tươi mới dẫn hắn cùng ta nhập thiên lao bạch trạch đối với lý nguyên bá nói ra nghe vậy lý nguyên bá liền một tay nhất lên lạc băng tốn đang nằm trên mặt đất văn võ quan viên còn lại cũng tán đi. Nhóm võ tướng thì đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện, nhìn xem linh khí hiện nay có thế có bao nhiêu nồng đậm, tính cho đến trước mắt, linh khí trong thiên địa vẫn còn đang tăng trưởng. Rõ ràng tu luyện một ngày, liền bằng tu luyện mấy chục ngày lúc trước, để bọn hắn sao có thể không hưng phấn. Mức độ đậm đặc của linh khí cũng là một trong những nguyên nhân để các vực có thực lực sai biệt. Lại nói, trẫm thành công mở ra khí vận của đại tần thiên đình, hệ thống liền không có khen thưởng gì sao. Tần quân đang trên đường phi hành, nhìn không được tâm lý hỏi, ngươi đã được biết bao nhiêu chỗ tốt rồi, hệ thống tức giận hỏi, tần quân bất đắc dĩ, đành phải coi như thôi, lúc này ở trong lòng phân phó nói, bắt đầu triệu hoán thần ma đi, dung hợp vận mệnh chi luân, để hắn nhiều thêm một lần triệu hoán thần ma, đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, nương theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, trọng minh điểu đang cùng chúc long giao thoa phi hành, tại bên cạnh thân tần quân, chơi đến quên cả trời đất. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến chuẩn đề đạo nhân, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán, khi tần quân vừa đến trên đỉnh Thánh Đế Phong, hệ thống nhắc nhở âm liền vang lên, dọa đến bước chân hắn một cái lão đảo, đắc kỷ liền vội vàng đỡ lấy hắn, bệ hạ, ngươi sao thế? Đắc kỷ lo lắng hỏi, chân tiên cảnh tứ tần tần quân làm sao có thể xuất hiện tình huống cước bộ bất ổn, nàng còn tưởng rằng thân thể tần quân xảy ra đường rẽ gì? Tần quân không để ý đến nàng, bởi vì trong lòng hắn đang kinh hãi không thôi, chuẩn đề đạo nhân. Giáo chủ Tây Phương Giáo, một trong những thánh nhân, một trong những nhân vật đỉnh phong thần thoại, là tồn tại có thể một tay diệt sát Đông Hoàng Thái nhất, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của Như Lai. Hậu thế thậm chí còn có người suy đoán sư phụ của tôn ngộ không là bồ đề lão tổ, chính là một tôn phân thân của chuẩn đề. Lão đại dạng này nên triệu hoán đi ra, hay vẫn là, cái chuẩn đề này là đến từ thời kỳ nào? Tần quân trong lòng còn có vẻ mong đợi, nếu là triệu hồi ra chuẩn đề, như lai liền không cần chơi, tùy ý hắn nắm, vô luận là chuẩn đề thời kỳ nào, đều không phải là chủ ký sinh hiện tại có thế trấn áp. Hệ thống không lưu tình chút nào dội một gáo nước lạnh, con bà nó, muốn hay không không cho mặt mũi như vậy, tần quân sạm mặt lại, lập tức đối với đắc kỷ chúng nữ cười nói, trẫm trước đi tu luyện, điều tức một chút, nói xong, hắn liền cấp tốc hướng ngự hoa viên bay đi, đắc kỷ. Du Phượng Hoàng, Chúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết, Liễu Nhược Lai đám người hai mặt nhìn nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút, một lần nữa triệu hoán, Tần Quân cấp tốc đi vào tiểu đình trong ngự hoa viên nói ra, vì cái gì hệ thống luôn luôn chơi trò giật gân như vậy? Đinh. Bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, đừng có lại tới cái gì đó a. À. Tần Quân trong lòng u oán không thôi, Như Lai cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã để hắn đối với thần ma phản bội hệ thống sinh ra bóng tối, cho đến trước mắt có bốn tên thần ma đã không nhận hệ thống trưởng khống, theo thứ tự là Ngưu Ma Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu, Như Lai cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị đằng sau càng là tồn tại để tần quân cũng không dám chính diện treo chọc. Nếu như đem thánh nhân phóng xuất, đoán chừng ngay cả tiên thần cũng muốn bị dẫm tại dưới chân. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoáng đến thiết phiến công chúa, phải chăng một lần nữa triệu hoáng, hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên, để tần quân không khỏi nheo mắt lại, thiết phiến công chúa, tức phụ của ngưu ma vương mẹ của hồng hài nhi tay cầm quạt ba tiêu tại trên đường tây hành từng để cho tôn ngộ không vô cùng đau đầu thiết phiến công chúa thực lực hẳn là sẽ không quá kém tăng thêm nàng lôi kéo ngưu ma vương tỷ lệ sẽ càng lớn hơn nếu để cho ngưu ma vương khôi phục thần ma đỉnh phong tuyệt đối cực mạnh liền nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước tần quân trầm giọng nói hắn không khỏi chờ mong lần tiếp theo gặp lại ngưu ma vương sẽ là cảnh tượng như thế nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hắn lập tức để hệ thống đem bản thuộc tính của thiết phiến công chúa điều ra. Thiết phiến công chúa, đến từ Tây Du Ký, chủng tộc, tiên nhân, tu vi, thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ, công pháp, la sát tiên công, pháp bảo, quạt ba tiêu, độ trung thành, 85, mắc trị số 100, thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ, tần quân kiêu mi, không nghĩ tới nàng tu vị lại mạnh như vậy tuy nhiên rất nhanh hắn liền thoải mái quạt ba tiêu tuy mạnh nhưng cũng cần tu vị bản thân làm hậu thuẫn mà tại thời đại nam tôn nữ ti thiết phiến công chúa còn dám cùng ngưu ma vương cứng rắn chống lại thì hoặc là gia thế thông thiên hoặc là bản thân thực lực cũng cực mạnh lại thêm quạt ba tiêu cho nên mới dám cùng hệ thống thiết phiến công chúa đã là trạng thái đỉnh phong sao tần quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi phải tần quân gật đầu cho dù không phải đỉnh phong hắn cũng sẽ không đem thần ma đỉnh phong chỉ còn lại một lần sẽ giao cho thiết phiến công chúa, hậu nghệ, khoa phụ, la sĩ tính, bạch trạch khoảng cách độ trung thành mát trị số chỉ còn có mấy điểm, la sĩ tính độ trung thành càng là đạt tới 99, nhưng vẫn là vô pháp mát trị số, để tần quân một mực nổi nóng, ngược lại là lục kim ô độ trung thành đã rớt xuống 50. Sau khi biết được Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, gia hỏa này liền bắt đầu tâm viên ý mã, Tần Quân đã để Bạch Trạch thường thường đi mở đạo cho hắn nhất định phải ra một tên đại la chí tiên, nếu không đi tây vực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần quân nhìn qua tây phương ánh mắt lấp lóe, tuy rằng liễu nhược lai trước mắt vô sự, nhưng để trong lòng hắn một mực treo lấy một tảng đá. Hôm sau trời vừa sáng, thiết phiến công chúa liền tới thánh thành thần phục tần quân, tần quân không có tự mình nên đón, mà là để hồng hài nhi đi, lấy đại tần thiên đình bây giờ, hắn tự mình nên đón một tên thái ất tán tiên, ngược lại là có chút không ổn dù sao hắn hiện tại ngôn hành cử chỉ liền đại biểu cho toàn bộ đại tầng thiên đình. Bệ hạ, ta đã hỏi ra mục đích chuyến đi này của Lạc Băng Tốn. Bạch Trạch đi vào thư phòng đối với tần quân chấp tay nói ra, nàng chỉ cần từ bên trong miệng Lạc Băng Tốn biết được một chút xíu sự tình, liền có thể toàn bộ suy tính ra, nhưng vì tránh hiềm nghi, nàng vẫn là tự mình đến làm cho Lạc Băng Tốn bản thân nói ra sự thật. Mặc dù đại bộ phận người đều biết bản lãnh của nàng, nhưng không có làm ra sự tình mỗi người chính miệng đồng ý tần quân liền dựa vào cái gì tin nàng, coi như tần quân tin, đại thần còn lại sẽ nghĩ như thế nào, nói miệng không bằng chứng, nói, chính là đang xét duyệt tấu chương tần quân cũng không ngẩng đầu lên trả lời, liên quan tới minh vương điện, hắn cũng không quá để tâm, tuy rằng cùng thần điện liền nhau, nhưng khoảng cách với đại tần thiên đình vẫn là rất xa xôi, dựa theo hắc điệp tiên tử từng nói, minh vương điện cũng không có mạnh hơn thần điện bao nhiêu. Điện chủ của nó vương tứ ở trong hùng chủ bản cũng chỉ xếp thứ 27, thậm chí còn không bằng đông hoàng thái nhất. Bên trong lục điện tam địa, thần điện, minh vương điện, hoàng hôn điện đều tương đối lạc hậu, nếu không phải ba điện nội tình hùng hậu, thì đoán chừng đã sớm bị thay thế. Một số hùng chủ sắp xếp ở phía trước, đại bộ phận đều là có chiến lực cá nhân ngập trời, nhưng thế lực chỉnh thể cũng không có bằng lục điện tam địa. Minh vương điện muốn bắt lấy long tộc tại Nam Tận Hải, sau đó dùng để áp chế long đế. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, để tần quân không khỏi ngẩng đầu lên. Minh Vương Điện áp chế Long Đế có bao nhiêu đại la? Tần quân trầm giọng hỏi, Long Đế tốt xấu gì cũng là người của hắn, sao có thể khoan nhượng Minh Vương Điện một mực ức hiếp, chỉ có ba vị, Lạc Băng Tốn chính là Phó Điện Chủ. Bạch Trạch cười khẽ nói, luận chiến lực cao đoan, Minh Vương Điện hoàn toàn không sánh bằng Đại Tần Thiên Đình. Tần quân bắt đầu suy tư, không khỏi hỏi, Minh Vương Điện cùng Long Đế đang giao phong ở nơi nào, Trung Hoang, nơi đó là khu trung ương của đại lục dưới chân chúng ta. Bạch Trạch cấp tốc trả lời, Trung Hoang, đúng rồi, trước mắt cùng Minh Vương Điện giao phong ngoại trừ Long Đế ra, còn có một chi thế lực gọi là Tần. Bạch Trạch chợt nhớ tới cái gì đó, mở miệng nói, nàng luôn cảm thấy cái Tần này, cùng Đại Tần Thiên Đình có quan hệ, quả thật đúng là không sai, Tần Quân nghe xong, ánh mắt lập tức lạnh xuống, lần trước Minh Mộng Ma Tôn của Minh Vương Điện trợ giúp xích xà yêu vương, thù mới hận cũ nên cùng tính một lượt, xem ra trẫm lại nên xuất chinh. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, hắn ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra một cổ kiên quyết không cho phản bác. Bạch Trạch chắp tay nói: Bệ hạ, Trung Hoa ngoại trừ Minh Vương điện ra, còn có thế lực của yêu tổ ẩn hiện. Ngài khẳng định muốn đi sao? Tần Quân cùng yêu tổ kết thù, nàng thế nhưng là biết rõ, đừng nhìn yêu tổ bại dưới tay Như Lai, nhưng đây chẳng qua là phân thân mà thôi. Bằng vào phân thân liền có tu vị đại la chí tiên, nói rõ bản tôn khẳng định mạnh đến mức rối tinh rối mù đại tần thiên đình nhưng tìm không ra tồn tại có thể cùng hắn giao phong tần quân khóe miệng bay lên cười nói trẫm từng sợ qua yêu tổ sao hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mạnh lên đồng thời cũng điên cuồng phát động nhiệm vụ hơn cho đến khi thủ hạ có một tôn đại la chí tiên mới có thể đi tây vực đi nam tận hải tìm chính con rồng cho trẫm nhất định phải uy vũ sau đó để cho người ta chế tạo một cái kim kiệu tần quân khoát tay cười nói bạch trạch nghe xong lập tức hiểu được hắn muốn làm gì Cửu Long kéo kiệu, 02, 58. Xác thực xứng với thân phận thánh đế của hắn, Bạch Trạch gật đầu hành lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi, Tần Quân ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ nên mang theo ai đi Trung Hoang, Tôn Ngộ không cùng La Sĩ Tính đã theo hắn một lần, nên thay người. Ba ngày sau, trước quân chính điện, một cái kim kiệu cao tới hai trượng lẳng lặng đặt ở lối thoát, kiệu này lộng lẫy đại khí, đập vào mặt một cổ khí tức chí tôn, tại chung quanh kim kiệu bò lổn ngổn chính con rồng dài đến năm trượng bọn chúng mang vẫy trên thân nhan sắc không đồng nhất đều có tu vị chân tiên cảnh thời điểm vừa nghe nói tần quân cần rồng kéo kiệu long tộc nam tận hải trực tiếp sôi trào chúng nó cũng không có cảm giác bị khuất nhục mà ngược lại còn rất hưng phấn đi theo thánh đế khẳng định là một trận cơ duyên tần quân cho chúng nó đãi ngộ cũng rất phong phú để chúng nó không có một chút cảm xúc tiêu cực nào rất nhanh Tần Quân liền dưới sự chen chúc của nhóm văn võ quan viên đi ra, lần này Tần Quân chuẩn bị mang theo dương tiễn, hậu nghệ, bạch trạch, tùy hành còn có 50 tên binh lính đế quân vệ, "Bệ hạ, mang ta theo đi, ta chờ đợi ở đây quá nhàm chán a." À. Lý Nguyên Bá giả bộ ủy khuất nói ra, hắn giả bộ bán manh ngược lại là 10 phần buồn cười, Tần Quân tức giận nói, "Ngươi dù sao cũng phải cho những người khác cơ hội biểu hiện chứ, thủ hộ nơi này cũng là công lao a." À. Nói xong, hắn liền nhìn về phía đắc kỷ nam nữ, tiểu ly còn đang tại long cung truyền thừa, cho nên vô pháp tiễn hắn, nhất định phải cẩn thận. Đắc kỷ căng dặn, du phượng hoàng, chúc nghiêng khanh cùng vọng tuyết lời nói cùng nàng ý tứ cũng kém không nhiều, tần quân cười gật đầu, sau đó hướng liễu nhược lai dặn dò nói, xuống nha đầu, trong khoảng thời gian này trẫm rời đi, nên thành thành thật thật đợi tại thánh thành, cũng đừng tu luyện, nhớ kỹ. Liễu Nhược Lai trời sinh tính tình hoạt bát, tần quân xác thực có chút không yên lòng nàng, yên tâm đi. Liễu Nhược Lai chu môi nói, tâm lý lại là mười phần ấm áp, một bên khác, hậu nghệ cổng xạ nhật thần cung đã đi đến trước kim kiệu, dương tiễn cũng là như thế, hậu nghệ toàn thân tản ra một cổ khí chất cùng bá giả mang, mà dương tiễn thì anh tuấn uy vũ thần dũng, hai người đứng chung một chỗ, phản phất như trời sập xuống, bọn hắn đều không sợ, bạch trạch vẫn như củ toàn thân áo trắng, đầu đội mũ lông, như là thiếu nữ nhà bên, để không ai có thể nghĩ đến nàng lại là đỉnh cấp quân sư của đại tần thiên đình bàn giao một ít chuyện về sau tần quân liền bước vào trong kim kiệu cửu long đi theo bò lên đều là trích gào vài tiếng sau đó hướng hư không lao nhanh mà đi dương tiễn hậu nghệ bạch trạch cùng 50 tên binh lính đế quân vệ theo sát phía sau từ đại tần thiên đình đến trung hoang nhanh nhất cũng cần 10 ngày mà minh vương điện lạc băng tốn đã bị tần quân xử tử đây chính là nhất công đại la kim tiên cảnh trung kỳ a cũng không thể phóng hổ quy sơn. Về phần thu phục, tần quân căn bản không có cái tâm tình kia cùng thời gian, đợi bệ hạ trở về, đại tần thiên đình lại sẽ bay vọt. Lưu bá ôn vuốt trâu cười nói, nhóm văn võ quan viên hai mặt nhìn nhau, đều là nở nụ cười, mỗi một lần tần quân rời đi, đều sẽ huyên náo kinh thiên động địa, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ, chính đầu long chân tiên cảnh bay rất nhanh, tần quân trong kiệu không có chút cảm giác sốc nảy nào, hắn liền bắt đầu ngồi xếp bằng luyện công dương tiễn bọn người thì thừa vân theo sát phía sau không đến nửa ngày bọn hắn liền bay ra khỏi nam vực thiên thế giới tiến về trung hoang sẽ cùng tây vực gặp thoáng qua để phòng bị như lai tập kích bọn hắn liền chỉ có thể đi đường vòng thời gian liền cấp tốc như vậy trôi qua mà bọn hắn rời đi cũng không có tuyên dương đại tần thiên đình vẫn như cũ vận chuyển trung hoang hoang sơn giả lĩnh liên miên mấy vạn dặm thiên không bị mây đen bao phủ không có lôi điện cũng không có mưa rào khiến cho bầu không khí giữa thiên địa mười phần kiềm chế long đế đứng tại một chỗ trên sườn núi luyện công tại sau lưng có ít nhất vạn tên tu sĩ đang hạ trại phần lớn người đều có trình độ thương thế khác biệt thậm chí còn có thi thể một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi hướng long đế đi đến rõ ràng là mông điềm mười ngàn năm qua đi hắn khuôn mặt cũng không có thay đổi quá lớn nhưng khí thế lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất không kém long đế chút nào ngươi vẫn tốt chứ mông điềm trầm giọng hỏi một thân thiết giáp nhúng máu, hắn rõ ràng vừa mới kinh lịch qua một trận đại chiến. Long đế mở ra tải nhãn, chỉ gặp mắt phải của hắn máu me đầm đìa, còn có một đầu vết sẹo cực kỳ dữ tợn, nhìn vô cùng thê lương. Hắn không quay đầu lại, mà là nhìn qua đường chân trời, nhẹ giọng nói, không có việc gì, một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Vương tiễn cùng Lý Tư bị bắt, chúng ta nhất định phải cứu bọn họ ra. Mông Điềm trầm giọng nói, 10.000 năm ở chung, Mông Điềm, Vương Tiễn cùng Lý Tư đã sớm cởi mở, ân oán kiếp trước đều đã bị bọn hắn quên đi. Long đế đứng dậy, quay đầu nhìn về phía mông điềm, mắt phải mặc dù đã được cầm máu, nhưng vẫn như cũ vô cùng thê thảm. Hắn trầm giọng nói, cứu khẳng định là phải cứu, nhưng bây giờ chúng ta đi cứu, sẽ chỉ là đi chịu chết, tu vị của vương bang. Cho dù hai người chúng ta liên thủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. huống chi hiện tại yêu tổ cũng phái ra yêu vương nhúng tay vào, vương tứ, điện chủ minh vương điện, hùng chủ bản bài danh thứ 27, mông điềm cắn răng, trong lòng lửa giận khó nhịn, hắn chợt nhớ tới cái gì đó, liền cả vội vàng nói ra, bệ hạ không phải đã thành lập đại tần thiên đình rồi sao, chúng ta sao không mời hắn trợ giúp, long đế cười khổ nói, đại tần thiên đình chỉ là vừa mới thành lập, mà lại tại dưới phạm vi thần điện quản hạt, ngươi cho rằng hắn có tư cách cùng minh vương điện chống lại sao, mông điềm nghe xong, lập tức trầm mặt xuống, chật chật, các ngươi quả nhiên ở chỗ này, đúng lúc này, một tiếng cười lạnh âm trầm bỗng nhiên vang lên để long đế cùng môn điềm sắc mặt kịch biến đinh phát động chi nhánh nhiệm vụ cứu vãn long đế cùng tần nhiệm vụ tường tình long đế cùng tần bị minh vương điện cùng yêu tổ hợp lực vây bắt nếu như chủ ký sinh có thể đem bọn hắn cứu ra khỏi trung hoang sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma một lần thần ma đỉnh phong một lần ngẫu nhiên rút thưởng đang luyện công tần quân bỗng nhiên bị hệ thống nhắc nhở âm quấy nhiễu Long đế cùng Tần gặp phải phiền toái, Tần quân trao mày, có thế phát động hạng nhiệm vụ này, nói rõ Long đế trong lòng vô cùng khát vọng Tần quân đi cứu bọn họ, rời đi đại Tần thiên đình đã 6 ngày, nhưng Trung Hoang vẫn như cũ rất xa, mà bọn hắn cũng không biết Long đế bọn người đến tục cùng là ở nơi nào, quanh. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh điếc tai, Tần quân liền vội hỏi nói, chuyện gì xảy ra, bệ hạ, phía trước có người đang chiến đấu một vị mạnh nhất cũng chỉ là kim tiên cảnh không đáng để ý dương tiễn âm thanh truyền vào trong kiệu cùng lúc đó ngoài trăm dặm một đám tu sĩ trẻ tuổi chính là đang vây quanh một tên hôi bào nam tử chiến đấu các thức pháp thuật thi triển ra khiến cho sơn địa bên trong phương viên ngàn mét mấp mô chiến hỏa tràn ngập lãng nhân ác còn không mau giao ra dạ tình đàm hoa một tên thanh niên áo trắng cầm kiếm trầm giọng uống nói kiếm nhận trực chỉ tên hôi bào nam tử kia Tên nam tử hôi bào này đầu giống như chuột, sử dụng chính là một cây trường tiên, tuy rằng đang chiến đấu, nhưng hắn lộ ra thành thạo, ánh mắt một mực tại trên thân những nữ tu kia đi dạo. Kim tiên cảnh tam tầng hắn tại dưới một đám tu sĩ chân tiên cảnh, thiên tiên cảnh vây đánh, tự nhiên nhẹ nhõm, chật chật, đồ vật lãng nhân ác ta coi trọng, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, đừng nói các ngươi là đệ tử minh vương điện, cho dù là thiên mệnh điện, lão tử vẫn sẽ như củ đoạt hôi bào nam tử hắc hắc cười nói, sư huynh, chớ cùng hắn nói nhảm, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể giết chết được hắn, đầu của hắn thế nhưng là rất đáng tiền. Một tên thanh niên mặc áo đen cao giọng hô nói, nhóm bọn hắn là đệ tử Minh Vương Điện, đều rất trẻ trung nhiều tuổi nhất cũng chỉ là 500 tuổi. Đối với tu sĩ cấp cao tới mà nói, 500 tuổi căn bản tính không được cái gì, thanh niên áo trắng cầm đầu, tướng mạo tuấn lãng, chính là một tên kiếm tu, tên là Hoa Tề Kiệt có được tu vị chân tiên cảnh thất tầng, tại trong minh vương điện cũng là một thiên tài cực kỳ nổi tiếng. Hoa tề kiệt liếc nhìn một vòng, 36 tên đệ tử đồng môn tùy hành cũng đều cắn răng nghiến lợi nhìn qua lãng nhân ác, giết hắn. Hoa tề kiệt huy kiếm uống nói, nói xong hắn liền dẫn đầu một kiếm chém tới, kiếm khí dài đến 10 trượng, xé rách không khí, trong chớp mắt liền tới trước mặt lãng nhân ác. Lãng nhân ác không hoảng hốt chút nào, trường tiên vung lên, trực tiếp đem đạo kiếm khí kia đánh tan không cùng các ngươi chơi đùa nữa, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lãng nhân ác âm thanh ác hàng nói, đang khi nói chuyện liền đột nhiên mở ra hai tay, ma khí cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hắn rõ ràng là một tên ma tu, dưới đại bộ phận tình huống, bên trong đồng giai, ma tu đều sẽ mạnh hơn một chút, trừ thủ đoạn độc ác ra, cũng là một phần nguyên nhân đến từ công pháp. Công pháp ma đạo đều là vô cùng bá đạo, cho nên rất dễ để cho người ta tẩu hỏa nhập ma, ngâm. Trống ngâm, Đúng lúc này, tiếng long ngâm bỗng nhiên liên tiếp vang lên, còn có một cổ khí tức bá đạo tuyệt luân từ phía chân trời nghiền ép mà đến, cả kinh hoa tề kiệt, lãng nhân ác bọn người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau, tất cả mọi người đều há to mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ gặp chính đầu chân rồng uy phong lẫm lẫm lôi kéo kim kiệu ở trên hư không chạy tới, phía sau còn có một đám người giá vân mà theo, đều là khí thế bất phàm, uyển như thần binh, ti, cửu long kéo kiệu, thủ bút thật lớn nhìn điệu bộ này, hẳn là người của siêu cấp thế lực, chỗ này thế nhưng là giao giới giữa Minh Vương Điện cùng Thần Điện, đối phương chẳng lẽ là người của Thần Điện, kéo con bê đi, Thần Điện hiện tại đã loạn thành một bầy, làm sao có thể phái người tiến về Minh Vương Điện chúng ta, người ngồi trong kiệu kia đến cùng là ai, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cửu long kéo kiệu A, các đệ tử Minh Vương Điện nghị luận ầm ĩ bạch trạch trên bầu trời đem những âm thanh này nghe được, nàng nhẹ giọng nói, bệ hạ, phía dưới tự hồ là đệ tử Minh Vương Điện. Chuyến này đi Trung Hoang, toàn bộ là nhờ một trương địa đồ từ mệnh cơ cắt mua được, nhưng địa đồ này quá mức thô ráp, Trung Hoang lại lớn như vậy, xâm nhập vào địa cảnh bên trong Minh Vương Điện, tốt nhất vẫn là đến tìm người dẫn đường thì hơn, ừm, để cho người hạ xuống, sau đó hướng bọn hắn hỏi đường, tần quân âm thanh bay ra, Bạch Trạch liền tùy ý hướng năm tên binh lính đế quân vệ sau lưng điểm. Thành viên đế quân vệ chính là binh lính đặt huống đi ra, lực chiến đấu đều cực mạnh, am hiểu ám sát, lần này binh lính đế quân vệ tùy hành tu vị đều là tại chân tiên cảnh ngũ tầng trở lên, năm tên binh lính đế quân vệ tuân lệnh, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy xuống dưới, bọn hắn bay thẳng đến phía lãng nhân ác, cho đến trước mắt, cừu hận giữa tầng quân cùng minh vương điện còn không có đạt tới cấp độ không chết không thôi, hắn cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội, dù sao minh vương điện người nói ít cũng có hơn ngàn vạn, muốn giết tới khi nào mới có thể giết xong, nói như vậy, tần quân cũng sẽ trở thành nghiệp chướng nặng nề kẻ yếu phụ thuộc cường giả đại bộ phận tu sĩ gia nhập đại thế lực cũng chỉ là muốn mạnh lên mà thôi các ngươi muốn làm gì lãng nhân ác sợ hãi kêu lên năm tên binh sĩ đế quân vệ cấp tốc tản ra từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới một màn này liền dọa đến hoa tề kịp mấy người vội vàng lui lại sợ tao ngộ vô tội chi ương đối mặt với binh sĩ đế quân vệ tập kích lãng nhân ác cũng không có ngồi chờ chết dù sao hắn cũng là cường giả kim tiên cảnh như thế nào lại sợ năm tên chân tiên cảnh, hắn chỉ là sợ hải đại nhân vật bên trên trong kiệu đến cùng nghĩ như thế nào, khó nói là cùng hắn có thù, cũng hoặc là một vị người cầm quyền nào đó của Minh Vương Điện, các loại suy nghĩ tại trong đầu lãng nhân ác hiện lên, đúng lúc này, một cổ sát cơ kinh khủng bỗng nhiên khóa chặt hắn, để hắn không thể động đậy. Gia đầu tê dạy hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đám mây, dương tiễn hờ hững nhìn qua hắn, phản phất như đang nhìn xuống một con dung dế. Phốc thử Phúc thử, năm tên đế quân vệ xuất ra dao găm, đâm xuyên thân thể lãng nhân ác, máu tươi lập tức vẩy ra, lãng nhân ác biểu lộ ngưng động, hai mắt chợt trợn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mình sẽ chết như thế. Binh sĩ đế quân vệ dao găm bỗng nhiên giấy lên hắc diễm, dao găm này nhưng không phải là phàm vật, ở trong chứa cấm chế, liệt diễm của nó trong nháy mắt bọc lấy lãng nhân ác, thống khổ khó mà hình dung được để lãng nhân ác hét thảm lên, nghe được để tất cả một đám đệ tử minh vương điện trái tim băng giá không thôi tuy rằng vô cùng chán ghét lãng nhân ác nhưng nhìn thấy hắn kết quả như vậy bọn hắn cũng không khỏi có chút sờ sợ rất nhanh lãng nhân ác liền bị thiêu đến tan tành mây khói chúng ta giúp ngươi trừ đi địch nhân các ngươi mang bọn ta đi trung hoang đi bạch trạch mở miệng nói ra khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía nàng lần đầu tiên liền để bọn hắn kinh diễm không thôi nữ hài tử thật đẹp nhưng bạch trạch hơi khẽ cau mày sát khí khủng bố liền để tất cả bọn hắn giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh lâm ly, các ngươi đi trung hoang làm cái gì? Hoa tề kiệt cắn răng hỏi, hắn hiểu được những người này tuyệt đối không phải người của Minh Vương Điện, tùy tiện phái ra năm tên binh sĩ liền có thể nhẹ nhõm miễu giết lãng nhân ác, chớ nói chi là người trong kiệu, thật tình không biết người ngồi trong kiệu tu vị so với bọn hắn còn yếu hơn, ít nói lời vô ích, hoặc là dẫn đường, hoặc là chết. Bạch trạch ngữ khí không kiên nhẫn nói ra, nàng tiện tay đều có thể diệt đi những đám nhỏ này, đương nhiên sẽ không có kiên nhẫn. Nghe vậy, hoa tề kiệt liền bắt đầu trầm mặt, cuối cùng hắn cắn răng nói, tốt, ta dẫn đường cho các ngươi, buông tha những người khác, bạch trạch gật đầu, cùng lúc đó, năm tên binh sĩ đế quân vệ liền bay tới trước kim kiệu. Một người trong đó cầm trong tay một cái trữ vật giới, thấp giọng nói, bệ hạ, đây là trữ vật giới của người kia, vải mành xốc lên, tần quân cách không khẽ hấp, liền đem trữ vật giới kéo vào trong lòng bàn tay đồ vật của lãng nhân ác hắn nhưng không thèm để ý hắn cảm thấy hứng thú chính là dạ tình đàm hoa những người này tranh đoạt một bên khác hoa tề kiệt liền hướng tần quân bọn người bay tới sư huynh ta cùng ngươi đi tên thanh niên mặc áo đen kia cắn răng nói nói xong liền bay về phía hoa tề kiệt một tên nữ tu khuôn mặt mỹ lệ cũng cắn răng phi tới nàng tuy rằng không nói một tiếng nhưng đã cho thấy quyết tâm của mình đệ tử minh vương điện còn lại thì chỉ giữ trầm mặc đệ tử đồng môn mà thôi cũng không phải là thân huynh đệ bọn hắn nhưng sẽ không đi theo chịu chết cứ như vậy cửu long kéo kiệu liền tiếp tục tiến lên hoa tề kiệt ba người đi lên trên mây mù liền bị các binh sĩ đế quân vệ vây quanh tâm tình bất định vô cùng đội ngũ rất nhanh liền tan biến tại chân trời các đệ tử minh vương điện cũng liền thở dài một hơi hoa sư huynh bị bắt đi chúng ta nên làm cái gì trước nghỉ ngơi mấy ngày đi lại hướng phía trước chính là địa cảnh của thần điện, chúng ta không thể tự tiện xông vào, ai cũng không biết hoa sư huynh bọn hắn sẽ như thế nào. Hừ, đã ngươi lo lắng, vừa rồi làm sao không theo sau? Các đệ tử Minh Vương Điện bắt đầu tranh cãi, không ai cảm thấy xấu hổ, con đường tu hành vốn là con đường tu tâm, tại trước mặt nguy cơ sinh tử, bọn hắn làm sao có thể rảnh chú ý những người khác? Các ngươi là người của thần điện sao? Bên trên mây mù, Hoa Tề Kiệt liền nhịn không được hỏi nói lời tạm biệt quá nhiều, bạch trạch nhìn cũng không nhìn hắn một chút, lãnh thanh trả lời nói, hoa tề kiệt không khỏi buồn bực, 50 tên binh sĩ đế quân vệ chung quanh đi qua đặt huống về sau, liền tương đương với một loại tồn tại như tử sĩ, mặt không biểu tình, khí chất lạnh như băng, để hoa tề kiệt ba người tâm thần bất định không thôi, thanh niên mặc áo đen đi theo hoa tề kiệt tên là hạ gấm, tu vị chân tiên cảnh lục tầng, có thể cho là bạn thân của hoa tề kiệt, từng cùng nhau xuất sinh nhập tử qua. Một tên nữ tu khác thì gọi là Đường Thải Tinh, tu vị chân tiên cảnh tứ tầng, cùng Hoa Tề Kiệt quan hệ cũng rất tốt, nếu không nàng sẽ như thế nào đuổi theo, liên lụy các ngươi. Hoa Tề Kiệt quay người đối với Hạ Gấm cùng Đường Thải Tinh cười khổ nói, Đường Thải Tinh biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh, Hạ Gấm thì lắc đầu nói, việc này cũng không phải ngươi đưa tới, ta cũng không thể để ngươi vì chúng ta mà bỏ mạng. Hậu nghệ, Dương Tiễn cùng Bạch Trạch Giả bộ như không có trông thấy, đều là mắt nhìn về phía trước ba người bắt đầu dò xét dương tiễn bọn người nhất là khi nhìn thấy dương tiễn cùng hậu nghệ bọn hắn liền nhịn không được hải hùng khiếp vía hai người này tuyệt đối là cường giả thái ất cảnh hoa tề kiệt trong lòng suy đoán nói không chừng còn là tồn tại trên thái ất tán tiên cảnh bọn hắn mặc dù là thiên tài nhưng ở minh vương điện chẳng qua cũng chỉ là có tiềm lực mà thôi không thể so được với tuyệt thế thiên kiêu chân chính cho nên còn không có đạt được tư cách tiếp xúc với cường giả đại la cảnh theo bọn hắn suy nghĩ cường giả thái ất cảnh cùng cường giả đại la cảnh không có gì khác nhau, dù sao cũng đều là mạnh ngoại hạng. Cùng lúc đó, tần quân trong kiệu đã từ trong những chứa đồ tìm tới dạ tình đàm hoa. Đóa hoa này có bốn cánh, đen nhánh tựa như nhụm mực, rễ của nó cứng rắn vô cùng, như là nham thạch. Cái đồ chơi này không biết có độc hay không. Tần quân tự lẩm bẩm, đồ vật có thể làm cho nhiều người tranh đoạt như vậy khẳng định không đơn giản. Có lẽ đối với hắn vô dụng, nhưng đối với người khác lại là bảo vật dạ tình đàm hoa chính là thánh tài thối thể trách không được đệ tử minh vương điện sẽ tranh đoạt bảo bối như vậy cho dù là minh vương điện đoán chừng cũng vô cùng ít ỏi cơ vĩnh sinh âm thanh vang lên tức thời vì tần quân giải nghi hoặc thánh tài thối thể tần quân nhãn tình lập tức sáng lên mừng rỡ không thôi dược tài cùng dược vật thối thể đều có tính kháng dược thánh tài thối thể bên trong đại tần thiên đình cơ hồ đều đã bị hắn phục dụng một lần hiện tại xuất hiện thánh tài thối thể hoàn toàn mới hắn sao có thể không cao hứng. Ở bắc bộ Trung Hoang, tọa lạc lấy trung tâm quyền lực của Minh Vương Điện, nơi này sơn lâm vần quanh, cây cối đều là màu sắc tái nhợt, phóng tầm mắt nhìn đi, vô cùng âm u. Trong núi rừng, nằm một tòa cự thành, tên là Minh Vương Thành, tu sĩ ra ra vào vào không có một cái nào tu vị thấp hơn chân tiên cảnh. Minh Vương Thành chính là thành trì hạch tâm của Minh Vương Điện, tu sĩ Minh Vương Điện bình thường đều không có tư cách ra vào. Bên trong một tòa cung điện lớn nhất trong thành, điện chủ vương tứ chính là đang ngồi xếp bằng luyện công, hắn mắt hổ kim diện cho người ta một loại cảm giác áp bách như là đối mặt với hung thú, một thân hắc bào theo ma khí cổ động không ngừng. Minh vương điện chính là lấy ma tu làm chủ, vương tứ trước khi trở thành điện chủ, chính là một đại ma đầu rong rủi khắp trung hoang. Điện chủ, cái lý tư cùng vương tiễn kia vẫn như cũ không chịu mở miệng, nếu cứ tra tấn xuống dưới, bọn hắn có thể sẽ chết. Một đạo ma khí xuất hiện tại trước mặt vương tứ, rất nhanh liền ngưng tụ thành hình người, quỳ một gối xuống tại trước người hắn. Đây là minh vương tòng giả, lệ thuộc trực tiếp vương tứ điều tiết khống chế. Vương tứ hai tay vẫn như củ vận công, ánh mắt lại là trừng mắt về phía tên minh vương tòng giả, muốn nói, các ngươi là làm ăn thế nào, ngay cả hai người đều bức cung không được, thuộc hạ vô năng. Minh vương tòng giả dập đầu nói, thôi, truyền tin tức ra ngoài, nửa tháng sau, tại cổ giả thành ngoài trăm dặm trảm tầng lý tư cùng vương tiễn, để người Trung Hoang đều đến xem. Vương Tứ ánh mắt lấp lóe nói, từ vài ngàn năm trước, Tần đi vào Trung Hoang, liền cùng Minh Vương Điện ma sát không ngừng. Đoạn thời gian trước, Long Đế đến Trung Hoang phát triển thế lực, chém giết con nối giỏi của một tên trưởng lão Minh Vương Điện, nguyên do trong đó không đề cập tới, Minh Vương Điện tự nhiên không thể bỏ qua, đây là sự tình liên quan đến mặt mũi, thế là Long Đế cùng Minh Vương Điện bắt đầu bạo phát chiến tranh. Không nghĩ tới tầng vậy mà cùng Long Đế liên thủ lần này thật không phải có dịch hòa một tên thủ hạ của yêu tổ liên hợp mới có thể bắt được Lý Tư cùng Vương Tiễn. Vương Tứ muốn mượn cái chết của bọn hắn để bước ra Long Đế cùng Mông Điềm. Vâng. Minh Vương Tòng giả ứng nói, lúc này liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, giả tình đàm hoa đã tìm được chưa? Vương Tứ gọi hắn lại hỏi. Ma công của Vương Tứ cần có giả tình đàm hoa để đột phá, cho nên hắn liền phát động lực lượng toàn điện, tìm kiếm giả tình đàm hoa, còn không có tin tức. Minh Vương Tòng Giả trả lời nói, cút đi. Vương Tứ bực bội nói, mọi việc không thuận, để hắn có loại kích động đến mức muốn nhảy dựng lên. Minh Vương Tòng Giả cúi đầu cấp tốc tiêu thất tại nguyên chỗ. Qua một hồi lâu, Vương Tứ mới bình phục tâm tình, hắn lật tay xuất ra một khối kim cốt, bên trên khắc lấy văn tự kỳ dị, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve như là vuốt ve người yêu. Khối thần cốt này đến cùng có lai lịch ra sao, yêu tổ lại như thế hào phóng cho ta, chỉ sợ là có âm mưu vương tứ tự lẩm bẩm yêu tổ lần này phái người đến giúp hắn đối phó long đế cùng tần còn tiễn hắn một khối thần cốt để hắn suy nghĩ không thấu hắn bỗng nhiên nghĩ đến phân thân của yêu tổ bại dưới tay tây vực như lai chẳng lẽ hắn là muốn để cho ta giúp hắn đối phó như lai vương tứ ánh mắt lấp lóe phân thân yêu tổ có được tu vị đại la chí tiên mà hắn chẳng qua chỉ là đại la kim tiên cảnh viên mãn mà thôi hắn mới sẽ không đần độn đi cùng như lai đối cứng nhưng đối mặt với yêu tổ vương tứ lại rất khó cự tuyệt minh vương điện cùng yêu khư thực lực sai biệt cũng không nhỏ thời buổi rối loạn sợ là đại kiếp sắp đến a vương tứ tự lẩm bẩm khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo mỗi một lần đại kiếp đều sẽ để cả phiến thiên địa này lâm vào bên trong chiến loạn kết cục đều không hề tốt đẹp gì không có bao nhiêu thế lực có thế cười đến cuối cùng chỉ chớp mắt sáu ngày liền vội vàng đi qua lại hướng phía trước mấy trăm dặm chính là trung hoang Hoa tề kiệt chỉ về đằng trước nói ra, tuy rằng biểu lộ bình tĩnh, nhưng tâm lý của hắn lại là khẩn trương vô cùng. Sợ hãi đám người bí ẩn này sẽ tá ma giết lừa. Hạ gấm cùng đường thải tinh cũng không nói gì, nhưng bọn hắn đều nắm chắc song quyền. Bạch trạch gật đầu, sau đó hướng về kim kiệu phía trước hỏi, bệ hạ, nên xử lý bọn hắn như thế nào? Lời vừa nói ra, hoa tề kiệt ba người càng thêm tâm thần bất định, trên trán mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi xuống. Ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm về phía cổ kim kiệu lộng lẫy phía trước, bọn hắn không khỏi nuốt nước miếng. Những ngày này, bọn hắn đều không có nhìn thấy tần quân đi ra khỏi kim kiệu, đối với thân phận tần quân đám người vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì. Thả bọn họ đi, trẫm cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội, mà trẫm lại muốn để Trung Hoang biết trẫm đến rồi. Tần quân âm thanh bay ra, để hoa tề kiệt ba người thở dài một hơi, đồng thời tâm lý không tên có tâm tình hơi khác thường. Người này quá ngông cuồng, đi thôi bạch trạch lường bọn hắn một chút nhẹ giọng nói hoa tề kiệt ba người như trút được gánh nặng vội vàng thả người vọt xuống hướng mặt đất bay đi vừa bay ra ngoài hoa tề kiệt bỗng nhiên dừng lại quay người cắn răng hỏi ngươi muốn cho trung hoan biết ngươi đã đến có thể hay không nói ra tên của ngươi hắn rất thông minh trực tiếp đoán được tần quân là muốn mượn miệng của bọn hắn thả ra tin tức hạ gấm cùng đường thải tinh nghe xong cũng dừng lại theo bọn hắn đều rất ngạc nhiên thân phận của tần quân đại tần thiên đình tần thánh đế cửu long lôi kéo kim kiệu về phía chân trời bay đi dương tiễn bọn người túng vân theo sát phía sau tần quân âm thanh ung dung truyền ra để hoa tề kiệt ba người như bị sét đánh đều là há to mồm mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng đại tần thiên đình tần thánh đế đường thải tinh luôn luôn bình tĩnh rung giọng nói hoa tề kiệt cùng hạ gấm mặt thần sắc cũng như thấy quỷ nhìn qua phương hướng bọn người tần quân tiêu thất bọn hắn thật lâu khó mà lấy lại được tinh thần hùng chủ bản tại dưới các vực thần điện quản hạt có lẽ không nổi danh, nhưng tại địa phương khác thế nhưng là tiếng tâm lừng lẫy, cho dù cần là phải có tu vị thái ất cảnh mới có tư cách mua sắm, nhưng cũng không trở ngại một chút cường giả thái ất cảnh nhờ vào đó lừa tài, làm một vị trẻ tuổi nhất bên trên hùng chủ bản, có thể cho là con hắc mã thứ hai năm nay, tần thánh đế tại bên trong thế hệ trẻ tuổi thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng, liền ở Trung Hoang cũng thường thường nghe được có người kể rõ truyền kỳ của tần thánh đế. Tần Thánh Đế cũng là mục tiêu phấn đấu của Hoa Tề Kiệt ba người, bây giờ nghe được đối phương đúng là Tần Thánh Đế, bọn hắn liền không tên có loại cảm giác không chân thật, tồn tại trong truyền thuyết vậy mà cùng bọn hắn ở chung bảy ngày, ta nghe lầm sao? Hắn thật là Tần Thánh Đế. Hạ Gấm tự lẩm bẩm nói, cũng làm cho Hoa Tề Kiệt cùng Đường Thải Tinh từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, Hoa Tề Kiệt cười khổ nói, Cửu Long kéo kiệu, xác thực xứng với thân phận của Tần Thánh Đế đường thải tinh trên mặt lại là lộ ra nụ cười hoa si từ một tên băng sơn nữ tử biến thành tiểu nữ nhân thì thào nói không giết người vô tội tần thánh đế bá đạo lại không mất nhân nghĩa theo tần quân tính danh công bố về sau oán hận trong lòng ba người ngược lại liền tan thành mây khói suy nghĩ cẩn thận tần quân còn đối với bọn hắn có ân cũng không có ngược đãi bọn hắn hiện tại ngược lại đều có chút kích động xem ra bệ hạ uy danh đã truyền đến trung hoang bạch trạch nhẹ giọng cười nói Tần quân trong kiệu vô pháp sử dụng thần thức đi quan sát phản ứng của hoa tề kiệt ba người, nhưng nghe được bạch trạch nói vậy, hắn liền tự đắc nói, đó là khẳng định, trẫm tuy rằng thực lực không đủ, nhưng xuất khí trùng thiên, chấn động bát phương, dương tiễn cùng hậu nghệ khóe miệng giật một cái, hậu nghệ càng là nhịn không được tức giận nói, bệ hạ da mặt dày quả nhiên là cử thế vô song, hắn nói là lời nói đùa, bởi vì tần quân tận lực lôi kéo làm quen, muốn đạt được hậu nghệ độ trung thành mát trị số, cho nên hai người bây giờ có thể mở một số trò đùa không có gì to tát. Bạch Trạch đi theo che miệng cười khẽ nói, câu nói này có lý, Tần Quân không thèm để ý chút nào, còn ra vẻ ngã ngớn nói, Bạch cô nương, tiến đến ngồi một chút đi, ngươi thân thế thế nhưng là thiên kim A, à. Bạch Trạch mắt trợn trắng, giả bộ như không có nghe thấy, rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy đường chân trời xuất hiện một tòa thạch tượng cao tới 500 trượng, từ mặt đất đi đến, còn tưởng rằng là sơn phong, nhưng trên không trung nhìn lại, liền sẽ phát hiện đây là thạch tượng, tựa như một tên tướng quân người khoác trọng giáp. Truyền thuyết, Trung Hoang đã từng hỗn loạn không chịu nổi, bị ác quỷ tứ ngược, một tên điện chủ minh vương điện, lấy lực một mình chiến ngàn vạn ác quỷ, cuối cùng pháp lực khô kiệt, biến thành thạch tượng, mà vị điện chủ kia tên là Hoa Nhất Kiếm. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, tuy rằng có vải mành che chắn, nhưng tần quân cũng có thể dùng thần thức thấy rõ tôn thạch tượng cao 500 trượng này. Hắn dáng người thẳng tắp, tay trái giơ cao một thanh trường kiếm đi qua tuế nguyệt gió táp mưa xa đã thấy không rõ được mặt mũi của hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế đỉnh thiên lập địa của hắn vĩnh viễn không bao giờ tán đi hoa nhất kiếm tần quân âm thầm ghi lại cái tên này tuy rằng thân hóa thạch giống rất huyền bí nhưng ở thế giới tu tiên lại chẳng có gì lạ cả cửu long lôi kéo kim kiệu từ trên đỉnh đầu thạch tượng lao nhanh mà qua trung hoang rất lớn so với nam vực cùng nam tận hải cộng lại còn muốn lớn hơn vùng này tu sĩ rất ít nhưng vẫn là có người ông trời ơi đó là rồng cửu long kéo kiệu là ai tạo ra trận địa lớn như vậy chật chật gần nhất trung hoan quả nhiên là phong vân biến ảo a nghe nói cổ giả thành sắp trảm thủ tần lý tư cùng vương tiễn chẳng lẽ chủ nhân cổ cửu long kéo kiệu này cũng là vì việc này mà tới rất có thể lời đồn đại bây giờ đều đang đồn đại kiếp sắp tới tu sĩ nghỉ ngơi chung quanh thạch tượng hoa nhất kiếm nghị luận ầm ĩ bọn hắn đều đang hiếu kỳ cửu long kéo kiệu phi qua bầu trời đến cùng là lai lịch ra sao. Mấy ngày sau đó, tin tức liên quan tới tầng thánh đế đến Trung Hoang liền oanh động toàn bộ Trung Hoang, hoa tề kiệt ba người vì cảm ơn tầng quân tương trợ, đều lựa chọn trợ giúp, hoang sơn liên miên, hồng vân vạn dặm, trong một vùng sơn cốc, long đế, mông điềm cùng mấy chục ngàn tu sĩ đang dưỡng thương, những tu sĩ này đều là thành viên của tầng, tu vị cao thấp không đều, kém cỏi nhất cũng có tu vị địa tiên cảnh, nhưng mỗi người đều mang thương tích, sĩ khí đê mê. Long đế xếp bằng ở một nơi hẻo lánh trong sơn cốc, thời khắc này hắn khí tức vô cùng quể oải, sắc mặt rất khó coi. Cách đó không xa, mông điềm cũng đồng dạng đang vận công liệu thương. Bọn hắn bị đại yêu bài danh 10 vị trí đầu trong yêu khư truy sát, hai người đều bị trọng thương, bởi vì vừa rồi mới đánh lui được đối phương. Long đế từ từ mở mắt, mắt phải hắn thụ thương đã khôi phục, nhưng hốc mắt còn lưu lại vết sẹo, hắn cười khổ nói, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết mông điềm nghe xong mở hai mắt ra cắn răng nói lý tư cùng vương tiễn mấy ngày nữa liền sẽ bị trảm thủ chúng ta nhất định phải tiến về cổ giả thành cứu bọn hắn làm sao cứu vương tứ cùng bách mục yêu quân thế nhưng là đang chờ đợi chúng ta long đế trầm giọng nói thời kỳ toàn thịnh bọn hắn đều đánh không lại vương tứ cùng bách mục yêu quân chớ nói chi là hai người đều đã trọng thương đi cổ giả thành hoàn toàn là đi chịu chết Mông điềm khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, loại cảm giác thúc thủ vô sách này để hắn rất mau liền phát điên. Tần quân đã bị đánh tan, nếu không chúng ta còn có thể lấy số lượng trùng kích cổ giả thành, lại thừa dịp loạn cứu ra hai người bọn họ. Mông điềm thở dài nói, trận chiến lúc trước, vương tứ không chỉ có bắt đi lý tư cùng vương tiễn, mà cũng làm cho tần quân phân tán, bọn hắn chỉ mang đi được hơn mấy trăm ngàn binh lính, kinh lịch truy sát về sau, bây giờ chỉ còn lại có bảy tám vạn, mà lại đều bị thương, vô cùng thê thảm, ngươi thủ tại chỗ này, ta một mình tiến về cổ giả thành, hành sự tùy theo hoàn cảnh." Long đế trầm giọng nói, Mông Điềm nghe xong, lúc này liền phản đối, cho là mình nên đi. Long đế khoát tay nói, thực lực của ta so với ngươi mạnh hơn một chút, càng có phần thắng nhiều hơn, mà bọn hắn nhất định phải có người thủ hộ. Mông Điềm trầm mặt xuống, hắn hiểu được Long đế an bài là hợp lý nhất, chỉ là hắn không cam lòng, hắn tình nguyện chiến tử cũng không muốn dựa vào người khác bảo hộ cứ quyết định như vậy đi ba ngày sau ta liền xuất phát trước đó chúng ta đến bố trí xuống pháp trận ẩn nấp ở nơi đây long đế trầm giọng nói mảnh sơn cốc này cách xa thành trì rất thích hợp để tránh né mông điềm không có ý kiến gật đầu đồng ý minh vương thành cái gì dạ tình đàm hoa bị tần thánh đế cầm đi vương tứ gào thét tức giận đến hắn toàn thân đều đang run rẩy quỳ trước mặt hắn minh vương tòng giả trầm giọng nói đúng vậy tin tức là từ một đội đệ tử trẻ tuổi truyền đến nghe nói bọn hắn tao ngộ lãng nhân ác công kích sau mới gặp được tần thánh đế vương tứ hít sâu một hơi nghi hoặc nói tần thánh đế vì sao lại ngàn dặm xa xôi chạy đến đây minh vương tòng giả không có trả lời vương tứ bởi vì loại chuyện này hắn không có tư cách suy đoán minh vương điện từng chuyên môn điều tra qua đại tần thiên đình hiện nay đại tần thiên đình đã cùng thần điện bình khởi bình tọa thậm chí còn hai lần đánh lui phân thân của như lai liền ngay cả minh mộng ma tôn dưới tay hắn cầm minh vương liêm cũng rơi vào hạ tràng trọng thương đào tẩu cho nên hắn thấy tần thánh đế tính uy hiếp không kém hơn như lai chút nào đầu tiên là yêu tổ sau là tần thánh đế vương tứ bỗng nhiên bất an hắn nhưng là biết tần thánh đế đã thống trị long tộc nam tận hải nói không chừng còn cùng long đế có quan hệ số ngày chớp mắt đi qua một ngày này tần quân bọn người rốt cục gặp được một tòa thành trì bệ hạ phía trước có một tòa thành trì chúng ta muốn vào thành nghỉ ngơi hay không bạch trạch âm thanh truyền vào trong tai tần quân để tần quân đang tu luyện mở to mắt suy nghĩ nói bạch trạch ngươi đi vào trong thành hỏi thăm một chút tin tức đi chúng ta ở ngoài thành chờ đợi cửu long kéo kiệu vào thành khẳng định sẽ gây lên ồn ào không cần thiết tại trước khi không có tìm được long đế cùng tần hắn liền không muốn sớm cùng minh vương điện đối đầu bạch trạch lắc đầu cười nói bệ hạ không cần phải lo lắng trung hoang tốt xấu lẫn lộn thành trì đều không có hạn chế, có thể trực tiếp tiến vào, không có thủ vệ, bởi vì Trung Hoang chính là dưới chân Minh Vương Điện. Trước khi đến đây, nàng liền cố ý tìm kiếm không ít tư liệu liên quan tới Trung Hoang, hiện tại tương đương với một pho tiểu bách khoa của Trung Hoang. Tần quân nghe xong, lập tức yên tâm, cứ như vậy, đội ngũ liên hướng về tòa thành trì phía trước bay đi. Tòa thành trì này chiếm diện tích hơn 10 dặm, lâu vũ sang sát, kỳ lạ nhất là không có thành tường, tu sĩ bay vào bay ra, có chút phồn hoa, khi thấy chân trời bay tới cửu long kéo kiệu, tu sĩ trong thành lập tức xôn xao, ông trời ơi! Đó là cái gì? Rồng! Trung hoang còn có rồng, chờ một chút, các ngươi nhìn kỹ, đằng sau chính con rồng còn có một cổ kim kiệu, chúng nó là tọa kỵ, ti, lấy cửu long kéo kiệu, đến cùng là ai, lợi hại như vậy, chẳng lẽ là tần thánh đế? Gần nhất không phải thịnh truyền tần thánh đế đến Trung Hoang sao, tự hồ chính là cửu long kéo kiệu. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. cùng lúc đó, tần quân bọn người đã bay vào trong thành, 50 tên binh lính đế quân vệ đều là người mặc kình phục màu tím đen, khí thế bất phàm, đi theo kim kiệu đung đung đưa đưa từ trên không thành trì bay qua, để vô số tu sĩ hải hùng khiếp vía. Cuối cùng bọn hắn rơi lên bên trên một đỉnh núi nhỏ trong thành, tần quân kéo ra vải mành, từ trong kiệu đi ra, hắn vặn vẹo uống éo thân thể, cười nói, rất lâu không có đi ra ngoài rồi, bạch trạch lắc đầu cười một tiếng, tay phải vung lên một tòa lầu các năm tầng liền xuất hiện đây là pháp lâu là loại hình pháp bảo dùng để ở lại còn tự mang cấm chế có thể phòng ngừa ngoại nhân xâm lấn đương nhiên tại trong mắt cường giả chân chính pháp lâu cấm chế đúng là một chuyện cười dương tiễn khiêu mi hỏi bệ hạ cần ta đi vào trong thành tìm hiểu tin tức sao hắn thực lực không bằng hậu nghệ cùng bạch trạch lại không thể đem chuyện trọng yếu như thế giao cho binh lính đế quân vệ cho nên liền chủ động xin đi giết giặc bởi vì trong lòng hắn minh bạch, tần quân lần này dẫn hắn đi ra, là cho hắn cơ hội, theo cường giả dưới tay tần quân càng ngày càng nhiều, hắn đã theo không kịp bước chân của tần quân, ngươi cũng đừng hành động theo cảm tính. Tần quân căng dặn nói, nhị lan thần dương tiễn tuy rằng tính khí không bằng tôn ngộ không, lý nguyên bá, la sĩ tính hỏa bạo như vậy, nhưng cũng là ngạo khí trùng thiên, rất dễ phát sinh mâu thuẫn, dương tiễn mỉm cười gật đầu, sau đó tiêu thất tại nguyên chỗ tần quân đang nghe truyện trên kênh tv audio việc đi vào trong pháp lầu vừa đi vừa khoác tay nói trẫm chuẩn bị tiểu tiểu đột phá một chút các ngươi không nên để ngoại nhân quấy rầy trẫm dựa theo cơ vĩnh sinh nói dạ tình đàm hoa hiệu quả thối thể rất không tệ hắn tự nhiên muốn thử một chút lúc trước tại trên đường đi không tiện hiện tại vừa vặn có thời gian về phần sự tình khác liền giao cho bạch trạch các nàng xử lý hắn chỉ cần đồng ý là đủ hậu nghệ đi thẳng tới trước một cây đại thụ ngồi xếp bằng xuống bạch trạch nhìn lên bầu trời suy tư dương tiễn thay đổi một thân áo bào phổ thông tại bên trên đường phố dạo bước mà đi tòa thành này tên là kho thạch thành lưu lượng người ở bên trong chưa thành trung hoang cũng coi như lệch nhiều trung hoang rất lớn cho dù dựa vào địa đồ ngoại lai giả muốn tìm được thành trì cũng không phải chuyện dễ đường phố tất cả đều là buôn bán các loại đan dược công pháp pháp bảo cùng thành trì phàm trần khác biệt lớn nhất là thiếu đi khí tức yên hỏa các tu sĩ lui tới đều vô cùng vội vàng rất nhanh dương tiễn liền đứng ở trước một chỗ tường viện chỉ gặp nơi này tụ tập mười mấy tên tu sĩ bọn hắn đối diện chỉ trỏ lên bố cáo dáng tại trên tường viện lý tư cùng vương tiễn của tần sau năm ngày liền bị trảm thủ ai ta trước kia thật coi trọng tần không nghĩ tới vẫn là ngã xuống dưới chân minh vương điện tần khả năng là có bốn tôn đại la chiến lược cao đoan không kém hơn minh vương điện chút nào đáng tiếc bách mục yêu quân của yêu khư cũng nhúng tay minh kiếm phong lấy cái chết làm đại giá mới khiến cho đại bộ phận tu sĩ của tần đào tẩu thật đáng kính a à. sau năm ngày cổ giả thành mau mau đến xem a à, ta luôn cảm thấy sẽ có đại chiến bạo phát nghe các tu sĩ tiến nghị luận dương tiễn thần sắc nhất động hắn biết mục đích chuyến đi này của tần quân thế là dùng thần thức đi liếc nhìn bố cáo ầm ầm đúng lúc này phía trên kho thạch thành bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen không gian ngay sau đó một chiếc pháp thuyền phi hành cự đại liền từ bên trong bay ra một màn này để vô số tu sĩ đưa mắt nhìn lại, đó là pháp thuyền phi hành của Minh Vương Điện, có người kinh hô nói, Dương Tiễn càng là nhíu mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được bên trên pháp thuyền phi hành có một tên cường giả đại la kim tiên cảnh và mấy tên thái ất huyền tiên, trên bông pháp thuyền phi hành, Minh Mộng Ma Tôn vẫn như cũ mang theo mặt nạ khiên Minh Vương Liêm, ánh mắt của nàng nhìn xuống kho thạch thành, đứng phía sau nàng là thân ảnh năm tên khí tức mạnh mẽ, mục tiêu tầng thánh đế, bắt sống. Minh Mộng Ma Tôn nhẹ giọng cười nói, theo hoa tề kiệt ba người đem tin tức truyền đi, lại thêm lúc ấy có hơn 30 tên đệ tử làm chứng, Vương Tứ liền hạ lệnh bắt Tần Quân, một là ngăn cản Tần Quân cứu vãn Lý Tư cùng Vương Tiễn, hai là vì lấy được giả tình đàm hoa trong tay Tần Quân. Vâng, năm tên Thái ất Huyền Tiên cùng kêu lên ứng nói, sau đó đều tản ra thần thức toàn thành thu bắt Tần Quân. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Tiểu Sơn chỗ bọn người Tần Quân dừng lại. Minh Mộng Ma Tôn vuốt ve Minh Vương Liêm, thì thào nói, lần trước bại bởi cái xú tiểu tử gọi là Lý Nguyên Bá kia, lần này ta nhất định phải rửa nhục. Trong phòng, tần quân hai tay nâng dạ tình đàm hoa, vận công hấp thu năng lượng cùng linh khí. Dạ tình đàm hoa tuy rằng tại bên trong thánh tài thối thể tính không được chân chính nhất lưu, nhưng cũng hiếm thấy, một đóa ngàn năm khó mở, đối với chân tiên cảnh ngươi tới mà nói lại là vật đại bổ. Cơ vĩnh sinh tại trong đầu tần quân giới thiệu nói, đối với cái này, tần quân rất là tán thành. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Dạ Tình Đàm Hoa ẩn chứa linh khí thật sự là quá nồng nặc, thậm chí có loại cảm giác lấy không hết, trừ cái đó ra, còn có một cổ năng lượng kỳ lạ, mỗi lần hấp thu một điểm, Tần Quân liền có thể cảm giác được nguyên thần của mình cường đại hơn một chút, rất là thần kỳ, nếu là hoàn toàn hấp thu Dạ Tình Đàm Hoa, bất diệt thánh thân của hắn khẳng định sẽ nâng cao thêm một bước, khoảng cách đệ ngũ tầng pháp thiên tượng địa càng gần, pháp thiên tượng địa chính là thần thông vô thượng có thể biến đổi thành cự nhân cao vạn trường lực lượng cũng đi theo tăng vọt tương đương với bản tiếng giai của thần thông đại tiểu như ý ở đời sau thường thường sẽ có người đem pháp tướng thiên địa xưng là pháp thiên tượng địa mặc dù là một loại sai lầm nhưng tần quân sau đó liền lý giải được xác thực có một loại thần thông tên là thiên địa pháp tướng cùng pháp thiên tượng địa rất tương tự nhưng đều có kỳ diệu khác nhau cứ như vậy tần quân bắt đầu chuyên tâm hấp thu dạ tình đàm hoa tần thánh đế cút ra đây nhận lấy cái chết bên ngoài pháp lâu bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh hét to như là thiên lôi oanh minh đinh tai nhức óc đối với cái này tần quân liền triệt để thờ ơ ngay cả mí mắt đều không động một cái bởi vì bên ngoài đã có hậu nghệ cùng bạch trạch thủ hộ quả nhiên là sợ cái gì đến cái đó tần quân trong lòng cảm thán nói không nghĩ tới đoàn người mình mới vừa vào thành liền dẫn tới minh vương điện xem ra hắn nhất định vô pháp đê điều hắn không biết là vương tứ sở dĩ làm to chuyện là bởi vì tần quân cầm dạ tình đàm hoa nếu không vương tứ nhiều nhất cũng chỉ là chú ý cùng đề phòng hắn mà thôi một bên khác minh mộng ma tôn đã mang theo năm tên thái ức huyền tiên hướng tiểu sơn bay tới ma khí cuồn cuộn như là vòi rồng quấn quanh thân bọn hắn để bọn hắn tựa như ma thần phát ra uy áp để toàn thành đều vô cùng kiềm chế đó là minh mộng ma tôn của minh vương điện trời ạ à. nàng trước đó không lâu đã đột phá đại la kim tiên đây chính là tồn tại đồng dạng như thần tiên a bọn hắn đang tìm ai? Tần Thánh Đế Khó nói chủ nhân của cửu long kéo kiệu lúc trước thật là Tần Thánh Đế, chật chật, hảo hí đến rồi, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, vô luận là minh mộng ma tôn, hay vẫn là Tần Thánh Đế, đều là tồn tại danh tiếng hiển hách, tồn tại trong truyền thuyết xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, lại còn muốn bạo phát chiến đấu, bọn hắn sao có thể không hưng phấn cho được, đúng lúc này, Dương Tiễn liền thả người vọt lên, đi đến trước mặt sáu người minh mộng ma tôn, cản lại bọn họ muốn chết dương tiễn lạnh giọng nói tay trái nâng lên chiến thần tam tim đao trong nháy mắt liền hiện ra trong tay hắn trên người áo bào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành khải giáp uy phong lẩm lẩm minh mộng ma tôn nhướng mày trong nháy mắt nhận ra thân phận của dương tiễn dương tiễn tại đại tần thiên đình tuy rằng không phải mạnh nhất nhưng danh khí lại phá lệ cường thịnh nhất là hắn một thương chọn mười vực trung động vô số người mà minh mộng ma tôn lâu dài tìm phục tại Nam Vực cùng Nam Tận Hải cũng từng được nghe nói qua, giết hắn. Minh mộng ma tôn lạnh giọng nói, dương tiễn chỉ có tu vị thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, căn bản nhập không được pháp nhãn của nàng, thoại âm vừa rơi xuống, năm tên thái ất huyền tiên sau lưng liền nhau nhau xuất ra pháp bảo của bản thân, thân hình còn như quỷ mị hướng dương tiễn đánh tới, dương tiễn đột nhiên mở ra thiên nhãn giữa mi tâm, lãnh khóc cười một tiếng, trong lòng phá lệ hưng phấn, rốt cục liền có chiến đấu, hắn hét lớn một tiếng, hóa thành kim quang hướng năm tên thái ất huyền tiên phóng đi, tốc độ nhanh đến mức làm cho đối phương con mắt đều theo không kịp, hắn mặc dù chỉ là thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, nhưng lại có thể cùng cường giả mới vào đại la kim tiên cảnh cứng đối cứng, như thế nào lại sợ năm tên thái ất huyền tiên, đương. Dương tiễn Nga ngược một đao trảm đi, trực tiếp đánh bay một tên thái ất kim tiên, khiến cho đối phương hướng đường phố rơi xuống, nện đến mặt đất vỡ vụn, bụi đất tung bay, dọa đến tu sĩ chung quanh chạy tứ tán bốn phía, mặt khác bốn tên thái ớt huyền tiên còn lại cũng bị hù dọa đến, lúc này liền từ những phương hướng khác nhau vây quanh, trong đó một tên tráng hán tay cầm đại đao tựa như mảnh thú gào thét, vung đao chém tới, đao khí chiếu sáng cả thiên địa, sáng rõ để không ít người hoa mắt, dương tiễn đưa lưng về phía hắn bỗng nhiên quay đầu, thiên nhãn bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp đem đao khí đánh tan, các ngươi quá yếu, dương tiễn ngông cùng cười nói, đối mặt với đại la hắn là thúc thủ vô sách nhưng đối mặt với năm tên thái ất huyền tiên hắn cảm giác không thể nào nhẹ nhõm hơn nhất đao quét ngang mà đi lần nữa đánh bay hai tên thái ất huyền tiên khiến cho bọn hắn bay rớt ra ngoài mấy ngàn thước minh mộng ma tôn thấy đồng tử thích chặt nàng vẫn là đánh giá thấp thực lực của dương tiễn lúc này nàng liên nâng lên minh vương liêm hướng về dương tiễn ném đi minh vương liêm bay ra khỏi lòng bàn tay của nàng nhưng ma khí vẫn là thuận theo chui liêm kết nối với lòng bàn tay của nàng, tựa như một đầu trường tác đen nhánh. Dương Tiễn chỉ cảm thấy phía sau bị một luồng kình phong trùng kích, vô ý thức vung đao ngăn trở, bang. Chiến thần tam tim đao cùng Minh Vương Liêm va chạm cùng một chỗ, tia lửa tán loạn, Dương Tiễn nhướng mày, thầm nghĩ, nàng lực lượng vậy mà lớn như thế, thật tình không biết Minh Mộng Ma Tôn lực lượng cũng không lớn, chỉ là Minh Vương Liêm đẳng cấp quá cao, Dương Tiễn tay phải vung lên, muốn đem Minh Vương Liêm hất ra, một giây sau sắc mặt hắn liền kịch biến, hắn chỉ cảm thấy chiến thần tam tim đao phản phất như bị Minh Vương lưỡi hái dính chung một chỗ, làm sao vung cũng đều thoát không nổi. Lúc này, Minh Mộng Ma Tôn liền khẽ quát một tiếng, ma khí trong lòng bàn tay đột nhiên nhất động, Minh Vương liền liền hướng nàng bay về, lực lượng kinh khủng lôi kéo Dương Tiễn hướng Minh Mộng Ma Tôn bay đi. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Dương Tiễn Hải hùng khiếp vía, muốn buông tay, nhưng phát hiện ma khí của minh vương liêm thuận theo chiến thần tam tiêm đao hấp xả lên tay phải của hắn hưu trong điện quan hỏa thạch một tiếng xé gió liền truyền đến rõ ràng là một chi hỏa tiễn lấy thế không thể nào ngăn cản bắn thủng vai phải của minh mộng ma tôn máu tươi vẫy ra khiến cho ma khí trong lòng bàn tay cũng đi theo tan thành mây khói dương tiễn cũng bởi vậy mà thoát hiểm mặt khác năm tên thái ất huyền tiên kia cũng bị dọa đến đồng loạt quay đầu nhìn lại chỉ gặp trên núi nhỏ chỗ dừng lại tần quân một tên nam tử cùng giả đang đứng tại trên sườn núi nhìn về phía bọn hắn, một đầu loạn phát bay múa, trên mặt không bị trói buộc nghe răng cười phản phất như đang chế giễu bọn hắn quá yếu, lớn mật. Dám đánh lén ma tôn đại nhân, tên tráng hán cầm đại đao kia gầm thét, lúc này liền sách đao hướng tiểu sơn bay đi, muốn chém xuống đầu lâu của hậu nghệ, hậu nghệ nhếch miệng lên, lần nữa bắn ra một tiễn, trong miệng nhẹ giọng nói, ngu xuẩn, phốc thể. Tráng hán cầm đại đao không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bắn bể đầu, máu tươi vẫy ra, một màn này để vô số tu sĩ nhìn thấy há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, liền ngay cả minh mộng ma tôn cùng bốn tên thái ớt huyền tiên còn lại cũng nhìn đến mắt trợn tròn, miễu sát thái ớt huyền tiên, dương tiễn đồng tử co rụt lại, trong lòng sợ hãi không thôi, không hổ là tồn tại như thần thời cổ đại, một tiễn chi uy, khủng bố như vậy, mau trốn, minh mộng ma tôn bưng bít lấy vai phải ứa ra máu tươi gọi nói, âm thanh tràn đầy hoảng sợ nàng mạnh đến đại la kim tiên cảnh sơ kỳ đều hoảng sợ như thế thì bốn tên thái ất huyền tiên kia cũng liền vội vàng xoay người đào tẩu hưu 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 hậu nghệ cấp tốc bắn ra bốn mũi tên xé rách trường không trực tiếp đem bốn tên thái ất huyền tiên chạy trốn bắn bể đầu bọn hắn thậm chí cũng không kịp bay ra khỏi kho thạch thành hậu nghệ lập tức chuẩn bị hướng binh mộng ma tôn vọt tới nhưng bạch trạch âm thanh liền truyền đến đừng giết nàng hậu nghệ tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là không có bắn tên bạch trạch ẩn ẩn có xu thế trở thành đệ nhất quân sư hắn liền bán đi phần mặt mũi này nói không chừng bạch trạch liền có kế sách của nàng tỉnh toàn thành triệt để yên tĩnh nương theo minh mộng ma tôn tiêu thất trong thành liền liên tiếp vang lên âm thanh hít vào khí lạnh dương tiễn hít sâu một hơi bình phục tâm tình hướng minh vương điện cái pháp thuyền phi hành kia phóng đi đây chính là chiến lợi phẩm của bọn hắn a một trận đại chiến khả năng sẽ tiêu diệt toàn bộ kho thạch thành lại là kết thúc nhanh như vậy để tu sĩ trong thành nửa ngày đều chưa bình phục được tâm tình dương tiễn thu pháp thuyền phi hành về sau liền hướng tiểu sân bay đi trong lúc nhất thời trong thành liền bạo phát ra tiếng ồn ào kinh thiên ông trời ơi năm tên thái ất huyền tiên cứ như vậy bị miễu sát trên ngọn núi nhỏ kia đến cùng ẩn dấu tồn tại kinh cũng như thế nào thái ất huyền tiên thật hay giả nói nhảm lão tử thế nhưng là thái ất tán tiên có thế thề năm người kia là thái ất huyền tiên truyền thuyết tần thánh đế thủ hạ cường giả như vân quả nhiên là thật hậu nghệ đem những tiếng kinh hô kia nghe lọc vào trong tai hắn lắc đầu cười một tiếng thâm tàn công cùng danh quay người liền hướng pháp lâu đi đến chín con rồng đều nằm sấp trên mặt đất sững sờ nhìn lấy hắn 50 tên binh lính đế quân vệ tuy rằng mặt không biểu tình nhưng trong mắt cũng là đầy vẻ kinh hãi quá mạnh đơn giản vô địch bạch trạch cười khẽ nói nếu là đem vị đại la kia giết minh vương điện sẽ cùng chúng ta triệt để trở thành tử địch thậm chí sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bệ hạ thả nàng một con đường sống vừa vặn cũng có thể mượn miệng của nàng chấn nhiếp minh vương điện bạch quân sư nói có lý hậu nghệ gật đầu nói nhất tôn đại la đối với minh vương điện tới mà nói có thể nói là thịt trên lòng bàn tay so với ruột gan còn trọng yếu hơn đúng lúc này chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh tê minh bạch trạch bọn người quay đầu nhìn lại chỉ gặp trọng minh điểu ngậm một căn lưỡi hái cao tốc bay tới lưỡi hái này rõ ràng là minh vương liêm của minh mộng ma tôn a à, trọng minh điểu làm sao cũng theo tới dương tiễn kinh nghi nói hậu nghệ trong mắt lóe lên dị sắc bạch trạch thì bấm ngón tay tính toán cười nói bệ hạ vẫn luôn một mực mang theo nó chỉ bất quá để nó cùng chúng ta giữ một cái khoảng cách chúng nhân giật mình lấy lòng dạ của tần quân xác thực sẽ làm như thế trọng minh điểu cấp tốc bay tới không nhìn thẳng ba người bọn hắn mà trực tiếp chui vào trong pháp lầu. Tần quân đang tu luyện bị nó giật nảy mình, liền vội vàng nói, đừng đụng trẫm, trẫm đang luyện công. Trọng Minh điểu nghe xong, liền đem Minh Vương Liêm ném xuống đất, lưỡi hái này mặt ngoài lượng lờ lấy ma khí khủng bố, để cho người ta liếc mắt nhìn liền sẽ hải hùng khiếp vía. Đây không phải là pháp bảo của Minh Mộng Ma Tôn sao? Tần quân nhãn tình sáng lên, Minh Mộng Ma Tôn lúc trước thế nhưng là dựa vào Minh Vương Liêm liền áp chế qua Lý Nguyên Bá, nói rõ bảo vật này đẳng cấp cực cao nhưng giờ phút này hắn đang hấp thu dạ tình đàm hoa đã đến thời khắc mang tính then chốt hắn chỉ có thể nhẫn nhịn cùng lúc đó bên ngoài kho thạch thành trong rừng cây ngoài mấy chục dặm minh mộng ma tôn nằm tại trên cành cây bụng của nàng bị xuyên thủng ra một cái động lớn máu me đầm đìa vừa rồi trọng minh điểu tập kích nàng cướp đi minh vương liêm của nàng nàng ngay cả bộ dáng của trọng minh điểu đều không có thấy được rõ ràng đồ vật ban nãy minh mộng ma tôn trong lòng cực độ không bình tĩnh hoảng sợ vô tận như là luồng không khí lạnh từ lòng bàn chân nàng lan tràn đi lên chỉ trong chốc lát liền lạnh cả người dựa vào thân cây nghỉ ngơi thời gian một nén nhang nàng mới khôi phục lại một chút khí lực nàng run run rẩy rẩy đứng dậy chuẩn bị trở về minh vương thành nàng không dám tưởng tượng lần này trở về sẽ khiến vương tứ phẫn nộ như thế nào gãy năm tên thái ất huyền tiên còn mất đi minh vương liêm mấu chốt nhất chính là nàng ngay cả mặt của tần quân đều không có nhìn thấy trong lúc nhất thời tần quân trong lòng nàng liền tấn cấp thành nhất tôn đại ma vương nàng thề về sau sẽ không tiếp tục đi tìm tần quân phiền phức tiễn của hậu nghệ cùng tốc độ của trọng minh điểu để cho nàng nhớ tới đều tê cả da đầu kho thạch thành chi chiến như là gió lốc hướng toàn bộ trung hoang truyền đi minh mộng ma tôn mang theo năm tên thái ất huyền tiên vây bắt tần thánh đế vậy mà gần như toàn quân bị diệt tin tức này như là một quả bom tấn để người nghe kinh hô không thôi trung hoang thế nhưng là địa bàn của minh vương điện tuy rằng thường thường sẽ có tu sĩ thế lực khác lui tới nhưng nơi này tuyệt đối là sân nhà của minh vương điện lại có người dám ở trung hoang nháo sự còn giết năm tên thái ức huyền tiên của minh vương điện cái này nhưng so với long đế cùng tầng lúc trước còn muốn càng rỡ hơn minh vương thành minh mộng ma tôn còn chưa trở về điện chủ vương tứ đã nhận được tin tức cái gì toàn quân bị diệt vương tứ giận không kềm được gào thét nói trong khoảng thời gian này hắn cảm giác mọi việc đều không thuận minh vương tòng giả quỳ trên mặt đất trầm giọng nói theo tin tức đáng tin cậy tần thánh đế tự hồ mang theo một tên cường giả tiễn đạo trực tiếp miễu sát năm tên thái ất huyền tiên ngay cả nguyên thần cũng không kịp xuất khiếu về phần ma tôn đại nhân sống chết không rõ vương tứ tức dẫn đến toàn thân run rẩy khí tức tiết ra làm cho cả minh vương thành đều lâm vào rung động vô số tu sĩ hải hùng khiếp vía nha chuyện gì lại đem điện chủ ngươi khí thành dạng này một đạo tiếng cười âm trầm vang lên vừa dứt lời, một thân ảnh màu tím mang theo tàn ảnh nhanh chóng đi đến, hắn cả người vòng quanh yêu khí tử yên, bên trên áo bào tràn đầy đồ văn con mắt, để cho người ta nhìn lấy tê cả da đầu, mà hắn khuôn mặt có chút tuấn lãng, chỉ là ánh mắt trong lúc lơ đảng tốc biến lãnh mang, như là ngưng thành sát ý thực chất, vương tứ vừa nhìn thấy hắn, liền hừ lạnh nói, bách mục yêu quân không mời mà tới, xem ra ngươi là không đem ta để vào trong mắt, nói xong, một cổ khí thế ngập trời từ thể nội vương tứ bạo phát đi ra, ép tới cái bàn chung quanh kịch liệt lay động, bách mục yêu quân cũng là đồng tử co rụt lại, vương tứ chính là đại la kim tiên cảnh viên mãn, mà bách mục yêu quân bất quá chỉ là đại la kim tiên cảnh trung kỳ mà thôi, chênh lệch của song phương cực lớn, bách mục yêu quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, vương điện chủ quá lo lắng, ta đây không phải là đến vì ngươi bài ưu giải nạn sao, trong lòng của hắn lại là thầm mắng, Vương Tứ là cố ý muốn tìm hắn phát tiết một phen mà thôi. Nếu không phải cân nhắc đến hòa bình giữa lục điện tam địa, thì yêu tổ đã sớm thân chinh minh Vương Điện, cho nên tại trong tâm lý của Bách Mục yêu quân, hắn rất xem thường Vương Tứ. Minh Vương Điện có thể nói là một đời không bằng một đời, quả thật là không bằng một chút phong thái xưa kia của Hoa Nhất Kiếm. Vậy ngươi ngược lại là giúp ta đi đem tầng thánh đế chọc tới. Vương Tứ hiếp mắt nói ra, sự kiện trảm đầu Lý Tư cùng Vương Tiễn sắp đến hắn lúc này nhưng đi không được tần thánh đế mang người cũng không nhiều mà vương tứ lại muốn mượn cơ hội này đem thế lực long đế cùng tần nhổ tận gốc tương đương với vị minh vương điện trừ bỏ sâu mọt được bách mục yêu quân sản khoái đáp ứng nhưng một giây sau hắn con ngươi đảo một vòng cười nói tần thánh đế đoán chừng cũng sẽ xuất hiện tại cổ giả thành đến lúc đó ta sẽ trên đường ngăn cản hắn như thế được không hắn cũng không ngốc cũng nghe nói qua trận chiến ở kho thạch thành có thế nhẹ nhõm đánh giết năm tên thái ất huyền tiên nặng hơn nữa còn kích thương cường giả đại la kim tiên khẳng định rất mạnh nói không chừng còn mạnh hơn hắn vương tứ nghe xong bắt đầu suy tính hắn cũng không muốn mấy ngày sau tại cổ giả thành xuất hiện biến cố thế là gật đầu đồng ý đúng rồi tần thánh đế đi vào trung hoang yêu tổ có thể sẽ phái phân thân tự mình chạy đến bách mục yêu quân chợt nhớ tới cái gì đó tùy ý cười nói lời vừa nói ra vương tứ sắc mặt lập tức kịch biến cho dù là phân thân của yêu tổ cũng không phải hắn có thế đối kháng ngươi có ý gì vương tứ sắc mặt âm trầm ngữ khí dừng lại một chút tiếp tục nói ra đừng quên minh vương điện chúng ta điện chủ tiền nhiệm thế nhưng là bạn cũ của kiếm chủ yêu khư các ngươi muốn làm kiếm chủ tức giận sao kiếm chủ hùng chủ bản đệ tứ danh kiếm đạo tôn chủ hoành tảo thiên hạ tuy rằng thế lực dưới trướng không bằng lục điện tam địa nhưng hắn thực lực cá nhân lại là năm vị trí đầu đương thời ngay cả yêu tổ cũng không dám cùng hắn là địch. Bách mục yêu quân khoát tay cười nói, vương điện chủ hiểu lầm, yêu tổ chúng ta đến, là vì tần thánh đế, đoạn thời gian trước hắn sở dĩ cùng như lai chiến một trận, mục tiêu lúc đầu chính là đại tần thiên đình, vừa vặn đi ngang qua tây vực mà thôi, nâng lên trận chiến kia, bách mục yêu quân khóe miệng liền không khỏi run rẩy. yêu tổ phân thân thua trong tay như lai, đối với toàn bộ yêu khư tới mà nói đều là sỉ nhục, vương tứ nghe xong, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, thần điện trận chiến kia, hắn cũng từng nghe nói qua, chư lộ cường giả hỗn chiến, tần thánh đế là người cười đến cuối cùng, tự nhiên sẽ chọc giận yêu tổ. Yêu tổ phân thân tốt xấu gì cũng có tu vị đại la chí tiên, diệt đại tần thiên đình tuyệt đối nhẹ nhõm, đáng tiếc nửa đường đá trúng thiết bản. Xem ra yêu tổ lần này là hạ quyết tâm muốn giết chết tần thánh đế, hy vọng các ngươi không có ý khác. Vương Tứ Hừ Lạnh nói, tâm lý lại là không yên lòng, vẫn là quyết định đem kiếm chủ gọi đến, để tránh yêu tổ thừa cơ tiêu diệt minh vương điện hắn, đương nhiên sẽ không. Bách mục yêu quân đi theo cười ha hả nói, song phương mỗi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được. Đúng lúc này, một tên hầu hạ liền chạy vào, hắn đến gần, liền quỳ xuống đất chấp tay nói, báo. Cửu U Chi Địa ưu công tử tới bái phỏng điện chủ, ưu công tử, vương tứ sắc mặt biến hóa, bách mục yêu quân cũng là đồng tử co rụt lại, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên địa, ưu công tử cũng là thiên tài tuyệt thế đương thời, càng là con trai của đệ nhị hùng chủ bản đương thời cửu u âm đế, nghe nói cửu u âm đế thậm chí còn coi hắn là cửu u chi chủ đến bồi dưỡng, cùng cửu u chi địa so sánh, vô luận là minh vương điện hay vẫn là yêu khư, đều không đủ nhìn, cửu u chi địa, đây chính là tồn tại thống trị âm phủ, luận phạm vi thế lực, có thể nói là đệ nhất đương thời, thiên mệnh điện cũng không bằng, chỉ bất quá cửu u âm đế từng thua thiên mệnh đại đế, còn không chỉ là một lần, nhanh để hắn tiến vào. Vương Tứ trầm giọng nói, bách mục yêu quân đợi ở một bên, sắc mặt cũng là âm tình biến ảo, rất rõ ràng hắn cũng không có dự liệu được ưu công tử đến, hắn không tên có loại cảm giác, Trung Hoang phải đổi thiên, ưu công tử không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ đến Trung Hoang, tần thánh đế cũng tới, yêu tổ cũng muốn nhúng tay vào, hắn khó có thể tưởng tượng Trung Hoang đằng sau sẽ phát sinh biến cố như thế nào. Rất nhanh, hạ nhân liền mang theo ưu công tử đi tới. Chỉ gặp ưu công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, thân mặc áo cẩm tú màu đen, trong tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, đi theo phía sau hắn là bốn tên hắc y nhân mang theo mũ rộng vành, bốn tên đại la kim tiên, vương tứ hải hùng khiếp vía, bách mục yêu quân càng là mí mắt cuồng loạn, cả người câu nệ, không dám nhìn thẳng ưu công tử. Tùy hành mang theo bốn tên đại la kim tiên, có thể thấy được cửu u âm đế là yêu thích đứa con trai này của mình như thế nào. Đối với Minh Vương điện tới mà nói, Đại La Kim Tiên đã là sức chiến đấu cao nhất, nhìn lại người ta mà xem, Vương Tứ tâm lý khổ đến hoảng, Vương điện chủ đã lâu không gặp. Ưu công tử cười khẽ nói, nụ cười cho người ta một loại cảm giác như tắm gió xuân, nhưng Vương Tứ cũng không dám khinh thường, 50 năm không gặp rồi, không nghĩ tới Ưu công tử càng phát ra thần tuấn như vậy. Vương Tứ cười nói: đồng thời ra hiệu cho ưu công tử hướng cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Bách mục yêu quân đứng ở bên cạnh, trong mắt đi dạo, nghĩ nên như thế nào cùng ưu công tử lôi kéo quan hệ. Nếu như có thể tuyển chọn giữa yêu khư cùng cửu U Chi Địa, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn cửu U Chi Địa. Lục điện Tam Địa nói thì dễ nghe, nhưng cường giả thái ất cảnh ai chẳng biết lục điện Tam Địa khoảng cách trình độ càng lúc càng lớn, thực lực cũng sai biệt quá nhiều. Nhất là Minh Vương Điện cùng yêu khư, một mực đang lui bước, thần điện tuy rằng yếu, nhưng thần vô cơ nhân duyên cực tốt, lại thêm tu vị đột nhiên tăng mạnh, khiến cho không ít người rất xem trọng thần điện, thế nhưng nửa đường lại giết ra một cái tầng thánh đế, là vậy. Còn phải cảm tạ vương điện chủ trước kia cho mặt mũi tham gia bách tuế thọ thần của ta. Ưu công tử cười nói, đang khi nói chuyện liền đi đến trước một cái ghế ngồi xuống, bốn tên hắc y nhân đại la kim tiên thì đứng tại phía sau hắn, như là con rối, vương tứ khoát tay cười nói, đâu có đâu có hai người khách sáo một phen về sau, mới tiến vào chính đề, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến Trung Hoang, là vì tòa thần mộ kia, ưu công tử ánh mắt sáng rực nói, phản phất như thấy thần mộ ở ngay trước mặt hắn mở ra, lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện liền yên lặng lại, vương tứ trao mày, bách mục yêu quân thì động dung, kho thạch thành, trên núi nhỏ, trong pháp lầu, oanh, tầng quân thể nội như sắp vỡ vụn, pháp lực điên cuồng tăng vọt, thân thể càng là biến thành kim sắc, tóc dài bị thổi hướng phía trên tung bay, dạ tình đàm hoa trong tay hắn đã khô héo, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá chân tiên cảnh ngũ tầng, hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, dựa vào dạ tình đàm hoa, tầng quân liền thuận lợi đột phá, dù sao cũng là bảo vật để vương tứ điên cuồng. Nếu không phải công pháp bất diệt thánh thân cần linh khí so với công pháp bình thường lớn hơn rất nhiều, thì hắn nói không chừng còn có thể lại tiếp tục đột phá. Trọng Minh Điểu đứng trên bàn nghiêng đầu lắc não, cảm nhận được tần quân khí tức điên cuồng phát ra, nó bốn cái trong mắt liền trực tiếp chuyển du, tự hồ rất hưng phấn, chật chật, nhục thể của ngươi lại mạnh thêm một bước, công pháp tôi luyện thân thể của ngươi quả thật không đơn giản, luyện được càng sâu, ngay cả ta đều càng phát ra xem không hiểu. Cơ vĩnh sinh tại trong đầu tần quân cảm thán nói ra, tần quân mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra tinh quang sáng chói, hắn hít sâu một hơi, giơ tay nâng lên dạ tình đàm hoa, nhẹ nhàng thổi một cái, dạ tình đàm hoa khô héo liền trực tiếp hóa thành tro bụi hắn chậm rãi đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi toàn thân trên dưới truyền đến tiếng vang lốc bốc tựa như rang đậu bất diệt thánh thể chung quy cũng là công pháp tôi luyện thân thể đột phá cảnh giới trên diện rộng tăng trưởng là lực lượng pháp lực tăng phúc tương phản lại có vẻ không đủ đương nhiên cũng so với công pháp luyện khí phổ thông mạnh hơn dù sao đây cũng là công pháp đại đạo thoải mái tần quân quơ quơ song quyền khẽ quát một tiếng khắp khuôn mặt là nụ cười thần thái phi dương, lập tức hắn nhặt lên minh vương liêm trên đất, quan sát, vừa cầm minh vương liêm, hắn liền cảm giác trong lòng bàn tay rét lạnh, mặt ngoài quấn quanh ma khí càng là hướng hắn mà đến, một thanh ma binh này, phẩm giai hẳn là hậu thiên chí bảo đi. Cơ vĩnh sinh tại trong đầu tần quân giới thiệu, hậu thiên chí bảo, so với thất tinh kiếm của hắn còn cao hơn một giai, cùng thiên thủy ngọc, thâm nguyên kim trạc tương đương. Thiên Thủy Ngọc có thể khắc chế tất cả hỏa chủng trên thế gian, mà thâm viên kim trạc tạm thời lại giống như là phế vật Tần quân căn bản vô pháp sử dụng Chẳng có thể sử dụng nó sao Tần quân ở trong lòng hỏi Nếu như cùng thâm viên kim trạc tương đương Để hắn suy nghĩ không thấu Vậy thì không có ý nghĩa Có thế Ta có thể giúp ngươi tiêu trừ lạc ấn bên trong minh vương liêm Về phần thâm viên kim trạc kia của ngươi Đồ chơi kia quá cổ quái Ta cũng không hiểu rõ Cơ vĩnh sinh gật đầu nói Tần quân đã từng hỏi thăm qua nam cung liệt thiên phương pháp sử dụng thâm viên kim trạc nhưng nam cung liệt thiên cũng là lập lờ nước đôi dựa theo hắn tới nói thâm viên kim trạc chỉ có thể để người của thâm viên môn sử dụng hướng sâu mà nói đồ vật này chính là dùng để tu luyện công pháp trấn môn của thâm viên môn bọn hắn thâm viên công tần quân không nhìn trúng thâm viên công cho nên việc này liền không giải quyết được cái gì nhanh giúp trẩm tiêu trừ lạc ấn tần quân ở trong lòng thúc giục nói hắn người mang huyết mạch cực viêm ma thần sử dụng ma binh tự nhiên không nói chơi, rất nhanh, một của lực lượng kỳ dị liền từ thể nội tần quân hiện lên, thuận theo tay cánh tay, rót vào bên trong Minh Vương Liêm, trong chốc lát, Minh Vương Liêm liền bắn ra cường quan khiếp người, bên ngoài pháp lâu bạch trạch, hậu nghệ, dương tiễn đều là nhíu mày quay đầu, ma khí thật kinh người, bạch trạch tự lẩm bẩm, dương tiễn càng là cảm giác trùng mình, cho dù là hậu nghệ cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn đã sớm biết trong cơ thể tần quân ẩn giấu loại tồn tại cường đại nào đó, huống hồ bọn hắn có thể cảm giác được tần quân khí tức bình ổn, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, nửa nén hương thời gian qua đi, trong pháp lâu truyền ra ma khí khủng bố bắt đầu thối lui, trong phòng, tần quân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nắm minh vương liêm, cơ vĩnh sinh ngoại trừ tiêu trừ lạc ấn minh mộng ma tôn lưu tại trên minh vương liêm ra, còn giúp tần quân tiến hành tinh huyết nhận chủ, nói cách khác, từ giờ trở đi, Minh Vương Liêm liền thuộc về hắn, thật mạnh, tần quân giơ Minh Vương Liêm lên tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được bên trong Minh Vương Liêm liên tục không ngừng chảy ra ma khí để hắn tiêu xài, ma khí của nó có uy năng hủy thiên diệt địa như vậy, trách không được Minh Mộng Ma Tôn có thế bằng nó cùng Lý Nguyên Bá kích chiến, đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, Vương Tứ cừu hận. Nhiệm vụ tường tình, bởi vì chủ ký sinh cưỡng ép tước đoạt Minh Vương Liêm, khiến cho điện chủ minh vương điện vương tứ ghi hận lên chủ ký sinh nếu như chủ ký sinh đánh giết vương tứ sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma vương tứ cừu hận tần quân khóe miệng giật một cái chẳng lẽ minh vương liêm cùng vương tứ có liên hệ nào đó thật tình không biết là tin tức chiến đấu lúc trước đã truyền vào trong tai vương tứ ở trung hoang thám tử minh vương điện trải rộng toàn bộ khắp nơi một điểm gió thổi cỏ lây cũng có thế tại trong thời gian cực ngắn truyền về minh vương thành xem ra gia hỏa vương tứ này không thể không trừ tần quân nắm minh vương liêm thì thào nói minh vương điện cùng thần điện tám lạng nửa cân nhiều nhất cũng chỉ có mạnh hơn một chút điện chủ vương tứ xem chừng cũng sẽ không vượt qua đại la kim tiên cho nên hắn không sợ hãi chút nào sau đó hắn liền mang theo trọng minh điểu đi ra khỏi pháp lâu bạch trạch hậu nghệ cùng dương tiễn đều là đi tới hướng tần quân cuối người chúc mừng hắn tu vị lại có tiến bộ thế nào rồi tần quân cười hỏi hắn hỏi là chiến đấu lúc trước, Dương Tiễn vội vàng báo cáo chiến quả, sau khi nghe được hậu nghệ cường thế bắn giết năm tên thái ức huyền tiên, Tần Quân không khỏi nở nụ cười, làm tốt lắm. Tần Quân vỗ bả vai hậu nghệ cười nói, năm tên thái ức huyền tiên đối với Minh Vương điện tới mà nói, tuyệt đối là đại xuất huyết, hậu nghệ không có nói tiếp, chỉ là nụ cười trên mặt nói rõ lòng hư vinh của hắn đã thỏa mãn. Dương Tiễn đem tình báo mình tại trong thành thu thập nói hết ra, để Tần Quân nhíu mày. Bạn năm qua đi, Lý Tư cùng Vương Tiễn vẫn còn sống, bây giờ sắp bị Vương Tứ trảm thủ, hắn liền không có khả năng không đi cứu, Cổ Giả Thành ở nơi nào? Tần Quân trầm giọng hỏi, rất xa, cho dù tốc độ cao nhất chạy, cũng cần một ngày. Dương Tiễn trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, liền cầm ra địa đồ Trung Hoang bản thân tại bên trong thành mua sắm ra, Tần Quân gật đầu, trực tiếp quyết định nói, đi thôi. Hiện tại liền xuất phát. Đại náo Cổ Giả Thành Nghe vậy, dương tiễn cùng hậu nghệ đều hưng phấn lộ ra nụ cười hiếu chiến Bạch trạch thì bấm ngón tay thôi toán Sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không nói gì thêm Thời gian nhất chuyển, năm ngày liên vội vàng đi qua Cổ giả thành, lâu vũ sang sát Các loại phi cầm tọa kỵ tại trên không cổ giả thành xoay quanh Tu sĩ từ mỗi cái phương hướng phi vào trong thành Tại thành bên trong có một cái cầu thang đá Dài rộng 10 trượng, cao tới nửa trượng Trên đài quỳ lấy lý tư cùng vương tiễn bọn hắn người mặc đồ tù, dính đầy máu tươi, khí tức quể oải, cùng vạn năm trước so sánh, Lý Tư nhìn nhiều hơn một phần tan thương, mà vương tiễn trên mặt lại trải rộng vết sẹo, hiển nhiên vạn năm qua bọn hắn đã trải qua không ít trắc trở, phía sau bọn họ đứng đấy từng tên từng tên tráng hán mình trần tay cầm đại đao, vương tứ ngồi tại trên thủ tọa, bách mục yêu quân cùng ưu công tử ngồi tại một phương. Dưới đài là một vòng lại một vòng tu sĩ, bọn hắn nhìn qua Lý Tư cùng Vương Tiễn, chỉ chỉ rõ rõ bọn hắn chính là Lý Tư cùng Vương Tiễn Sao, nghe nói cái Lý Tư này trí mưu vô song, Tần có thế trưởng thành đến ngày hôm nay, hắn có công lao không thể bỏ qua. Ai, Vương Tiễn cũng là một đầu hảo hán, năm đó vì Tần, cho dù bị địch nhân đốt mặt, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Ai biểu bọn hắn nắc tội Minh Vương Điện làm gì? Hừ, Trung Hoang vốn chính là địa bàn của Minh Vương Điện. Các ngươi đoán Long Đế có thể chạy đến hay không? Nghe tiếng nghị luận phía dưới, Lý Tư cùng Vương Tiễn đều mặt không biểu tình, phản phất như sinh tử đã không còn làm bọn hắn sợ hãi nữa. Ưu công tử đối với vương tứ cười nói, hai vị đại la, cứ như vậy chém sao, dựa theo hắn đối với minh vương điện hiểu rõ, vương tứ hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp lôi kéo lý tư cùng vương tiễn mới đúng. Vương tứ khoát tay cười nói, hai người này xương cốt quá cứng, chỉ có thể diệt trừ. Trảm đầu, thu thần hồn, giao cho ưu công tử luyện thành quỷ nô được không? Lời vừa nói ra, ưu công tử không khỏi kiêu mi, quỷ nô đại la kim tiên cảnh cũng không phải dễ chiếm được như thế thế là hắn liền cười nói đa tạ vương điện chủ ngày sau có cần cái gì ta có thể giúp đỡ tuyệt đối sẽ không chối từ tuy rằng hắn là con trai cửu u âm đế yêu quý nhất nhưng anh em ruột của hắn không có một ngàn cũng có tám trăm muốn ngày sau thượng vị nhân mạch là thứ rất trọng yếu không thể chỉ dựa vào cha ưu ái vương tứ nghe xong lông mày lập tức nhích lên bách mục yêu quân bên cạnh tâm lý lại là thầm mắng Vương Tứ vậy mà dùng dạng này để có thể đi lên chiếc thuyền của ưu công tử. Đây đối với kế hoạch tiếp theo của yêu tổ rất là bất lợi. Nhìn lấy Vương Tứ cùng ưu công tử bấu víu quan hệ, mà mình lại vô pháp xen vào, bách mục yêu quân liền khó chịu đến cực điểm. Thời gian cấp tốc đi qua, Vương Tứ nhìn thời gian không sai biệt lắm, nhưng Long Đế cùng Môn Điềm vẫn còn không ra, hắn còn cho là bọn họ tìm phục tại chung quanh, chờ đợi thời cơ. Canh giờ đã đến, chuẩn bị bắt đầu vương tứ đứng dậy trầm giọng uống nói lời vừa nói ra hai tên tráng hán mình trần đứng tại sau lưng lý tư cùng vương tiễn liền bẻ bẻ cổ chuẩn bị nâng đao chém xuống đầu lâu của lý tư hai người lý tư cùng vương tiễn tu vị mất hết gân mạch đứt từng khúc liền như là phế nhân thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không đủ sức xuất khiếu vương huynh mặc dù không thể cùng sinh nhưng có thế cùng chết lý mổ làm người đời này đáng giá lý tư mở miệng cười nói âm thanh khàn khàn không sợ hãi chút nào vương tiễn lắc đầu cười một tiếng nói người ta quan hệ kiếp trước kiếp này hơn hẳn huynh đệ chết lại như thế nào chỉ là trước khi chết không thể gặp lại bệ hạ trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối nâng lên tần quân lý tư trên mặt cũng lộ ra vẻ buồn bã ước định vạn năm sắp đến không nghĩ tới bọn hắn vẫn là ngã xuống nếu như lúc này bọn hắn có cái gì không bỏ được thì chắc chắn không phải là thê nhi mà là ước định cùng với tần quân đúng lúc này Hai tên tráng hán bình trần liền nâng lên đại đao, chuẩn bị chặt xuống đầu người trên cổ Lý Tư cùng Vương Tiễn, nhưng bọn hắn sự tình trước đó từng được Vương Tứ an bài qua, cho nên liền tận lực chậm dần động tác, ưu công tử nheo mắt lại, ánh mắt hướng biển người ở dưới đài quét tới. Bốn tên hắc y nhân sau lưng hắn như bóng với hình, bất động thanh sắc, mặc cho là ai cũng rất khó đem bọn hắn cùng cường giả đại la liên hệ với nhau, bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương, dưới đài tu sĩ, cùng người trên mỗi cái lầu cắt đều đang ngẩng đầu xem xét ngâm một tiếng long ngâm bỗng nhiên nổ vang chỉ gặp một đầu bạch long từ con phố nào đó phía tây rít cào mà đến thanh thế hạo đại tốc độ càng là nhanh đến mức để vô số tu sĩ phản ứng không kịp trong chớp mắt bạch long liền muốn đem lý tư cùng vương tiễn cướp đi muốn chết vương tứ gầm thét trong mắt lại tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng đang khi nói chuyện tay phải của hắn liền nắm vào trong hư không kéo một cái một cái cự thủ màu đen do ma khí ngưng tụ mà thành liền hướng về phía bạch long chụp tới tốc độ so với bạch long còn nhanh hơn phịch một tiếng cự thủ màu đen từ trên đầu lĩnh lý tư cùng vương tiễn bay qua đâm lên trên thân rồng màu trắng bạch long chính là long đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thân thể cao lớn ven đường đụng ngã từng tòa lâu vũ bụi đất tung bay dọa đến không ít tu sĩ chạy tán loạn long đế vương tiễn sợ hãi kêu lên không nghĩ tới long đế lại còn thật đến cứu bọn họ đây chính là tình thế chắc chắn phải chết a, à. Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, một tên hắc y nhân sau lưng Ưu công tử nhẹ giọng nói, đầu rồng này bản thân bị trọng thương, chiến lực 10 không còn một, quả thực là muốn chết, Ưu công tử nhếch miệng lên, khắp khuôn mặt là nụ cười trào phúng, hắn không đồng tình nhất chính là hạng người nghĩa khí, hắn thấy, không có tình nghĩa tuyệt đối, chỉ có lợi ích mới có thể vĩnh hằng, hừ. Ngươi rốt cuộc đã đến, hôm nay cũng đừng nghĩ thoát đi, Vương tứ cười lạnh nói. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền lách mình tiêu thất tại nguyên chỗ, lại vừa xuất hiện, đã là ngoài ngàn mét, hắn nhìn xuống long đế hóa thành hình người nằm tại bên trong phế tích, vỗ xuống một chưởng, phanh một tiếng, phế tích phía dưới trực tiếp sụp đổ, vụn gỗ cùng đá vụn bay tứ tung, đồng thời còn kèm theo máu tươi, chính là long huyết, một màn này để vô số người nhìn thấy được đều lắc đầu thở dài, hô. Hàng phong thổi qua, thổi ra bụi đất, long đế đẫm máu nằm tại bên trong phế tích, Toàn thân đều là vết thương, vô cùng thê thảm, phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Vương Tứ lơ lửng ở trên không trung, nhìn xuống hắn cười lạnh nói, nghĩ không ra Long đế đại danh đỉnh đỉnh cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Long đế sau khi tiến vào trung hoang, là phong thái cỡ nào, thế nhưng lại đá trúng Minh Vương điện khối thiết bản này, kỳ thực Vương Tứ cũng rất thưởng thức hắn, tuy nhiên địch nhân chung quy cuối cùng cũng là địch nhân, không tàn nhẫn, làm sao thì chúng, cho nên Long đế nhất định phải chết thảm. Vương Tứ muốn ở trước mặt vô số người tiễn đạp hắn, nhắc nhở toàn thiên hạ, cùng Minh Vương Điện là địch, liền không có kết cục tốt. Nghĩ xong, Vương Tứ tay trái liền hướng phía dưới cách không khẽ hấp, trực tiếp đem Long Đế lôi kéo đi lên. Mang theo Long Đế, hắn cấp tốc trở lại trên bệ đá, đem hắn ném ở bên cạnh Vương Tiễn cùng Lý Tư. Chật chật, để nhất Long Đế vậy mà chật vật như thế, hắn vẫn là thấy không rõ mình, đụng vào Minh Vương Điện còn không thấp đầu, đáng đời. Vương Tứ khinh người quá đáng cường giả cho dù chết cũng cần phải lưu mặt mũi, Minh Vương Điện cử động lần này thật sự là không chừa chút mặt mũi nào. Các tu sĩ chỉ rõ, có người trào phúng, có người tiếc hận, nhưng không người dám phát ngôn bừa bãi. Vương Tứ chỉ Long Đế, cao giọng cười nói, hắn, chính là Long Đế, làm người vô cùng cuồng ngạo, ai dám chọc hắn, hắn liền dám cùng người đó không chết không thôi. Trước kia ta còn có thể không nhìn hắn, nhưng hắn hiện tại đắc tội Minh Vương Điện, hạ tràng chính là giờ này khắc này. Long đế cắn răng, máu tươi từ trong miệng tràn ra, hắn nỗ lực muốn đứng lên, lại bị khí thế của Vương Tứ ép tới không ngóc đầu lên được, căn bản đứng không dậy nổi, ngươi sao lại phải làm vậy? Lý Tư lắc đầu cảm thán, ngữ khí tràn đầy thống khổ, để hắn chết không quan hệ, nhưng hắn không muốn liên lụy những người khác, bởi vì hắn sắp chịu chết liền không trả nổi phần tình nghĩa này. Vương Tiễn càng là giận mắng nói, "Vương Tứ, ngươi có gan liền giết chết nhóm chúng ta!" làm gì phải như tiểu nhân diễu võ dương oai như vậy thế nhưng vương tứ lại đem những lời này bỏ ngoài tai liền ngay cả ưu công tử cùng bách mục yêu quân cũng đều lộ ra nụ cười khinh miệt hạ tràng của kẻ yếu chính là như thế đáng thương ngươi bất lực minh mộng ma tôn ngồi tại trên ghế ánh mắt lấp lóe đối với hình ảnh ở trước mắt nàng đã nhắm mắt làm ngơ người đắc tội minh vương điện đều không có kết cục tốt mông điềm còn không mau cút đi ra ngươi muốn nhìn thấy ba tên đồng bạn của ngươi chết thảm sao Vương tứ nhất cướp dẫm tại trên lưng long đế, lãnh thanh uống nói, lời vừa nói ra, người chung quanh lập tức xôn xao, một trong tam cự đầu của tần, mông điềm cũng tới, trong lúc nhất thời, toàn thành lập tức yên lặng lại, mông điềm sẽ đến sao, hắn không có tới. Ngươi giết chúng ta đi. Chúng ta coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long đế ngậm máu giận mắng nói, hừ, lời nói như vậy, ta đã nghe không biết bao nhiêu người nói qua rồi. Vương Tứ Kinh thường cười nói, ưu công tử thì phe phẩy quạt cười nói, Vương Điện Chủ, đầu rồng này thần hồn có thể cũng giao cho ta không? Tam Tôn Đại La, luyện chế thành quỷ nô, thực lực của hắn thế tất sẽ tăng vọt, không thành vấn đề. Vương Tứ sản khoái đáp ứng, đây chính là cửu U Chi chủ tương lai, hắn tự nhiên phải sớm nịnh bợ. Vương Điện Chủ, có thể chém, mong điềm xem chừng sẽ không ra, nếu như hắn ở đây, lấy tính tình của hắn, hắn đã sớm nhảy ra ngoài rồi bách mục yêu quân cười nói hắn từng truy sát qua long đế cùng mông điềm biết rõ tính nết của mông điềm vương tứ tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng là lý này giết long đế lý tư vương tiễn còn lại một tên mông điềm căn bản không đủ để hắn lo lắng tốt các ngươi ra tay đi vương tứ quay đầu hướng hai vị tráng hán mình trần phân phó nói còn chưa có nói xong ngoài thành bỗng nhiên truyền đến tiếng long ngâm liên tiếp trong chốc lát vô số liền người nhao nhao quay đầu nhìn lại một giây sau bọn hắn đều là há to mồm kinh hô lên chỉ gặp phía chân trời xuất hiện tràn cảnh chính con rồng song song bay tới hình ảnh hùng vĩ vô cùng tần thánh đế đến rồi có người kinh hô nói lời vừa nói ra vương tứ cùng bách mục yêu quân đồng thời nhíu mày ưu công tử thì nheo mắt lại minh mộng ma tôn thì bị dọa đến toàn thân run rẩy tồn tại trẻ tuổi nhất hùng chủ bản ưu công tử trong mắt lóe ra hàng mang bởi vì hắn từng nghe cha hắn tán thưởng qua tần thánh đế trong lòng một mực có chút không phục, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy tần thánh đế trong truyền thuyết, hắn ngược lại là muốn xem xem tần thánh đế sẽ là phong thái bực nào, ngươi không phải nói sẽ phái người ngăn cản hắn sao. Vương tứ hướng bách mục yêu quân truyền âm chất vấn, đối với cái này, bách mục yêu quân chỉ xấu hổ cười trừ, không biết nên trả lời như thế nào, minh vương điện uy phong thật lớn. Vương Điện Chủ cũng là hảo tác phong A, tần quân tiếng cười lạnh mang theo mỉa mai chi ý vang vọng khắp đất trời, để vô số người hô hấp dồn dập đây là muốn chiến sao tu sĩ đến cổ giả thành xem trò vui đều là hướng về phía chiến đấu mà tới không có bao nhiêu người thật quan tâm sống chết của lý tư cùng vương tiễn bây giờ thấy tần quân xuất hiện bọn hắn lập tức liền hưng phấn lên tần thánh đế trong truyền thuyết a quả nhiên là cửu long kéo kiệu uy vũ cực kỳ ông trời ơi quá đẹp rồi ta về sau cũng phải bắt chính con rồng tới kéo kiệu liền ngươi cẩn thận đắc tội long tộc a long tộc là rất bao che khuyết điểm biết không chật chật vương tứ tần thánh đế bách mục yêu quân còn có ưu công tử quả nhiên là quần hùng hội tụ a nghe tiếng nghị luận của các tu sĩ vương tứ sắc mặt liền âm lãnh vô cùng tần quân chém xuống năm tôn thái ức huyền tiên của hắn còn trọng thương minh mộng ma tôn chuyện này đã để vương tứ động nộ mấu chốt nhất chính là hắn tìm dạ tình đàm hoa cũng tại trên thân tần quân chém nhóm bọn hắn cho ta Vương Tứ tức giận uống nói, tựa như một đầu hùng sư nổi giận. Hắn hiểu được tần quân là tới cứu Long Đế, tự nhiên không thể để cho tần quân như ý. Hai tên tráng hán mình trần bên cạnh lúc này liền dơ đại đao lên. Hưu, hưu, hai tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp hai chi hỏa tiễn xé rách không khí, vượt ngang mấy vạn dặm, trực tiếp bắn nổ đầu hai tên tráng hán mình trần. Vương Tứ vừa vặn quay người, cho nên ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Ưu công tử đồng tử co rụt lại, bốn tên hắc y nhân sau lưng cấp tốc cản ở trước mặt hắn ngươi dám vương tứ tức giận bạo phát khí tức ma khí cuồn cuộn thổi đến các tu sĩ chung quanh thạch đài ngã trái ngã phải lúc này hắn liền nhất trưởng muốn hướng long đế vỗ tới muốn một trưởng đánh chết long đế đúng lúc này trọng minh điểu liền lấy tốc độ để cường giả thái ất cảnh con mắt đều nắm bắt không kịp điên cuồng lao đến vương tứ chỉ cảm thấy rùng mình hữu trưởng vô ý thức cải biến phương hướng hướng về phía trước vỗ tới phốc thử trọng minh điểu trực tiếp đâm xuyên bàn tay của hắn, máu tươi vẩy ra, trong điện quan hỏa thạch, vương tứ liền trừng to mắt, đầu nghiêng qua phía bên trái, hiểm hiểm tránh thoát trọng minh điểu tập kích, bách mục yêu quân nhìn lấy trọng minh điểu đánh tới, liền dọa đến vội vàng nằm xuống, minh. Trọng minh điểu thanh âm tê minh vang vọng khắp toàn trường, để những tu sĩ còn đang lấm lét nhìn phía chân trời kia đồng loạt quay đầu, vương tiễn cùng lý tư mặt mũi tràn đầy mê mang. Tại trong khoảng thời gian tần quân leo lên hùng chủ bản, Bọn hắn liền đã cũng minh vương điện khai chiến, cho nên bọn hắn còn không biết Tần Thánh đế là ai, là Bệ hạ. Bệ hạ tới cứu chúng ta, Long đế mừng rỡ như điên gọi nói, nghe được liền để Vương Tiễn cùng Lý Tư sắc mặt kịch biến, Bệ hạ tới, Tần Quân một vạn năm trước liền đã mạnh hơn xa bọn hắn, hiện tại lại sẽ đạt tới độ cao như thế nào? Hai người nhất thời mừng rỡ khó nhịn, lúc này, bọn hắn bỗng nhiên trông thấy một đạo thân hình từ trên cao vọt xuống, uy vũ bá khí tự như thần minh hạ phàm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha nhị lan hiển thánh chân quân dương tiễn